trong căn phòng trắng lạnh toát ánh đèn mờ đục phủ lên dáng người nằm im lìm như thể hóa đá thẩm thanh nam chính của chúng ta đang đấu tranh giữa khoảng không cô độc thở nhẹ nhẹ yếu ớt như ngọn nến sắp lụi tàn từng nhịp thở hòa cùng âm thanh rì rầm của máy móc khiến không gian thêm phần trống trải tiếng kêu đều đều của thiết bị y tế nhắc nhở tất cả những ai bước ngang qua rằng ở đây vẫn còn một sinh mệnh đang chập chờn mỏng manh giữ lấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết một cánh hoa cũng vì không gian buồn tẻ này mà rơi xuống cánh hoa nhẹ nhẹ rơi xuống mặt thẩm thanh cánh hoa vừa chạm vào mặt cậu thì bất ngờ mắt cậu mở sáng ra thẩm thanh ngồi bật dậy sau bao nhiêu ngày nằm hôn mê bất tỉnh cậu vội mở chiếc máy thở đã gắn liền với mình suốt một thời gian dài ra để quan sát cảnh vật xung quanh mình thẩm thanh không tin được là một đã sống lại bằng một cách thần kỳ nào đó để kiểm chứng cho điều đó thẩm thanh vội kéo mềm ra để nhìn thật kỹ đôi chân của mình nhưng đôi chân của cậu đã không còn nữa thì ra cậu đã được quay ngược thời gian được sống lại nhưng không may cho cậu là lại quay ngược đúng thời điểm vụ tai nạn đã xảy ra Thẩm Thanh giận dữ tự hỏi đã cho mình quay ngược thời gian tại, sao lại quay lại đúng thời điểm tồi tệ này, lúc này một người bước vào phòng kêu Thẩm Thanh, và đây chính là Tiểu Đan, người em gái duy nhất của Thẩm Thanh, cô vui đến phát khóc khi nhìn thấy người anh trai của mình tỉnh lại. Tiểu Đan vội chạy vào ôm chầm lấy Thẩm Thanh, cô rất vui khi anh trai mình có thể tỉnh lại được. Tiểu Đan hứa với Thẩm Thanh nhất định mình sẽ bắt được tài xế gây ra chuyện này với cậu ấy báo thù cho anh trai của mình và an ủi Thẩm Thanh rằng chân của anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi. Lúc này Thẩm Thanh đã tin vào sự thật cậu đã tin rằng mình đã được sống lại ở khoảng thời gian một năm trước. Một năm trước, Thẩm Thanh đã trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng, cậu một chiếc xe đã cố ý đâm thẳng vào mình khi đang đi qua đường, khiến Thẩm Thanh từ một phú hào giàu có trăm triệu trẻ tuổi nhất trong nước, chủ tịch của tập đoàn quốc tế Húc Nhật, biến thành một tên què chỉ có thể đi lại bằng xe lăn. Trong khoảng thời gian Thẩm Thanh bận rộn chữa trị tại bệnh viện, thì có một người đã đến nhiệt tình giúp đỡ. Lúc đang mặt mày đau khổ, người đó mang đồ ăn ngon tới cho Thẩm Thanh cậu ấy coi người này là người anh em mà cậu ấy tín nhiệm nhất. Người đó chính là thiệu thiên tài người mà thẩm thanh coi là ân nhân trong lúc mình gặp chuyện. Nhưng đời không bao giờ có chuyện tốt như vậy. Vậy mà tên thiên tài này lại nhân cơ hội đoạt đi tập đoàn quốc tế Húc Dương, hơn nữa còn lấy sức khỏe của thẩm thanh để uy hiếp tiểu đàn. Chỉ có gả cho cậu ta mới tiếp tục cung cấp chữa trị cho thẩm thanh. Hắn ta còn chơi chẽn đến mức đứng trước mặt Thẩm Thanh đang bất lực mà ép Tiểu Đan phải gả cho mình thì mới lo tiền viện phí cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lúc đó chỉ biết bất lực kêu hắn ta thả em gái mình ra trong vô vọng nhưng tên thiên tài này lúc đó chẳng quan tâm đến một tên quầy như thẩm thanh hắn ta liên tục đứng trước mặt kênh kiệu chọc tức thẩm thanh hắn ta ép tiểu đan làm những trò bẩn thỉu trước mặt thẩm thanh hắn ta còn đá điều thẩm thanh là tiếng chó nên hắn ta không thể nghe được tiểu đan cũng đành bất lực rơi nước mắt cầu cứu anh mình trong vô vọng khoảng thời gian đó thẩm thanh đã hoàn toàn bị tên cổ lùi đó cướp hết tất cả từ nhà cửa công ty và ngay cả em gái của mình sau này một loại trò chơi có tên là thần đồ xé trời xuất hiện do nhiều nước liên hợp khai phá độ chân thật một trăm Kim tiền trong trò chơi có thể quy đổi ra thành tiền trong thế giới thật. Vừa được đưa ra đã hot khắp toàn cầu, có một điểm mấu chốt là thuộc tính nhân vật trong trò chơi có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Đây vốn là cơ hội tốt để cho Thẩm Thanh nghịch thiên sửa mệnh, nhưng lúc này Thẩm Thanh đã vô cùng nghèo khó, không thể đập tiền, sẽ không thể nhận được tài nguyên tốt nhất trong thời gian đầu, một đời lăn lộn trong ao cá. Thẩm Thanh đã mất đi hoàn toàn tiền vốn để chống lại thiên tài. Tên khốn kia cầm tài sản đã từng thuộc về Thẩm Thanh điên cuồng đập tiền lấy được tài nguyên trò chơi chất lượng nhất cùng thuộc tính hơn nữa ảnh hưởng tới hiện thực khiến hắn ta triệt để trở thành độ cao mà không ai có thể đạt tới được nhưng đây đều là thứ vốn thuộc về thẩm thanh tất cả mà hắn ta có được lúc đó đều là của thẩm thanh lúc đó nghĩ về những chuyện này lửa hận trong lòng của thẩm thanh càng dâng trào hơn nên lúc đó cậu đã gọi tên khốn kia đến gặp mình nhưng vừa đến hắn ta đã mỉa mai thẩm thanh cậu từ xa gọi tôi tới cái ở chó này của cậu chính là vì muốn chọc cười tôi sao không phải cậu thật sự cho rằng Cả một phòng thuốc nổ của cậu có thể giết tôi chứ? Cơn lửa hận thù của Thẩm Thanh đã lên đến đỉnh điểm nên cậu quyết định sẽ chết chung cùng tên khốn này bằng đống thuốc nổ mà mình đã chuẩn bị. Mặc cho hắn ta đang khinh thường đống thuốc nổ này của mình, Thẩm Thanh vẫn quyết định sẽ kích hoạt và mong muốn được chết chung cùng hắn. Cậu hãy chết cùng với tên phế nhân như tôi đi." Sau một cú hét lớn, Thẩm Thanh đã thẳng tay ấn nút kích hoạt. Một vụ nổ vang trời được tạo ra khiến căn nhà của bọn họ đang ngồi nổ tung làm sáng rực của một góc phố. Thẩm Thanh lúc này đã không còn lành lặn được nữa sau cú nổ không chỉ đôi chân mà cậu còn mất thêm cả đôi tay của mình. Nhưng kế hoạch chết chung này của cậu đã hoàn toàn sụp đổ vì tên khốn kia không như cậu nghĩ. Thẩm Thanh không tin vào mắt mình. Vậy mà một vụ nổ lớn như vậy lại không có tác dụng gì vào người hắn ta, hắn ta vẫn còn nguyên vẹn bước đến chế nhạo Thẩm Thanh, chỉ bằng sức mạnh mà tôi có được ở trong thần đồ. Chút thuốc nổ này của cậu còn chẳng đốt cháy được lông của tôi. Nói cho cậu biết thêm một chuyện trước khi cậu chết nhé, cái chân của cậu cùng cái chết của ba mẹ cậu đều là do tôi làm. Điều đáng cười là huyết mạch sau cùng của thẩm gia lại theo họ tôi thẩm thanh đau đớn trong tuyệt vọng cậu không cam tâm để mất tất cả như vậy nhưng lúc đó cậu không thể làm gì được nữa đành bất lực nằm dưới sự trà đạp của tên khốn thiên tài lúc đó tên khốn thiên tài đã khinh thường trà đạp thẩm thanh cho đến chết và may mắn là thẩm thanh đã được sống lại một lần nữa mặc dù không biết vì sao mình lại sống lại nhưng đây là một cơ hội cực kỳ hiếm cho thẩm thanh quay lại thực tại lúc này tiểu đan cứ ôm lấy anh mình mà khóc mãi thẩm thanh vội dỗ em gái mình đừng khóc nữa lần trở lại này thẩm thanh quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt em gái của mình cùng tâm huyết của bố mẹ và một chuyện quan trọng hơn nữa là phải băm thay tên xúc sinh thiệu thiên tài kia thành vạn đoạn nhưng lần quay lại này đúng vào lúc thẩm thanh đã tàn phế nhất thời cậu chưa biết phải làm sao mới có thể lật ngược ván bài này bất ngờ thẩm thanh nhớ ra được trò chơi thần đồ vào lúc này nó vừa mới ra mắt mà con người phát hiện nó có thể ảnh hưởng tới thế giới là vào một tháng sau tháng này chính là cơ hội tốt nhất để cho thẩm thanh lật ngược thế cục hiện tại nhân lúc tiền của mình chưa bị phong tỏa thẩm thanh quyết định phải lập tức hành động nghĩ đến đây mặt thẩm thanh đen hết cả lại nhìn thấy vậy tiểu đan nghĩ anh mình lên cơn đau nên cô đã vội chạy đi kêu bác sĩ nhưng thẩm thanh đã kêu cô ấy lại để nhờ tiểu đan làm giúp mình một chuyện tiểu đan quay lại ngạc nhiên không biết anh trai sẽ nhờ mình làm chuyện gì thẩm thanh không trần trừ nữa mà nhà tiểu đan đi mua giúp mình một khoang trò chơi khoang trò chơi của thần đồ tiểu đan ngạc nhiên khi nghe anh trai muốn mua khoang trò chơi cô quay lại hỏi cho chắc bởi vì trước đó thẩm thanh là một người chỉ có công việc nên nghe anh mình muốn chơi trò chơi thì nhất thời Tiểu Đan hơi ngạc nhiên, lúc này tên tên khốn nạn Thiệu Thiên Tài cũng bước vào, và thời gian lúc này hắn ta vẫn chưa lộ ra bộ mặt hỗn làm của mình, nên hắn ta bước vào tỏ vẻ thân thiện hỏi Thẩm Thanh thích chơi trò chơi. Từ khi nào? Hắn ta bày ra bộ mặt thanh cao cho rằng nếu như Thẩm Thanh say mê trò chơi thì công ty sẽ biết phải làm sao. Thẩm Thanh cũng nhận ra được tên khốn nạn này đang đến thăm dò mình. Cậu ấy bắt đầu diễn cho rằng mình chỉ là một tên phế vật nên chỉ còn biết chơi trò chơi cho qua ngày qua tháng, Thẩm Thanh muốn cho tên khốn nạn kia nghĩ kế hoạch của hắn vẫn chưa bị phát hiện. Hắn ta nghe vậy cười thầm trong bụng nghĩ Thẩm Thanh đã chấp nhận mình là một tên phế vật, nhưng tên khốn nạn này vẫn tỏ vẻ thanh cao nói: "Nhưng tôi nghe nói thần đầu mới vừa o bình beta vào hôm nay, khoang trò chơi phát hành giới hạn 100 chiếc e rằng phải thêm tiền mới có thể cướp được. Đã tăng tới 300 triệu rồi." Thẩm Thanh vội cất ngang lời của hắn, cậu ấy cho rằng mình vẫn còn quyền lợi chi phối tiền của công ty. "Đừng nói 300 triệu cho dù là 30 tỷ thì Thẩm Thanh cũng phải lấy cho bằng được." Tiểu Đan nghe anh mình như vậy nên cô vội khuyên ngăn anh mình đừng như vậy còn tên khốn nạn thiên tài lại bày ra bộ mặt gian xảo của mình nói với thẩm thanh cứ yên tâm hắn ta sẽ lấy khoan trò chơi này đưa đến tận tay cho thẩm thanh nhưng trong lòng hắn ta rất muốn thẩm thanh chìm đắm vào những trò chơi này hắn ta nghĩ nếu như thẩm thanh chìm đắm trong trò chơi thì hắn ta sẽ nắm giữ công ty của cậu ấy một cách đơn giản hơn nghĩ xong hắn ta lên giọng thảo mai với thẩm thanh anh thanh hãy tận hưởng trò chơi trước đi lát nữa tôi sẽ đưa khoang trò chơi tới đây không cần lo lắng cho chuyện công ty còn có tôi cùng tiểu đan hắn ta đang muốn đưa tiểu đan đi theo hắn ta nhưng lần này thẩm thanh đã biết trước hết những chuyện hắn ta muốn làm nên cậu ấy đã dứt khoát kéo tay tiểu đan về phía mình thẩm thanh muốn tối nay tiểu đan ở lại đây với mình cậu ấy tiểu đan ở bên cạnh mình thẩm thanh lần này trở lại cậu đã quyết tâm bảo vệ thẩm thanh thầm nghĩ tên khốn nạn kia muốn dùng cái vuốt lợn dơ bẩn của hắn chạm vào em gái mình lần này sẽ không có cửa đâu hắn ta cũng vội buông tay tiểu đan ra nghe theo lời của thẩm thanh nói xong hắn ta bước ra ngoài cửa phòng bệnh hắn ta hơi bất ngờ với thái độ này của thẩm thanh càng nghĩ hắn ta càng cảm thấy tức giận vì tên sát thủ hắn ta phải đi đã không đâm chết được thẩm thanh. tên khốn nạn này thầm nghĩ lần sau hắn ta sẽ tìm một chiếc xe chở xăng để đâm chết rồi đốt cháy luôn thẩm thanh. đúng là một tên lòng lang dạ sói mà. sau khi hắn ta rời đi thẩm thanh nói với tiểu đan hãy quay về chuyển toàn bộ tiền của cậu ấy vào trong trò chơi và còn cả cổ phiếu của công ty cũng bán hết toàn bộ. tiểu đan hơi bất ngờ không biết lý do tại sao anh mình lại muốn làm như vậy. tiểu đan lo lắng cho anh trai mình. Cô ấy nghĩ anh trai mình đã bất tỉnh quá lâu nên mới có những quyết định bất ngờ này. Thẩm Thanh vội trấn an em gái mình cho rằng mình không hề bị gì hết. Cậu nói với em gái chỉ là mình đang muốn cực một phụ lớn, được ăn cả ngã về mò. Ba tiếng sau một khoang trò chơi đáng giá 500 triệu đã được chuyển tới phòng bệnh của Thẩm Thanh, cậu ấy vội vã ngồi lên ghế bắt đầu phi vụ nghịch thiên sửa mệnh của mình một lần nữa. Thẩm Thanh khởi động trò chơi, trò chơi cũng nhanh chóng dịch chuyển Thẩm Thanh vào một chiều không gian khác. Thẩm Thiên được dịch chuyển đến một không gian rộng lớn. Và trong trò chơi này, đôi chân của Thẩm Thanh cũng đã trở về hình dạng như cũ, Thẩm Thanh vui mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể tự do hoạt động. Nhiệm vụ đầu tiên trong trò chơi là yêu cầu Thẩm Thanh hãy đặt tên cho nhân vật trong game này của mình. Thẩm Thanh quyết định sẽ lấy tên game của mình là Triều Tửu Vãn Ca. Tên của cậu đã được thông qua và sẽ đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo sẽ là lựa chọn chức nghiệp cho bản thân, Thẩm Thanh cảm thấy quả nhiên giống như kiếp trước phải lựa chọn chức nghiệp trong bảy chức nghiệp chiến sĩ. Pháp sư, du hiệp, thích khách, mục sư, kỵ sĩ, pháp sư triệu hồi thẩm thanh quyết định mình sẽ làm như cũ cậu sẽ lựa chọn chức nghiệp quen thuộc nhất đối với mình đó chính là du hiệp sau khi lựa chọn xong hệ thống thông báo thẩm thanh đã lựa chọn chức nghiệp thành công chức nghiệp của thẩm thanh sẽ là du hiệp cậu cảm thấy mọi thứ đang đều rất suông sẻ với cậu thẩm thanh đã biết trước được bước tiếp theo lúc này một màn hình thông báo hiện lên thông báo bạn là người dùng khoang trò chơi khách quý bạn đã kích hoạt phần thưởng đặc biệt huyết thống tinh linh cấp sử thi du hiệp trời sinh có thể nhận được độ thiện cảm của tộc tinh linh hiệu quả sử thi ban tặng sức mạnh nhận được cộng 10% đánh trúng, cộng 10% tỷ lệ bạo kích, cộng 10% né tránh, cộng 15% tốc độ di chuyển. Bạn là người dùng khoang trò chơi khách quý, bạn đã kích hoạt phần thưởng kỹ năng đặc biệt. Nhìn thấu nhược điểm cấp truyền thừa, phát hiện nhược điểm của mục tiêu. Tấn công vị trí nhược điểm sẽ tạo thành 150% đến 200% sát thương. Tiêu hao 20 điểm giá trị pháp lực, thời gian cua đau 120 giây đây là kỹ năng thông dụng toàn chức nghiệp. Thẩm thanh cảm thấy mọi thứ vẫn giống như cũ kiếp trước và cậu ấy đã nắm vững thuần thục kỹ năng này. Một cái dương lớn bất ngờ rơi xuống và màn hình lại hiện lên thông báo, bạn là người dùng khách quý nằm trong 100 người đầu mua khoang trò chơi chúc mừng bạn nhận được hòm bảo đặc biệt riêng. Thẩm Thanh tỏ ra hơi bất ngờ vì lần trước cậu không nhận được thứ này, nhưng mà cũng đúng thôi lúc trước là cày chay, bây giờ nạp vip thì phải khác là đúng rồi. Và trong chiếc dương này chứa năng lực thiên phú quan trọng nhất. Thẩm Thanh nhanh chóng thò tay mở hòm dương ra. Khi Thẩm Thanh chạm tay vào chiếc dương thì màn hình hiện lên thông báo, trong hòm bảo đặc biệt là năng lực thiên phú hiếm có. Mở khóa hòm bảo đặc biệt cần nạp 5.000 vạn đồng vàng. Xin hỏi có mở khóa hòm bảo hay không? Sau khi nghe 5.000 vạn thì thẩm thanh há hốc hết cả mồm lên vì 5.000 vạn này tương đương với 500 triệu. Cậu không ngờ con game củ lìn này lại biết cách bảo tiền người ta như vậy. Thẩm thanh chậm lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng cậu quyết định sẽ nạp. Bởi vì hiện tại nếu cậu không tiêu tiền, về sau sẽ toàn là tên khốn nạn kia tiêu nên cậu quyết định thà nạp cho bản thân mình còn hơn. Năng lực thiên phú là một hạng mục thuộc tính mà mỗi người chơi mới đều có thể ngẫu nhiên nhận được nghe nói càng là người chơi đăng nhập vào trò chơi sớm năng lực nhận được sẽ càng hiếm kiếp trước thẩm thanh rút chúng tấn công kèm theo sát thương chảy máu thêm ngoài đều giúp thẩm thanh rất lớn trong vô số cuộc chiến đấu kiếp này thẩm thanh đã đập tiền nên cậu thẩm nghĩ dù sao cũng phải rút được thiên phú tốt hơn nói xong màn hình hiện lên thông báo đã nạp thành công năm nghìn vạn màn hình hiện lên một nút rết thẩm thanh nhanh chóng nhấn vào sau cú ấn của thẩm thanh chiếc dương mở ra và một nguồn ánh sáng dữ dội từ trong dương phát ra chiếu thẳng lên trời thẩm thanh cảm thấy bất ngờ thốt lên đệt mọ không phải là đùa đấy chứ và đều làm cho thẩm thanh bất ngờ là thiên phú trong chiếc dương này là tiến hóa tất cả thẩm thanh cảm thấy phấn khởi không ngờ lại còn cả loại thiên phú như thế này thẩm thanh rất phấn khích bởi vì thiên phú thần cấp tiến hóa tất cả này không phải là thứ mà năm nghìn vạn có thể dễ dàng lấy được tới tay có tiền cũng chưa chắc có được nên thẩm thanh cảm thấy mình thật là may mắn cậu ấy bắt đầu mở chi tiết của kỹ năng này ra kỹ năng thứ nhất là tiến hóa bị động có tỷ lệ 100% nâng cao một phẩm cấp khi rớt vật phẩm 5% tỷ lệ xuất phát tiến hóa trung cấp, nâng cao hai phẩm cấp khi rớt vật phẩm. Và điều chú ý là tiến hóa có thể vượt qua vật phẩm phẩm cấp cao nhất hiện tại. Kỹ năng thứ hai là tiến hóa tự chủ, 100% thăng cấp 2 cấp bậc tất cả những vật phẩm có thể thăng cấp như vật phẩm đạo. Cụ, kỹ năng, bảo thạch 10% tỷ lệ thăng cấp 3 cấp bậc. Cụ đao 24 tiếng. Và điều chú ý, hiệu quả này không thể chồng lên hiệu quả bị động, cùng một hiệu quả chỉ có thể tiến hóa một lần. Đọc xong tất kỹ năng này thẩm thanh cảm thấy rất phân khích cậu nhanh chóng bóp chặt tay nhận lấy thiên phú này cậu cảm thấy năng lực này thật sự tốt đối với cậu năng lực này quả là nghịch thiên vào lúc người khác pham quái vẫn đang rơi cấp bậc thanh đồng bạch ngân bản thân ít nhất cũng rơi ra bạch ngân hoàng kim thậm chí càng cao hơn thẩm thanh cảm thấy 500 triệu này của mình bỏ ra thật sự rất đáng từng xu có nó cậu có thể dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân cậu thầm nghĩ lát nữa vào trò chơi sẽ tùy ý đánh quái vật gì đó dùng vật phẩm rơi ra thử sức trình độ của kỹ năng này nhưng có một vấn đề là hình như thứ này có thời gian hồi phục chỉ 24 tiếng, Thẩm Thanh cảm thấy lần đầu tiên tiến hóa này vô cùng quan trọng phải tìm thứ có tiềm lực tiến hóa một lần thử xem. Giải trừ kỹ năng trang bị, tìm kiếm một hồi cuối cùng Thẩm Thanh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng để nhấn vào nút điều khiển trên màn hình để đến bước tiếp theo. Đó chính là bước khởi động cửa vào trò chơi, sau nút bấm của Thẩm Thanh, một không gian mở ra trước mặt cậu. Thời khắc đi thay đổi vận mệnh của Thẩm Thanh cuối cùng cũng đến, cậu nhanh chóng bước vào không gian chiều không gian cuốn thẩm thanh vào bên trong và dịch chuyển cậu thẳng tới thôn tân thủ đây là nơi dành cho người mới đăng nhập vào trò chơi vừa tới nơi thẩm thanh đã vô cùng bất ngờ mà thốt lên quách đầu phất không phải chứ người anh em mình còn tưởng rằng mình là đợt đầu tiên dường như người giàu trên thế giới này có hơi nhiều trước mặt cậu đã có rất nhiều người tới trước và có hai tên đang rượt theo bắt một con gà để cộng thêm điểm kinh nghiệm cho mình màn rượt đuổi của hai tên kia làm cho hai cô gái đằng sau há hốc hết mùng vì giết gà có thể có điểm kinh nghiệm cả hai cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng đuổi thẳng để đuổi theo bắt gà với hai tên kia thẩm thanh lắc đầu thầm nghĩ những anh em trong game này chỉ có chút tiền đồ này thôi sao nhưng thẩm thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần vẫn không nên lãng phí thời gian chê bai bọn họ thì hơn vì mục tiêu đầu tiên của cậu ấy là phải tranh thủ từng giây từng phút lúc này có một nhóm người đang hò reo vui mừng vì nhặt được một miếng thịt gà rơi ra và có thêm một chút điểm kinh nghiệm thẩm thanh không bận tâm điều đó cậu vội vã lên đường cậu còn có chuyện quan trọng hơn là đánh bại bốt của khu tân thủ lấy được phần thưởng giết đầu một bảng thông báo hiện lên phía trước sẽ tiến vào khu dã quái xin hãy cẩn thận đương nhiên là thẩm thanh biết nguy hiểm nhưng hiện tại cậu ấy nghĩ mình phải mau chóng farm quái thăng cấp mới được lấy được giết đầu bốt sẽ có phần thưởng thêm không thể để người khác cướp đi thứ này được nhưng trước mắt thẩm thanh cần phải chuẩn bị một số thứ cậu nhanh chóng mở thanh vật phẩm ra nhưng vừa mở ra thì mặt cậu đã tỏ ra vô cùng ghét bỏ những thứ sơ cấp này chỉ có một cây cung tân thủ và một chiếc áo vải sơ cấp hai thứ này căn bản không có giá trị tiến hóa nhưng nếu như không thể tiến hóa sẽ không thể kéo giãn khoảng cách với người khác hơn nữa năng lực tiến hóa tương đương với việc mỗi ngày có thể chủ động dùng một lần không dùng cũng lãng phí thẩm thanh tự hỏi còn có thứ khác có tiềm lực hơn để tiến hóa hay không đây bất ngờ thẩm thanh nhớ ra được một điều cậu nhanh chóng đưa tay lên để triệu hồi năng lượng tiếp theo thẩm thanh đặt tay lên ngực mình chuẩn bị cho quá trình tiến hóa của mình và thứ cậu muốn tiến hóa lần này đó chính là tiến hóa huyết mạch tinh linh một cổ linh hồn xuất hiện phía trên đầu của thẩm thanh khi cậu bắt đầu tiến hóa thẩm thanh vẫn đứng vững đặt tay lên ngực tiếp tục quá trình tiến hóa quá trình tiến hóa bắt đầu diễn ra đầu tiên sẽ là một đầu người hiện ra rồi bắt đầu lan dần ra đến tay và tiến hóa xuống cả chân một bản thể linh hồn đã được tạo ra sau quá trình tiến hóa này của thẩm thanh đây chính là huyết mạch vua tinh linh huyết mạch này thứ nhất là ban tặng sức mạnh hoặc cộng 50% tỷ lệ đánh trúng tỷ lệ bạo kích tốc độ né tránh cộng 100% tốc độ di chuyển thứ hai là sinh mệnh chi lực nâng cao giới hạn 1.000 điểm sinh mệnh mỗi lần thăng cấp có thể thăng cấp 100 điểm thêm ngoài Thứ ba là sinh mệnh chi thi, mỗi ba lần tấn công có thể bạo kích 100%. Thẩm Thanh cảm thấy rất phấn khích, vậy mà lại có thể tiến hóa huyết mạch thật, có thuộc tính này farm quái một mình ở khu tân thủ có lẽ không phải vấn đề lớn. Thẩm Thanh nhanh chóng tiến sâu vào khu tân thủ, bất ngờ một âm thanh gầm gừ của một loại thú rừng nào đó vang lên thu hút ánh nhìn của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhận ra đây là tiếng chu của một con sói, thì ra là bên kia đang có một con sói rừng rậm ly vờ hai đang gầm gừ, giao chiến với một đám người đang đi farm quái, một tên trong nhóm người đứng ra trước mặt con sói nói, trò vặt, chạy khỏe phết nhỉ, lần này hết đường rồi chứ. Chỉ cần giết chết nó, chúng ta sẽ có thể thăng cấp, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thẩm thanh đã đứng nấp sau gốc cây để quan sát tất cả tình hình ở đây. Thẩm thanh suy nghĩ cảm thấy mấy người này ngược lại là khá thông minh, biết tổ đội đánh quái vào thời kỳ người mới. Mặc dù tổ đội đánh quái kinh nghiệm cùng đồ rơi ra đều sẽ ít đi, nhưng ít nhất hệ số an toàn cũng cao. Đáng tiếc kiến thức kỹ năng sinh tồn dã ngoại quá kém loại sinh vật như sói này chính là động vật quần cư. Lúc này một cô gái trong tổ đội kia nhìn ra đằng sau thì phát hiện có rất nhiều sói đang đứng phía sau họ. Cô vội thông báo cho các chiến hữu của cô biết bọn họ đã bị đám sói này bao vây rồi. Không đợi cho bọn họ phản ứng, bầy sói như những con quỷ đói giận dữ lao lên phía bọn họ. Bọn sói lao vào cắn đám người này, mặc dù đây là trong game sẽ không chết thật nhưng bọn họ cảm thấy cảm giác đau rất là chân thực. Cô gái hoảng hốt cầu cứu lão đại của cô. Nhưng lão đại cũng bất lực đành gặp lại mọi người ở điểm hồi sinh sau khi nhóm người kia đã chết hết lúc này thời cơ của thẩm thanh cũng đã tới bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng chính là lúc này cơ hội hút chọn một quả lớn thẩm thanh bắn thẳng mũi tên lửa của mình vào đàm sói mũi tên của cậu găm thẳng vào đầu con sói đầu đàn bằng sự già dơ khi đã có một lần kinh nghiệm này của mình thẩm thanh đã nhanh chóng hạ gục được sói cấp 2. thông báo lại hiện lên huyết mạch vua tinh linh thăng cấp lên cấp 2, nhận được thêm 100 điểm sinh mệnh 10 điểm ma pháp năm điểm thuộc tính tự do và nhận được vật phẩm thịt sói tiến hóa bị động thịt sói cao cấp có thể duy trì hồi máu thẩm thanh cảm thấy vật phẩm khôi phục vẫn rất cần thiết đối với solo khô máu những con sói còn lại nhìn thấy người anh em của mình bị một tên cơ hội bắn chết thì vô cùng giận dữ một con quyết định ra lệnh cho tất của cùng lao lên cắn nát chim của thẩm thanh thẩm thanh cũng nhận ra được điều đó bầy sói ồ ạt lao lên chạy thẳng về hướng thẩm thanh đang núp lúc nãy thẩm thanh chỉ vừa thí nghiệm một chút sát thương tiếp theo đây cậu cảm thấy mình nên thử những thứ khác nghĩ xong thẩm thanh nhảy lên xoay người một phát thật mạnh cậu nhảy ra và triệu hội huyết mạch vua tinh linh của minh gia huyết mạch vua tinh linh đã giúp cho thẩm thanh nhảy một phát thôi đã bay khỏi đà tấn công của bầy sói nhờ có nguồn năng lượng này thẩm thanh chạy như bay về phía trước để tránh khỏi bầy sói huyết mạch vua tinh linh này bị động cung cấp 100% tốc độ gia tăng nên cậu ấy có thể lướt nhẹ như bay thẩm thanh cảm thấy huyết mạch vua tinh linh không chỉ nâng cao sát thương của bản thân đồng thời còn nâng cao tốc độ di chuyển 100%. dưới tình huống không có bút gia tăng của trang bị khác Vậy mà lại có thể có được tốc độ không phân cao thấp đối với sói hoang có sở trường chạy nhanh, đối với một chức nghiệp xạ thủ mà nói, tốc độ là rất cần thiết. Nếu không phải bản thân nhận được thiên phú thần cấp, nếu muốn trưởng thành lên không biết phải tốn biết bao công sức. Với huyết mạch vua tinh linh cậu ấy có thể nhẹ nhàng nhảy qua một vách đá mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. Nhưng bất ngờ, khi quay lại nhìn thì Thẩm Thanh tỏ ra thắc mắc tại sao bầy sói lại không đuổi theo mình nữa, mặc dù bọn chúng đang rất tức giận muốn đuổi theo Thẩm Thanh để ăn tươi nuốt sống cậu ấy nhưng lúc này thẩm thanh đã tiến vào khu vực châu hoang là một khu vực cao cấp hơn nên sói hoang không thể vượt qua ranh giới này được trước mặt thẩm thanh lúc này là một bầy châu hoang khổng lồ bầy châu này cũng không phải là loại mà cậu ấy có thể dễ bắt nạt được và bầy sói bên kia cũng đành ngậm ngùi quay đầu đi về hoang ổ của mình thẩm thanh nhớ lại kiếp trước ở khu vực châu hoang này đại khái là tầm quái cấp 5. lúc này có một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm vào thẩm thanh và cảm thấy anh ấy thật đẹp trai thẩm thanh cũng nhận ra được sự có mặt của cô ta nên cậu liếc mắt nhìn sang cô ta thì ra cô ta đang đi theo một tổ đội pham quái vừa gặp thẩm thanh cô gái tóc hồng này dạo dựng điểm g ngỏ ý mời thẩm thanh gia nhập tổ đội của mình cô ấy cho biết bọn họ đang chuẩn bị pham quái châu hoang và nhìn thẩm thanh có vẻ ngoài đẹp trai nên cô đặt cách cho thẩm thanh gia nhập và cô ấy tự tin tổ đội của mình có lẽ là một trong những tổ đội sớm nhất tới nơi này trước khi vừa mở xe vờ nhưng tên đội mũ phù thủy đi cùng đã ngăn cô lại anh ta cho biết không phải là ai muốn vào tổ đội của bọn họ cũng đều được và anh ta cho rằng thẩm thanh chỉ mới cấp hai nên gia nhập vào bọn họ cũng chỉ là kẻ kéo chân sau chia sẻ kinh nghiệm thẩm thanh lắc đầu ngao ngán với nhóm người này anh thầm nghĩ đại gia như anh mà cần phải đi cày chay với đám người này không nhiều lời với nhóm người cày chay này nữa thẩm thanh chúc họ đi pha may mắn và quay lưng tới địa điểm tiếp theo của mình con hàng tóc xanh lúc này cũng lên tiếng cho rằng não thẩm thanh đã uống nước khi không tham gia cùng bọn họ lúc này thẩm thanh quay lại cho anh ta biết hiệu suất pham châu rừng quá thấp và hơn nữa thẩm thanh thích làm độc lang hơn con hàng đầu xanh lại cho biết thêm Khu vực tiếp theo là khu vực càng nguy hiểm hơn cho tới hiện tại vẫn chưa có ai từng tới đó, cho dù là bọn họ đi tới đó cũng có nguy hiểm. Lúc này tên đội mũ phù thủy hỏi Thẩm Thanh có biết trừng phạt của tử vong không? Thẩm Thanh bắt đầu vai diễn của mình, cậu cho rằng mình chỉ là loại gà mờ cấp thấp chưa từng chết lần nào nên không biết những thứ đó và cậu muốn bọn họ dạy cho mình. Con hàng đầu xanh nghe vậy khoái chí cười lớn và bắt đầu lý giải, đầu tiên là rơi hết toàn bộ tiền trên người tổn thất trang bị, mặc dù là trò chơi nhưng loại đau khổ cùng tuyệt vọng của cái chết đó là giống như chân thực điều càng quan trọng hơn là điểm kinh nghiệm cậu vất vả tích chữ sẽ tổn thất một nửa thẩm thanh nghe những điều này đã quá quen thuộc với mình nên đành cảm ơn xả giao cho con hàng đầu xanh được vui một xíu nói xong thẩm thanh tạm biệt mọi người rồi rời đi đến điểm tiếp theo trước khi đi cậu cũng không cảm ơn hai vị đại thần này đã nói những điều mà ai cũng biết này cho mình cô gái tóc hồng tiếc nuối anh chàng đẹp trai này nên muốn hai người kia hãy cho anh ta gia nhập tổ đội của mình cô lo lắng cho thẩm thanh đi một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng con hàng mũ phù thủy này không ưa bộ dạng làm màu của thẩm thanh nên thẳng thừng từ chối lời đề nghị này của cô tóc hồng thẩm thanh một mình đơn độc đi về phía trước cuối cùng thẩm thanh cũng đến được một cửa hang động và có một thứ đã cản chân cậu nên cậu đã nhanh chóng cúi người xuống nhặt nó lên thì ra đó chính là một cái đầu lâu thẩm thanh nhận ra chính là nơi này nơi này là nơi ẩn nấu của bốt lớn nhất của khu tân thủ sau tiếng gọi của thẩm thanh bỗng xuất hiện tiếng động bên trong hang động rồi bất ngờ nó mở mắt sáng rực ra thẩm thanh đã vô tình đứng trên xác của nó nên cậu bị nâng lên theo đà di căn của nó thì ra một con mãng xà khổng lồ xuất hiện nó di chuyển cơ thể cuộn quanh người của thẩm thanh cậu ấy lúc này vẫn đang bình tĩnh quan sát quan sát xong thẩm thanh đặt tay lên tai yêu cầu hệ thống Nược điểm thức phá kỹ năng khởi động theo hệ thống phân tích đây là một con bốt mãng xà vương cấp 10 và hệ thống đã đánh dấu được nhược điểm của nó là ở phần sau cổ vốn dĩ thẩm thanh cấp 2 đại khái chỉ có tầm 210 điểm tính mạng do có tinh linh vương huyết đã cung cấp thêm 1 điểm thanh máu của bốt mãng xà bây giờ chỉ có 800 HP. Nhưng thanh máu của thẩm thanh tới 1.310 HP, thanh máu hiện tại của thẩm thanh còn dài hơn so với bốt xà vương. Với tình hình hiện tại, thẩm thanh thầm nghĩ căn bản không cần sợ con hàng bốt mãng xà này. Nghĩ xong cậu nhanh chóng cầm cung của mình lên và kéo một cú thật mạnh. Con hàng mãng xà này cũng nhận ra được điều đó, nó mở mắt sáng rực nhìn thẳng vào thẩm thanh và mở cái miệng khổng lồ của nó hét vào mặt của thẩm thanh. Thẩm thanh quan sát nó và cảm thấy với tốc độ này của con mãn xà vương, muốn tấn công vào cậu lúc này là điều không thể nào thẩm thanh liên tục bắn những mũi tên vào cơ thể con mãn xà nhưng lực tấn công này của thẩm thanh quá thấp cậu cảm thấy hơi tốn sức khi liên tục bắn như vậy chẳng qua may mà tốc độ của thẩm thanh đủ nhanh cậu ấy có thể cong người di chuyển một cách nhanh chóng để lách qua cơ thể của mãng xà vương đối với loại quái có tốc độ di chuyển chậm chạp như thế này thẩm thanh thầm nghĩ mình có thể thả diều dày vào nó cho tới chết nhưng vừa nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản xong thì bất ngờ những mũi tên của thẩm thanh bị chặn đứng bởi cái đuôi của mãng xà vương khiến cho thẩm thanh phải thốt lên đệt mợ không phải chứ nó còn hiểu phòng ngự nhược điểm của bản thân chẳng qua vương huyết của thẩm thanh có thể gia tăng tốc độ nếu không cậu ấy đã trở thành mồi cho con hàng khổng lồ này mặc dù vậy nhưng thẩm thanh ngược lại vẫn muốn xem xem là đuôi của nó nhanh hay là cậu ấy bắn nhanh hơn nói xong cậu ấy lại tiếp tục bắn thẳng vào cơ thể của con mãn xà vương nhưng đuôi của nó lại một lần nữa chặn được cú bắn của thẩm thanh nhưng cậu ấy vẫn kiên trì bắn liên tục vào cơ thể của nó cuối cùng mũi tên của thẩm thanh cũng xuyên qua được lớp phòng ngự của con hàng này găm thẳng vào điểm yếu của nó thẩm thanh cảm thấy hài lòng xem ra cũng không phải là lần nào nó cũng cản được vẫn là mũi tên của cậu nhanh hơn một chút nhưng thẩm thanh chưa kịp vui mừng được lâu thì cảnh tượng trước mắt làm cho cậu phải toát mồ hôi con mãng xà vương này đã bắt đầu nghiêm túc mắt nó toát ra một sự uy lực làm cho người ta sợ hãi miệng thì liên tục bốc ra những làn khói mờ ảo nó khả thẳng làn khói mờ ảo đó vào người của thẩm thanh và làn khói này không phải là khói bình thường mà là một làn khói mang theo khí độc vì quá bất ngờ nên thẩm thanh đã trúng phải làn khí độc này lượng máu của cậu bắt đầu tổn thất 10 điểm mỗi giây thẩm thanh cảm thấy chỉ với một giây mà mất tới 10 điểm máu như vậy cứ tiếp tục đà này như vậy không tới 2 phút rưỡi mình sẽ ngỏm củ tỏi đi chầu ông bà con hàng này vậy mà lại còn bò bò lên trên kéo giãn xa với khoảng cách của thẩm thanh thẩm thanh nhận ra con hàng nãy rõ ràng là đang muốn kéo thấp tỷ lệ bắn trúng của mình và đang cố tình mài mòn chết mình thẩm thanh cảm thấy bị con hàng này xem thường nên đã quyết định triệu hồi ra tinh linh huyết vương cho nó một bài học đầu đời cậu dương cung của mình lên bắn ra một mũi tên lửa khổng lồ lao nhanh với tốc độ ánh sáng vào cơ thể con mãng xà mũi tên của cậu ấy đã thành công găm thẳng vào cơ thể con mãng xà và lần này nó đã mất một lượng máu khá nhiều vì quá bất ngờ nên nó chênh choáng và ngã gục xuống sở dĩ mũi tên này có thể tác động mạnh đối với nó như vậy là vì huyết mạch tinh linh vương mũi tên sinh mệnh mỗi lần tấn công có thể bạo kích lúc này thẩm thanh cũng tự tin trở lại lên giọng nói đổ mồ hôi lạnh rồi chứ em dai mày không gánh được mấy đòn của tao đâu mũi tên này bao gồm bạo kích cộng bạo kích nhược điểm bạo cộng thêm bạo nhưng con hàng mãn xà này cũng nhanh chóng ngóc đầu mình lên để tiếp tục chiến đấu thẩm thanh nhìn vào lượng máu còn lại trong cơ thể nó cậu tự tin cho rằng chỉ cần 2 phút là cậu có thể dư sức xử lý con hàng này nhưng bất ngờ con hàng này vẫn còn hậu chiêu vậy mà nó còn có thể nhả ra khí độc khiến cho máu của thẩm thanh tụt một cách nhanh chóng thẩm thanh thắc mắc tự hỏi tên này bị điên rồi hay sao vậy khí độc bao quanh khắp người của thẩm thanh sau khi tên khốn này phát hiện bạo kích của thẩm thanh lợi hại đã bắt đầu ủ mưu muốn thử dùng đuôi để tấn công cậu ấy Thẩm Thanh thắc mắc tự hỏi lẽ nào là nó đang muốn khiến mình không có cơ hội ra tay sao? Nếu như thật sự là như vậy, vậy Thẩm Thanh chỉ có thể nói, con hàng này cũng quá coi trọng tốc độ của bản thân mình gì. Thẩm Thanh dễ dàng né đòn tấn công từ chiếc đuôi của nó và quay lại trả ngược cho nó một mũi tên của mình mình. Mũi tên này của Thẩm Thanh bạo kích lên đến 200 điểm, sinh mệnh của mãng xà lúc này chỉ còn 370 điểm. Với tình hình này, Thẩm Thanh cảm thấy như vậy sẽ có thể xử lý con hàng này càng nhanh hơn nhưng bất ngờ con hàng đầu to này vậy mà lại nhe răng ra cười đều thẩm thanh rồi nó bất ngờ rút chiếc đuôi dài của nó đã đâm vào nền nhà từ lúc nào ra cùng với cú rút này của nó mặt đất bắt đầu bị dặn nứt ra và nứt lan ra đến chân của thẩm thanh cậu ấy lúc này cũng đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra nhận ra được vết nứt đã lan nhanh đến chân của mình thẩm thanh nhanh chóng thủ thế phòng thủ nhưng không kịp cho cậu nữa rồi thẩm thanh hốt hoảng bởi vì mặt đất nơi thẩm thanh đang đứng đã bị lún sâu xuống lòng đất và thẩm thanh cũng bị cuốn theo cú lún này mà bị kéo theo xuống dưới lòng đất thẩm thanh lúc này nhận ra công kích của con hàng này thì ra không chỉ là phòng ngừa mình còn có lợi dụng xung kích chế tạo sụp lún chưa kịp tìm cách thoát khỏi hố sâu này thì con hàng mảng xà này lại tiếp tục phun ra khí độc dày đặt vào người của thẩm thanh màn hình thông báo lúc này hiện lên chúng độc sâu thêm mỗi giây hai không điểm sát thương lượng máu trước mắt chỉ còn 600. sau khi nhìn thấy thông báo thẩm thanh cảm thấy độc này vậy mà còn có thể trồng lên nhau mỗi giây 20 điểm điều này cơ bản đã đầu tiên là chế tạo ra sụp lún đủ sâu để vây nhốt thẩm thanh sau đó lại tăng nặng trạng thái trúng độc của cậu ấy bắt nạt cậu ấy không có lực đàn hồi cao như vậy phải leo lên thẩm thanh thầm nghĩ cho dù thanh máu của mình có nhân hai cũng không nhất định gánh được trạng thái trúng độc này không hổ là bốt của khu mới có chút bản lĩnh nhưng thẩm thanh không dễ bắt nạt như vậy cậu nhanh chóng nạp năng lượng cho mình bằng thịt sói cao cấp thẩm thanh thật sự chờ mong thứ rơi ra sau khi giết chết con hàng này sau khi sử dụng thịt sói cao cấp mỗi giây cơ thể thẩm thanh được khôi phục 20 tốc độ nâng cao và 10% duy trì 20 giây. Mặc dù thịt sói này không giải được độc nhưng đã trung hòa được trạng thái trừ máu. Và trận chiến này của thẩm thanh thắng bại là nằm ở 20 giây này. Thẩm thanh lao nhanh với tốc độ ánh sáng lao thẳng lên thoát khỏi cái hố. Với nguồn sức mạnh được bút này thẩm thanh dễ dàng bay lên mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con hàng mãng xà vương kia vẫn tiếp tục phun ra khí độc của mình tràn ngập khắp cả hang động. Nó cứ phun liên tục vào miệng hố kia mà không biết rằng với tốc độ của thẩm thanh bây giờ, Cậu đã dễ dàng bay lên né được và nhanh chóng kéo cung của mình hướng thẳng vào nó. Trước khi buông tay bắn ra thì Thẩm Thanh tốt bụng gửi cho nó một lời chào. Con hàng mãng xà này nhìn thấy Thẩm Thanh đã nhắm thẳng vào mình thì chỉ còn biết đứng im niệm Phật. Lúc này Thẩm Thanh buông tay ra mũi tên bay ra gam thẳng vào đầu con mãng xà. Nhưng bất ngờ vậy mà con hàng này cũng rất là ma quái, nhận ra không ăn hiếp được Thẩm Thanh nên nó vội vã quay đầu muốn chạy thoát. Thẩm Thanh cũng nhận ra được ý đồ này của nó nhưng cậu không dễ dàng để cho một con hàng ngon như vậy chạy thoát dễ dàng như vậy thẩm thanh nhanh chóng bắn ra một mũi tên vào con hàng mãn xà kia mũi tên găm thẳng vào điểm yếu của nó khiến cho nó đau đớn le lưỡi ra nó thầm nghĩ hôm nay mình thật là xui xẻo khi gặp phải thằng chơi game nạp vip này và mũi tên này không phải là mũi tên bình thường mà còn là một mũi tên nạp vip mới có được nên nó sẽ bạo kích mạnh hơn con hàng này lúc này đã vô cùng đau đớn gầm thét lên và tiếp tục trốn chạy thẩm thanh lúc này cũng không muốn tốn thời gian với con hàng này nữa cậu quyết định tung tuyệt chiêu của mình ra cậu trực tiếp giơ cung lên triệu hồi ra tinh linh huyết vương và bắn ra một mũi tên bay với một lực khủng khiếp với tốc độ ánh sáng lao thẳng vào con mãng giả con hàng nãy vẫn cố gắng cong đuôi mà chạy hy vọng có thể giữ được mạng của mình nhưng đầu mũi tên đã đến rất gần điểm yếu của nó chuyện gì đến cũng đến mũi tên này của thẩm thanh vậy mà lại chính xác đến như vậy nó găm thẳng vào mũi tên lúc này đúng là nạp vip có khác chỉ cần nhộn đỏ mũi tên thôi mà lại chính xác đến như vậy mũi tên găm xuyên qua miệng của con hàng mãn xà trực tiếp tiễn nó về với ông bà tổ tiên của nó sau khi đã hạ gục được con mãng xà, Thẩm Thanh nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc này màn hình chơi game hiện lên thông báo nhắc nhở, trạng thái chúng độc đã biến mất theo chiến thắng. Hệ thống chúc mừng Thẩm Thanh là người đầu tiên giết bốt lấy được giết đầu toàn server, đứng ở trong bảng thần đầu vinh quang, sẽ thông báo toàn bộ server bằng biểu ngữ 3 lần. Lúc này hệ thống hỏi Thẩm Thanh có muốn ẩn ID hay không. Thẩm Thanh cảm thấy mình đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi nên cậu quyết định sẽ để hiện ID của mình để thị uy sức mạnh toàn server. Sau khi xác nhận không ẩn ID, hệ thống hiện lên thông báo chúc mừng người chơi triều tử vãn ca lần đầu giết thành công bốt cự xà vương đặc biệt thông báo thông báo nhanh chóng lan ra khắp toàn xe vờ của thần đồ thông báo này làm cho tất cả người mới vô game đều cảm thấy ganh tị nhiều người cảm thấy không công bằng khi mình mất công farm sấp mặt lờ mà lại bị cướp trước mắt như vậy mà người cướp này chỉ mới cấp 3 mà tự solo bốt nghĩ càng thấy cay hơn quay trở lại với nhóm người của tên đầu xanh mà đầu game thẩm thanh đã gặp cả ba người này sau một hồi đấu tranh vất vả thì cuối cùng cũng xử xong được một con bò hoang tên đầu xanh khích lệ tổ đội rằng với cường độ này chắc chắn bọn họ sẽ săn được bốt con hàng mũ phù thủy thắc mắc không biết phần thưởng của giết đầu là gì con hàng đầu xanh vội cho tên kia biết phần thưởng chắc chắn là trang bị cao cấp nói xong hắn ta quay qua cô gái tóc hồng cho rằng mình dẫn theo em gái nữa đúng là chuyên nghiệp mà cả hai hí hửng quay qua muốn cô gái tóc hồng ca ngợi mình vì đã giết được con bò hoang nhưng bất ngờ đập vào mắt họ là màn hình thông báo người chơi triều tử vãn ca thành công giết chết cự mãng vương nhận được một nghìn điểm danh vọng một hòm bảo bạch ngân sau khi đọc sao thông báo này, cả hai hét toán lên, sao còn có người mạnh hơn chúng ta đây là ai, triều tử vãn ca này là ai, cả hai tên ngốc này đều không biết người tên triều tử vãn ca này chính. Là, là người đã bị bọn họ coi thường trước đó, bên phía thẩm thanh lúc này thông báo hiện lên, chúc mừng thẩm thanh đã giết chết bốt thành công, nhận được 1.5 lần kinh nghiệm, cấp bậc tăng lên tới cấp 7. Thẩm thanh cảm thấy mình trải qua nguy hiểm như vậy và được tăng lên liền 5 cấp thật sự rất đáng. Hệ thống lại tiếp tục thông báo thẩm thanh có 30 điểm thuộc tính chưa phân phối, cậu nhanh chóng thêm nó vào tất linh hoạt. Lúc này lực tấn công của Thẩm Thanh đã là 65 sức mạnh, 6 linh hốt, 39 tinh thần, 5 phòng ngự, 8 điểm sinh mệnh, 1860 điểm ma lực, 50 đánh trúng, 80 né tránh, 15. Tốc độ, 1.5 may mắn không mị lực, 2 tốc độ di chuyển, 18 Thẩm Thanh cảm thấy đối với thích khách cùng du hiệp mà nói tăng linh hoạt đồng thời gia tăng lực tấn công cùng né tránh tốc độ tấn công. Tốc độ di chuyển sẽ thu được lợi ích lớn nhất, lượng máu trước mắt cũng đã vượt xa chiến sĩ, cứ giống như là máu châu vậy, thiên hồ mở màn sau khi đã thêm thuộc tính xong tiếp theo thẩm thanh quyết định sẽ đi xem xem rơi ra được thứ tốt gì từ cơ thể của con hàng mãn xà vừa bước tới hệ thống đã thông báo tiến hóa bị động tự động thăng cấp phẩm chất vật phẩm rơi ra được 10 xu bạc và 10 xu vàng thẩm thanh nhìn thấy chiến lợi phẩm này liền thốt lên đệt mợ tiền bạc biến thẳng thành tiền vàng sau 10 xu vàng ở khu tân thủ hơn nữa vừa mới mở xe vừa có thể nói là sự tồn tại thổ hào tuyệt đốt thanh niên thẩm thanh này không chỉ giàu lại có nhân phẩm cao nữa trong khi mọi người chơi khác lăn lộn cả ngày trời chỉ thu hoạch được một xu đồng mà cậu ấy lại dễ dàng thu hoạch 10 xu vàng và 10 xu bạc như vậy lúc này trước mắt thẩm thanh hiện lên một nguồn ánh sáng cực mạnh thẩm thanh thắc mắc đây có phải là kim quang hay không thẩm thanh thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội để kích hoạt tiến hóa lần hai cho cậu cậu nhanh chóng quyết định ra tay thử xem lần này rốt cuộc lại là thứ tốt gì sau khi thử xong thẩm thanh nhận được một viên ngọc khi cậu ấy chạm vào viên ngọc thì hệ thống hiện lên thông báo đây là thủy tinh tệ tiền hiếm hiện tại đã không còn xuất hiện. Sử dụng bảo thạch thủy tinh có thể mua vật phẩm đặc biệt từ trong tay NPC mà không bị người khác biết, tặng cho NPC cũng có thể tăng độ hảo cảm lên đáng kể. Thẩm Thanh Kiếp trước từng nghe nói đến thứ đồ này nhưng chưa từng thấy, cậu thầm nghĩ thứ này sau này nhất định sẽ có chỗ cần dùng. Cậu nhanh chóng nhặt toàn bộ vật phẩm rơi ra. Lúc này Thẩm Thanh nhặt được một thanh kiếm đơn thủ tên là Ngân Xà, thanh kiếm này với lực tấn công là 28, sức mạnh cộng 7 nhanh nhẹn cộng 5, nhưng thanh kiếm này đến cấp 7 mới có thể sử dụng và Chức nghiệp yêu cầu phải là chiến sĩ kiếm khách, hiệu ứng của nó là nụ hôn rắn, khi sử dụng tốn 20 điểm năng lượng, khi tấn công mang theo hiệu quả độc rắn. Thẩm Thanh cảm thấy tiếc nuối thế mà không phải là cung tiễn, đối với cậu ấy mà nói không có tác dụng gì. Có điều bán đổi tiền chắc cũng có thể kiếm được một khoản. Lúc này hệ thống đang hiển thị vật phẩm tiếp theo. Bất ngờ món đồ trước mặt làm cho Thẩm Thanh sáng rực mắt ra, cậu cảm thấy món đồ này không tệ. Đó chính là một áo giáp thanh lân bạc, cộng 25 điểm phòng ngự, cộng 200 điểm sinh mệnh, cộng 10 điểm thể chất. Bộ giáp này không yêu cầu chức nghiệp nhưng phải đến cấp 10 mới có thể sử dụng nó được. Hiệu ứng của bộ giáp này là lâm thuẫn, khi bắt đầu chiến đấu có thể nhận được một hộ thuẫn 300 điểm, thời gian hồi chiêu 300 giây. Thẩm Thanh nhớ lại kiếp trước áo giáp thanh lân phẩm chất bình thường thì không có hiệu ứng chỉ cộng một vài thuộc tính. Cậu không ngờ cấp bạc thế này mà còn có hiệu ứng hộ thuẫn. Có điều, Thẩm Thanh thắc mắc tại sao cấp 10 mới có thể dùng, cậu tự hỏi, cái này chín bỏ làm người chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu ấy đánh bốt xong nhưng hoàn toàn không thể tăng thuộc tính lên. Sao? Thẩm Thanh đứng im nhìn vào màn hình hệ thống phân tích một hồi lâu, bất ngờ cậu nhớ ra hệ thống danh vọng vừa nãy nói đã đưa một bảo dương bạc tới. Cậu nhanh chóng lấy ra và mở bảo dương bạc ra, nắp dương bạc nhanh chóng được mở ra, một nguồn sáng được hé ra từ miệng dương. Thẩm Thanh đứng một bên góc cầu mong chiếc dương này đừng cho mình một đống thứ đồ rác rưởi của chức nghiệp khác nữa. Chiếc dương cuối cùng cũng được mở ra, và vật phẩm lần này mà Thẩm Thanh nhận được rất hợp với cậu ấy, đó chính là Thất Tinh Liên Châu Tiễn Truyền Kỳ, tốn 50 điểm ma pháp, bắn ra 7 mũi tên liên tục về phía mục tiêu. Mỗi mũi tên gây thêm sát thương chuẩn bằng 1% lượng máu tối đa của mục tiêu. Thời gian hồi chiêu là 60 giây và cấp yêu cầu để sử dụng nó là cấp 10. Thứ này quả thực là thần kỹ còn là kỹ năng riêng thuộc về chức nghiệp xạ thủ nữa. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Thẩm Thanh nhận ra thứ này phải đến cấp 10 mới có thể dùng được, mặt cậu ngay lập tức trầm xuống, nhưng đổi góc độ khác để nghĩ, sau khi đạt đến cấp 10, sát thương của Thẩm Thanh sẽ có chuyển biến lớn, nên cậu quyết định sẽ tranh thủ thời gian để nhanh chóng thăng cấp lên lúc này ở phía đằng xa có tiếng người đang cầu cứu thu hút ánh nhìn của thẩm thanh thẩm thanh nhanh chóng bước lại núp bên vách đá để quan sát tình hình nhưng chỉ vừa lò đầu ra thì thẩm thanh đã bị cô gái này phát hiện cô mong muốn thẩm thanh có thể giúp mình bởi vì trốn con cự xã đó nên cô ấy mới nấp vào đây và cô gái này chính là cổ phu nhân thẩm thanh cũng nhận ra người này người này là một npc cô ta có thể cho người chơi nhiệm vụ ẩn biết vậy nên thẩm thanh nhanh chóng thông báo cho cô ta biết mình đã tiêu diệt được con mãng xa kia và nói với cô ấy hãy đi ra ngoài đừng sợ gì cả nhưng cổ phụ nhân có một vấn đề đó chính là chân của cô ấy đã bị thương rồi cô bắt đầu khiêu gợi thẩm thanh vào và nói với cậu ấy rằng anh trai có thể bế ta ra ngoài không tên thẩm thanh này vậy mà đúng là số hưởng mà vậy mà lại vớ phải con hàng ngọt nước như thế này nhưng tên này đúng là tên ngốc chỉ vậy thôi mà cậu ta đã đỏ hết cả mặt lên chắc sắp chịu hết nổi rồi cuối cùng thẩm thanh cũng bế được cổ phu nhân ra khỏi hang động cổ phu nhân liền nói nói lời cảm ơn với cậu ấy cô ấy cạ vào người thẩm thanh nói nếu không có anh hôm nay nói không chừng ta đã chết ở trong đó rồi lần sau lúc gặp lại ta ta sẽ chiêu đãi anh thật tốt nhưng khi nghe đến việc lần sau mới được báo đáp thì thẩm thanh thẳng tay thả cô gái xinh đẹp này xuống đất mà không một chút do dự này lúc này vì cú thả quá mạnh cổ phu nhân xoa lấy cặp đào của mình và cho thẩm thanh biết rằng mình hiện tại thật sự đã hết cách rồi hiện tại trên người cô ấy thứ có thể báo đáp anh ta chỉ có mỗi tấm thân này thôi cổ phụ nhân bày ra bộ mặt đảm đang của mình hỏi thẩm thanh có muốn cùng mình cởi ngựa hay không nhưng tên ngốc này có phúc mà không biết hưởng đã thẳng thừng từ chối nhảy nhún cùng cô ấy nhận ra không thể đóng phim hai người với tên ngốc này được cổ phu nhân trực tiếp rút ra một cây hắc đao nguyệt nha bằng đồng và chức nghiệp yêu cầu cho vật phẩm này là thích khách nhưng thẩm thanh cảm thấy cô gái này vậy mà lại cho mình thứ phế vật này nên đã thẳng tay hất nó sang một bên lúc này thẩm thanh đã hết kiên nhẫn với cô ta cậu cho cô ta một cơ hội cuối cùng đó chính là cho cậu ấy chức nghiệp ẩn nhưng cổ phu nhân cho rằng cô ấy chẳng biết chức nghiệp ẩn là cái gì cả Thẩm Thanh đã thật sự hết kiên nhẫn lộ ra bộ mặt dữ tợn của mình uy hiếp cô ấy nhưng cô ta vẫn không biết gì cả. Cậu ấy hù dọa cổ phu nhân nói với cô ấy rằng, xem ra mình chỉ có thể đi tìm tiểu loli 14 tuổi họ Cổ ở gần đây thôi. Cổ phu nhân hốt hoảng thắc mắc tại sao mà anh ấy lại biết mấy thứ này. Cuối cùng hết cách cổ phu nhân cũng chấp nhận sẽ giúp Thẩm Thanh mở con đường chức nghiệp ẩn. Cổ phu nhân bò tới bày ra tư thế chủ động của mình trước mặt Thẩm Thanh, nhưng chàng trai ngốc này chẳng quan tâm đến nhảy nhót thứ cậu quan tâm là chức nghiệp ẩn nên cáu ghét nói với cô ấy tại sao lại không chịu nói ra việc này sớm hơn không đợi cho anh ta có ghét nữa cổ phu nhân bắt đầu đưa tay lên tạo hình một bông hoa rồi bắt đầu bày ra những điệu múa gợi cảm của mình vừa múa cô vừa tung thẳng hai quả dưa hấu chín mọng của mình vào mặt thẩm thanh nhưng tên ngốc này căn bản không biết thưởng thức trái cây là gì càng múa vẻ đẹp của cổ phu nhân càng hiện ra rõ nét hơn từng đường cong cơ thể quyến rũ lộ ra cuối cùng một kết ấn được cô ấy tạo ra ngay dưới chân của thẩm thanh cổ phu nhân cho biết đây chính là thí luyện của chức nghiệp ẩn chỉ cần thẩm thanh vượt qua được thì sẽ nhận được chức nghiệp ẩn thẩm thanh khoái trí cảm thấy không tệ vội cảm ơn cổ phu nhân nhưng cô ấy đã từ chối lời cảm ơn này cô ấy nói đừng có vội cảm ơn mình sớm như vậy ngay sau lời nói của cổ phu nhân thì một thông báo hiện ra trước mặt của thẩm thanh cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn với thông báo lần này chỉ vừa mới nhìn vào màn hình thẩm thanh đã phải thốt lên quách đờ phất cái đéo gì vậy thông báo đó chính là thí luyện thợ săn bóng tối cấp khó sau khi thất bại sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách sau khi đọc xong dòng thông báo này thẩm thanh hoàng hốt hét lên cấp khó ngay sao lại còn có một cơ hội duy nhất ê hiểu lầm gì không tôi mới có cấp 7 đáng lẽ phải đánh cấp thường hoặc nhập môn chứ cái cấp khó này của cô sẽ hại chết tôi đấy hết xong thẩm thanh nhanh chóng tìm cách thoát khỏi kết ấn này nhưng chết tiệt thay chân của cậu lúc này đã bị pháp ấn hút lại rồi không thể cử động được thì ra là vì độ thiện cảm của thẩm thanh đối với cổ phu nhân đã hạ xuống con số không khi cậu ấy dám tính kế với con gái của cô ấy đây chính là kết cục của thẩm thanh mà cổ phu nhân đã chuẩn bị cho cậu ấy Lúc này Thẩm Thanh mới nhận ra giao diện độ thiện cảm mới này ra, vậy là phương pháp đúng là phải xóa độ thiện cảm trước, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn cho cậu, cửa truyền tống đã bắt đầu khởi động, lần này Thẩm Thanh thật sự đã không còn đường lui nào nữa. Cổ phu nhân bước tới thông báo cho Thẩm Thanh biết có thể vượt qua hay không phải xem bản lĩnh của cậu ấy rồi. Nhưng Thẩm Thanh lại không hề sợ hãi cảnh cáo lại cổ phu nhân tốt nhất là đừng khinh. Thường mình, trước khi rời đi cậu còn cố cảnh cáo lại nếu mà mình được ra ngoài nhất định sẽ đi tìm con gái cô ấy để tính cả vốn lẫn lãi với cô ấy. Cuối cùng Thẩm Thanh đã bị pháp ấn cuốn trọn vào bên trong và đưa cậu đến một nơi hoang mạc xa xôi. Nơi này chỉ toàn là cát, Thẩm Thanh thắc mắc không biết cô gái gió tu đó đã đưa mình đến nơi khỉ ho gà gáy nào. Chưa kịp hoàn hồn thì màn hình thông báo lại hiện lên. Thông báo thợ săn bóng tối cấp độ khó, thí luyện bắt đầu, sau khi tử vong vẽ vĩnh viễn mất đi tư cách thợ săn bóng tối, Thẩm Thanh cảm thấy việc này cũng đủ nghiêm khắc đấy. Xem ra chỉ có cách thông quan, hoặc là chết thôi bất ngờ một tiếng động lạ phát ra từ dưới chân thu hút thẩm thanh thẩm thanh thắc mắc tự hỏi không biết đây là cái gì chưa kịp cho cậu quan sát thì đã có rất nhiều mũi sắt nhọn đâm lên từ dưới lòng đất bao vây xung quanh cậu ấy thẩm thanh thấy tình hình này giận dữ hết lên chó má thiệt chứ cậu ta nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng vây và thắc mắc tự hỏi đây là kẻ địch trong thí luyện à thì ra đó không phải là những mũi sắt mà là bộ răng của một con quái vật khổng lồ thẩm thanh nhanh chóng kích hoạt nhìn thấu nhược điểm theo hệ thống phân tích đây là địa sa trùng tinh anh cấp năm với lực công kích là bốn mươi khả năng phòng ngự 30, chỉ số máu là 2000 và tốc độ di chuyển là 11, nhược điểm của nó chính là ở xúc tu trùng. Tâm, phân tích xong Thẩm Thanh rút cung ra nhắm thẳng vào con hàng mới này thầm nghĩ, cái thứ này đẳng cấp không cao nhưng da dày thịt cứng. Cậu ấy nhắm chuẩn và buông tay bắn tặng cho con hàng này một mũi tên của mình. Mũi tên găm thẳng vào miệng của con địa sa trùng này, cú bắn này đã thành công cáu được 130 chỉ số máu của nó. Thẩm Thanh cảm thấy may mắn khi con hàng địa sa trùng này khi chui ra khỏi các khá nặng nhọc. Nếu như mỗi tiễn đều có thể bắn thẳng vào mồm nó thì rất nhanh sẽ có thể hạ gục được nó. Nhưng con hàng nãy cũng không để cho cậu ấy khinh thường mình như vậy được, nó lao thẳng lên khỏi mặt đất và há rộng cái mộ liền có gai xung quanh này của mình ra muốn lao thẳng xuống tấn công trực diện Thẩm Thanh. Thẩm Thanh thấy tình hình này cho rằng con hàng địa sa trùng này thật ngu ngốc khi dám trực diện công kích mình, nhưng bất ngờ nó không tấn công trực diện vào Thẩm Thanh mà chui thẳng xuống ngay bên cạnh của cậu ấy. Mặc dù không đâm trúng nhưng lực công kích vừa rồi của nó quá mạnh, Thẩm Thanh nghĩ nếu như bị nó đập trúng thì có lẽ sẽ thành từng mảnh vụn mất. Bất ngờ vậy mà khi chui xuống được dưới lòng đất thì nó đã im lặng trốn luôn dưới đó. Thẩm Thanh quan sát xung quanh và cậu phát hiện ra có những tiếng soạt xoạt dưới lòng đất. Tiếng soát càng lúc càng lớn, Thẩm Thanh chậm chậm bước lại quan sát, nhưng cậu cảm thấy lần này khó cho mình rồi. Nó trốn quá sâu ở trên mặt đất rất khó để quan sát được quỹ đạo di chuyển của nó. Xem ra con quái này ở dưới mặt đất vô cùng linh hoạt. Khi nãy nó xuất hiện không chừa cho Thẩm Thanh đến một giây phản ứng, cậu ấy không hề có niềm tin rằng có thể tránh mọi lần công kích từ nó thẩm thanh quyết định phải nhanh chóng tìm một nơi vững chắc để đứng cố hết sức thu nhỏ phạm vi bản thân bị tập kích cậu quan sát tìm kiếm thử nơi này có khu vực nào là đất đá gì đó không cuối cùng thẩm thanh cũng nhìn thấy được thứ mình muốn tìm cậu tỏ ra rất là vui mừng đó là một tòa tháp bằng đá nhận thấy chỗ này vừa đẹp cho mình ẩn nấp thẩm thanh nhanh chóng di chuyển đến chỗ tòa tháp cậu lướt như một cơn gió bay thẳng đến tòa tháp nhưng khi gần đến được tòa tháp chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi thì tới nơi, thì bất ngờ tiếng soạt soạt do con hàng địa xa trùng gây ra lại phát ra ngay dưới chân của cậu. Thẩm Thanh nhìn xuống quan sát tình hình dưới chân mình, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì nó lại tới và húc lên từ dưới lòng đất. Thẩm Thanh giận dữ hết lên muốn hẹn nó một kèo quang minh chính đại solo khô máu với nhau. Và quá tức giận vì cứ bị đánh lén, Thẩm Thanh quyết định sẽ thưởng cho con hàng núp lùm rình mùi này hai tiễn lấy thảo. Hai tiễn này của Thẩm Thanh đã cáo được 260 điểm máu của con hàng địa xa trùng này. Thẩm Thanh cảm thấy con hàng này tuy rằng có hơi ghê tởm nhưng chỉ cần tránh được những đòn tập kích từ phía dưới thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Nhưng bất ngờ con hàng này cũng lắm trò thật vậy mà nó lại sử dụng kỹ năng phun cát và phun thẳng vào người của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh thầm nghĩ con hàng nãy phải xiên họng nó mới được vậy mà nhân lúc cậu ấy ở trên không trung không có cách né tránh sao lại sử dụng chiêu trò phun cát này. Vì đòn tấn công này quá bất ngờ, Thẩm Thanh chỉ còn biết dùng tay không để đỡ đống cát bụi này. Sau pha tấn công này chỉ số máu của Thẩm Thanh đã bị trừ đi 52 điểm và bụi cắt là giảm đi 50% tầm nhìn của cậu ấy, công kích chính xác cũng giảm mất 30% và kéo dài trong 10 giây. Đòn tấn công bằng cắt này của con hàng địa sa trùng kia khiến cho tầm nhìn của Thẩm Thanh bị hạn chế trong thời ngắn làm cho cậu giận dữ thốt lên, hồn khiếp. Chết tiệt, hiệu quả mù này cũng tốt quá rồi, nếu như bị nó đánh lén vào lúc này chắc mình đi bán muối quá. Thẩm Thanh nghĩ tốt nhất mình phải mau chóng tới bên phía cột đá kia. Nhưng con hàng này sẽ không để cho cậu ấy đi dễ dàng như vậy. Nó lao nhanh như một cơn gió về phía Thẩm Thanh vì bị hạn chế tầm nhìn nên khi cậu quay lại nhìn thấy thì không kịp nữa rồi nên thẩm thanh chỉ còn cách cược đại một hướng để nhảy về hướng đó né đòn tấn công của con hàng địa sa trùng này thẩm thanh bay vút lên trời và dính vào trụ tháp khi mọi thứ đã an toàn cậu cảm thấy tuyệt với khi mình đã đánh cược đúng ván bài này con hàng địa sa trùng lại tiếp tạo ra những âm thanh khó chịu trước mặt thẩm thanh sau đó nó lại lặn xuống dưới con hàng này vừa có chui đất vừa có mủ thật là quá phiền phức mặc dù vậy nhưng thẩm thanh cho rằng thật đáng tiếc cho nó mặc dù tính năng tấn công rất mạnh nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng từ mấy mũi tên lúc trước không trúng một tên còn có hai lần tấn công toàn là đánh lén dưới chân là biết tấn công của con hàng này rất đơn điệu thẩm thanh cảm thấy chỉ cần mò rõ ràng về nó đối phó với nó sẽ giống như chiêu khỉ lúc này thời gian bút mù của thẩm thanh cũng đã hết hiệu lực cậu có thể nhìn rõ lại được mọi thứ xung quanh cũng đã đến lúc thẩm thanh nên phản công lại con hàng này rồi cậu hét lớn con xôn lào kia bước ra đây chịu chết đi đáp lại tiếng mời gọi này của thẩm thanh con hàng này lại bắt đầu tạo ra những âm thanh xoạt xoạt từ dưới lòng đất thẩm thanh cảm thấy phấn khích khi nghe những âm thanh này con hàng này cuối cùng cũng lại chịu chui lên khỏi mặt đất một lần nữa vừa thấy nó thẩm thanh liền hét vào mặt nó may quả nhiên chả là cái quái gì cả con sâu chết tiệt vừa chui lên thì con hàng này lại giờ trò chơi bẩn của mình sử dụng kỹ năng phun cát phun vào thẩm thanh để hạn chế tầm nhìn của cậu ấy nhưng chiêu phun cát này của nó thẩm thanh chỉ cần dùng cột đá thay đổi phương vị ở trong không trung là có thể dễ dàng hóa giải được vừa né đòn tấn công của nó thẩm thanh vừa bắn thẳng vào cái mồn lồng của nó một mũi tên trực tiếp lấy đi 260 chỉ số máu của con hàng này sau khi bắn xong thẩm thanh nhẹ nhàng tiếp đất một cách an toàn vì cú bắn này con hàng này lại một lần nữa tính quay đầu trốn chạy thẩm thanh nhìn thấy vậy thắc mắc tự hỏi sao không tiếp tục tấn công không phải là mày chỉ có hai chiêu chứ nếu như thật sự là như vậy vậy thì tao sẽ nhận cái đầu chó của mày vậy nghĩ xong cậu ấy bước tới đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó con hàng này lại tiếp tục phun cát về phía cậu ấy nhưng Thẩm Thanh đã nhanh chân nhảy lên và tặng cho nó một mũi tên bay thẳng vào mồm. Mũi tên này đã lấy đi 130 chỉ số của máu nó. Chưa dừng lại ở đó, Thẩm Thanh tiếp tục bắn liên tiếp vào mồm của nó. Nhận ra cũng đã đến lúc nên kết liễu con hàng này rồi, Thẩm Thanh quyết định sẽ tấn công một đòn sau cùng. Mũi tên kết liễu với uy lực khủng khiếp bay thẳng vào mồm con hàng Địa Sa Trùng và cuối cùng Thẩm Thanh cũng đã tiêu diệt được con hàng khó nhai này. Màn hình hiện lên thông báo Địa Sa Trùng đã tử vong, Thẩm Thanh được thăng cấp lên cấp 8 và 10 xu đồng của cậu được tiến hóa thành 10 xu bạc ngoài ra thẩm thanh còn nhận được một đôi ủng xa địa phẩm chất thanh đồng không thể thăng cấp với hiệu quả đặc biệt là cộng thêm 10 tốc độ di chuyển trong hoàn cảnh đất cát nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy vật phẩm này thẩm thanh đã phải thốt lên không phải chứ đây là thứ rác gì vậy thẩm thanh chán nản với những vật phẩm rác này nên quay qua cằn nhằn với con hàng địa xa trùng người anh em mày to lớn như vậy mà chỉ rớt thế này nếu không phải điểm kinh nghiệm nhiều tao còn phải cho mày thêm hai đạp nữa nói đến đây cậu nhìn qua bia đá thì bất ngờ những chữ trên bia đá lại phát sát lên Thẩm Thanh thắc mắc tự hỏi tại sao chữ trên bia đá lại phát sáng. Thẩm Thanh quan sát thấy có chút kỳ lạ, có 8 chữ giống y hệt nhưng chỉ có chữ bên dưới là sáng. Cậu đứng quan sát và dường như đã nhớ lại được gì đó ở kiếp trước mà cậu đã từng trải qua, lúc này bất ngờ không chỉ có một con địa sa trùng mà nguyên một bầy lao về phía Thẩm Thanh. Cuối cùng Thẩm Thanh chắc chắn điều mà cậu suy đoán là chính xác, những con hàng địa sa trùng này há những cái mồn lồng của mình lao lên muốn nút chừng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh suy nghĩ xem ra phải giết sạch hết toàn bộ những con hàng này mới qua được cửa ải này cậu cảm thấy nơi này nếu không phải thí luyện mà nói, nơi này quả là nơi farm cấp tuyệt vời. Chẳng qua hiện tại Thẩm Thanh chắc chắn không thể ở lại trên mặt đất được, đi mỗi một bước đều có khả năng xuất hiện bảy con trùng lớn chui ra từ các nơi. Cho dù tốc độ có nhanh cũng không thể nào đồng thời đối phó được với nhiều như vậy. Những con sâu lúc trước là dựa vào dao động trên mặt đất để chui ra tấn công. Thẩm Thanh tự hỏi làm sao để tạo ra dao động trên mặt đất ở khoảng cách an toàn đây. Nếu như trực tiếp bắn mũi tên vào trên mặt đất lực xung kích quá lớn có khả năng sẽ làm kinh động tới càng nhiều con hơn như vậy có khả năng nơi đáp đất duy nhất cũng sẽ bị phá hủy thẩm thanh quyết định cách duy nhất bây giờ là buộc phải câu từng con ra một suy nghĩ một lúc cuối cùng thẩm thanh cũng tìm ra được cách đối phó với lô hàng này cậu nhanh chóng mở thanh vật phẩm ra vì xu đồng quá nhẹ nên thẩm thanh quyết định dùng thẳng xu bạc đúng là dân nạp vip có khác thẩm thanh nhanh chóng tìm cho mình một vị trí thích hợp cậu phi thẳng lên đỉnh tháp chỗ này bây giờ có lẽ là vị trí đẹp nhất sau khi đã có vị trí thích hợp thì Thẩm Thanh tung những đồng xu bạc của mình xuống. Đây chính chiêu thức Rắc Xu Câu Sâu Bự mà Thẩm Thanh đã chế tạo ra. Với số xu bạc bỏ ra Thẩm Thanh cảm thấy đánh như thế này hình như có hơi xa xỉ. Cậu nhanh chóng tận dụng cơ hội sử dụng Tinh Linh Huyết Vương, bắn ra một mũi tên thẳng vào con hàng địa sa trùng nhưng lực bắn này của cậu ấy cũng chỉ cáo được có 35 chỉ số máu của nó. Mặc dù vị trí này của Thẩm Thanh an toàn nhưng do vấn đề góc độ không đánh được tới nhược điểm và phòng ngự của con hàng này quá cao nên mỗi lần chỉ có thể cào được 35 điểm sát thương. Nhưng với người có tiền như thanh niên thẩm thanh này thì chẳng có gì là quan trọng cả chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được hết. Cậu thẳng tay móc ra một đống xu không cần đếm. Sau 4 tiếng trôi qua, thẩm thanh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng xong rồi. Màn hình lại hiện lên thông báo, thẩm thanh đã thăng tới cấp 10 và chiến lợi phẩm lần này là 15 điểm thuộc tính chưa phân phối tổng cộng nhận được 80 đồng bạc. Thăng 30 điểm điểm ma pháp và thăng 330 điểm sinh mệnh. Thẩm thanh cảm thấy bất ngờ bởi vì vậy mà đã thăng lên tới cấp 10 rồi, cậu cảm thấy con sâu bự này cũng có nhiều kinh nghiệm ghê, lại có thêm 15 điểm thuộc tính chưa phân phối. Nói tới điểm thuộc tính ngược lại là đã nhắc nhở Thẩm Thanh một chuyện. Cậu nhanh chóng bấm vào màn hình để hiển thị giao diện tư liệu cá nhân chi tiết. Màn hình hiện lên, điểm sinh mệnh bây giờ của Thẩm Thanh là 2190, điểm ma lực là 80, lực tấn công 65, linh hoạt 39, tinh thần 5, phòng ngự 8, may mắn chỉ có 0. Ma lực 2 nhìn vào màn hình chi tiết này, Thẩm Thanh cảm thấy cho tới hiện tại tỷ lệ rơi ra đồ tốt của mình vẫn luôn rất thấp, Cậu thắc mắc có khi nào là do nguyên nhân điểm may mắn là không không. Nghĩ đến đây Thẩm Thanh quyết định lấy điểm thuộc tính thêm hết vào may mắn, vừa thêm điểm thuộc tính vào thì màn hình hiện lên thông báo, may mắn thăng tới 15, tỷ lệ đánh trúng thăng tới 81 và né tránh thăng tới 16, Thẩm Thanh thấy vậy hớn hở vui mừng cảm thấy thì ra hai. Thuộc tính này có liên quan tới may mắn, lúc này màn hình lại thông báo đã kích hoạt tiến hóa bị động, Thẩm Thanh mừng đến mức phải thốt lên, đệt con mợ, điểm may mắn hữu dụng như vậy sao? thẩm thanh nhanh chóng tết thử sức mạnh của mình sau khi thăng cấp cậu bắn thẳng một tia năng lượng vào xác của con hàng địa sa trùng đang nằm bên dưới kiếp trước thẩm thanh do không có tiền đập vào nên sát thương cùng điểm sinh mệnh đều rất thấp vì giữ mạng nên cậu đã thêm toàn bộ điểm thuộc tính không nhiều nhận gì vào hết tấn công cùng điểm sinh mệnh dẫn tới cậu đã bỏ qua rất nhiều thứ lúc này một nguồn ánh sáng tím phát sáng lên sau cú thử của thẩm thanh thẩm thành nhận ra được nguồn ánh sáng tím này là gì vì cậu đã có kinh nghiệm từ kiếp trước với kinh nghiệm của cậu thì ánh sáng tím này chính là rơi ra vật phẩm truyền kỳ, Thẩm Thanh vội vã nhảy xuống để quan sát lại cho chắc. Cậu vội vã chạy lại nhìn xem thử thứ mình đã thu hoạch được là thứ tốt gì. Vật phẩm mà lần này Thẩm Thanh nhận được đó chính là Sa độn truyền kỳ có thể tự do xuyên qua trong đất cát để ẩn nấp thân hình, tốc độ di chuyển trong đất cát là 12, nhưng không thể xuyên qua mặt đất cứng rắn. Vật phẩm này không tiêu hao mana và không hạn chế chức nghiệp và cấp bậc ai cũng có thể sử dụng nhưng chỉ giới hạn sử dụng trong địa hình sa mạc nhìn thấy có thể tự do xuyên qua trong đất cát để ẩn nấp thân hình và tốc độ di chuyển trong đất cát là 12, thẩm thanh cảm thấy mất mặt quá rồi đi, chẳng qua về sau nói không chừng có thể dùng để giữ mạng hoặc đánh lén. Cậu quyết định sẽ chi 10 đồng bạc để học kỹ năng của lì này. Lúc này thẩm thanh nhớ lại được một điều quan trọng là hiện tại mình đã cấp 10 rồi, đã có thể sử dụng kỹ năng mà lần trước mở ra được từ. Hòm bạc, thất tinh liên chu tiễn, cậu vội tiêu tốn 20 đồng bạc để học tập kỹ năng này. Màn hình hiện lên thông báo đã học tập thất tinh liên chu tiễn. Màn hình hiện thêm một thông báo hỏi Thẩm Thanh có muốn trang bị Thanh Lân Khải Giáp Bạch Ngân hay không, Thẩm Thanh ngay lập tức đồng ý trang bị. Cuối cùng Thẩm Thanh cũng có thăng cấp rõ rệt, phòng ngự thăng tới 33, điểm sinh mệnh thăng tới 2390, hơn nữa trước mắt Thẩm Thanh bây giờ có lẽ là cấp bậc cao nhất của xe vừa này rồi. Nhưng Thẩm Thanh có một thắc mắc là sau đó thì sao? Cậu quan sát tên ở trên tháp đã sáng hết lên rồi. Quái đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cậu ấy cũng đã nhặt hết tất cả đồ rơi ra nhưng thẩm thanh thắc mắc tại sao vẫn chưa có thay đổi gì đưa cậu đến điểm tiếp theo vừa nghĩ tới đây thì mặt đất bất ngờ rung lắc dữ dội thẩm thanh hốt hoảng nghĩ đây là một trận động đất thì ra là ngọn tháp sáng chữ đó đã mở ra để chào mừng thẩm thanh bước đến thử thách tiếp theo cậu chậm rãi bước tới ngọn tháp đá này cậu nhìn vào bên trong thẩm nghĩ xem ra phần thưởng chân chính tất cả là ở đây thẩm thanh cảm thấy những điều này không tồi vừa hay cho cậu có thể đi thử xem kỹ năng cùng trang bị mới có mạnh hay không vừa bước tới thì tiếng kêu thất thanh bên ngoài của tiểu đan đã vọng vào tai của thẩm thanh thẩm thanh quay người lại thắc mắc không biết tiểu đan gọi mình có việc gì hay không thì ra lúc này đã tới giờ cơm nên tiểu đan chạy tới gọi thẩm thanh hãy nghĩ tay một lát để ra ăn cơm em gái này của thẩm thanh coi bộ cũng ngon hèn gì tên khốn nạn thiệu thiên tài kia lại nhắm đến cô ấy như vậy tiểu đan bò lên khoan đồ chơi nói với thẩm thanh rằng mình đã đích thân nấu cho anh trai cháo thịt nạc trứng muối mà anh thích ăn nhất nhưng tên nghiện game này lại không quan tâm tới đồ ăn của em gái mình mà thứ cậu ta quan tâm là việc em gái đang bò lên phía trên khoang trò chơi cậu vội vã kêu em gái mau xuống đi, đừng để bị thương. Lúc này màn hình trong game hiện lên thông báo, bên ngoài trò chơi nhắc nhở có người đang gọi, có rời khỏi trò chơi hay không? Tên nghiện game Thẩm Thanh này quyết định sẽ không rời khỏi trò chơi, bởi vì nếu cậu ấy rời đi trước khi thông quan sẽ không thể nhận được chức nghiệp ẩn, cậu tuyệt đối không thể rời đi vào lúc này. Thẩm Thanh vội bảo em gái mình đừng nghịch nữa, đang chơi trò chơi hiện tại không rảnh để ra ăn cơm. Tiểu Đan lo lắng cho anh trai mình khi anh đã chơi 8 tiếng. Và lại hiện tại Thẩm Thanh vẫn đang trong giai đoạn khôi phục nên tiểu đan rất lo lắng cho cậu ấy tiểu đồng nói nếu như cậu ấy không ra thì cô ấy sẽ giận thẩm thanh nhưng tên nghiện game này vậy mà giận giữ hết em gái của mình để cô ấy đừng làm phiền mình nữa nghe anh trai vậy mà vì chơi game mà lại la mình như vậy tiểu đan cũng tức giận rời đi giả bộ không thèm quan tâm thẩm thanh nữa mặc dù có hơi tức giận nhưng tiểu đan vẫn rất lo lắng cho anh trai mình tiểu đan thắc mắc tự hỏi tại sao anh mình lại biến thành như vậy cô không biết làm sao mới có thể vực dậy được anh trai của mình thoát khỏi trò chơi đó cô không biết rằng anh trai mình đang cố gắng để bảo vệ cô ấy nhận ra đã hơi quá lời với tiểu đan thẩm thanh cảm thấy hơi hối hận xin lỗi tiểu đan nhưng bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể ra ngoài được thẩm thanh tự hứa với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ em gái của mình nói xong thẩm thanh nhanh chóng tiếp tục thử thách của mình cậu hét lớn thợ săn huyễn ảnh tôi tới đây thẩm thanh bước vào cổng dịch chuyển cổng dịch chuyển cuốn cậu vào bên trong và dịch chuyển cậu đến một địa hình khác nơi này chính là nhiệm vụ mới của cậu vừa mới tới nơi hệ thống đã cảnh bảo thẩm thanh hãy chú ý bởi vì khu vực này cực kỳ nguy hiểm thẩm thanh thầm nghĩ xem ra nơi này chính là phòng bốt chân chính chưa kịp cho thẩm thanh tiến sâu vào hơn bên trong thì thử thách của cậu cũng đã xuất hiện một con cua lớn khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu vì quá bất ngờ thẩm thanh cảm thấy trò chơi này đang đùa mình hay sao vậy trong sa mạc vậy mà lại có một con cua lúc này hệ thống thông báo đây là bốt cấp hoàng kim sa địa vương cấp 15 có lực tấn công là 200, khả năng phòng ngự là 80 và điểm sinh mệnh là 600, năng lực đặc biệt của nó là xa chấn bạo sau khi biết thông tin chi tiết về con hàng lần này thẩm thanh chập miệng nói phòng ngự này lượng máu này cũng con mợ nó ảo quá rồi đấy thẩm thanh nhanh chóng sử dụng kỹ năng nhìn thấu nhược điểm nhưng bất ngờ lại mà không tìm thấy nhược điểm thẩm thanh bị bất ngờ cậu không tin được con hàng này vậy mà không có nhược điểm không đợi cho thẩm thanh có thời gian phân tích nữa con hàng này trực tiếp lao tới tấn công cậu nó đâm chiếc càng của nó xuống ngay chỗ thẩm thanh đang đứng thẩm thanh dễ dàng né được thẩm nghĩ còn may mà đây cũng là một kẻ thể hình toàn điểm nhưng chưa kịp cho cậu nghĩ xong thì cậu đã bị xung kích mà con hàng kia tạo ra đẩy ra xa. Thẩm Thanh tức giận thốt lên, được con mợ nó sóng xung kích tấn công của tên này vậy mà lại có thể tạo thành sát thương thực chất, nhưng còn may mà Thẩm Thanh có 300 điểm hộ thuẫn mà Khải Giáp cung cấp, nếu như này mà bị thương tới mạch máu, cảm giác đau đớn nhất định sẽ không kém hơn bị xe đâm. Cậu nhìn thẳng vào con hàng này chửi thẳng vào mặt nó, đệt mỡ mày, cậu cảm thấy với uy lực này không hổ danh là bốt cấp hoàng kim, xem ra chỉ mỗi trốn tránh bước chân còn chưa được. Nghĩ xong Thẩm Thanh rút cung bắn thẳng vào con hàng này, nhưng lượng sát thương mà cậu gây ra chỉ cáo được một chỉ số máu của nó, đúng là gãi ngứa cho nó mà. Thẩm Thanh há hốc mồm khi đòn tấn công của mình chỉ có một điểm sát thương, cậu thắc mắc tự hỏi dưới tình huống lực phòng ngự vượt xa lực tấn công, sẽ trực tiếp giảm thẳng xuống một điểm cho mình sao? Thẩm Thanh suy nghĩ muốn tránh đòn tấn công của con hàng kia thì không thể dùng nhảy, phải phát huy ưu thế tốc độ dùng chạy, bằng không chắc chắn sẽ ăn sóng xung kích. Nhưng những tính toán của cậu đã bị con hàng này chặn đứng lại, nó đã đưa chiếc càng của mình đứng trước mặt cậu. Thanh niên Thẩm Thanh lúc này chỉ còn biết thốt lên, mẹ nó, khoảng cách này không kịp tránh. Việc gì đến cũng phải đến nó tung một đòn chí mạng xuống ngay chỗ Thẩm Thanh đang đứng. Nhưng bất ngờ vậy mà đòn tấn công này chỉ tạo ra một lỗ thủng và không có bất kỳ dấu vết gì của Thẩm Thanh. Con hàng khổng lồ này cũng bị bất ngờ không biết cậu ấy đã biến mất ở đâu rồi. Thì ra thanh niên này đã nhân cơ hội bám vào được chiếc càng của con cua khổng lồ, thanh niên này vậy mà cũng nhanh trí phết. Nhưng con hàng kia đã phát hiện ra được cậu ấy đang bu trên người nó nên nó đã trực tiếp tung càng mình lên hất thẩm thanh bay thẳng lên trời. Thẩm thanh quay đầu nhìn lại chửi vào mặt nó, đợt mẹ cái thứ khốn nạn nhà mày đợi bố xuống bố xiên họng mày. Cậu ta không muốn thụ động để bị tấn công nữa mà trực tiếp rút cây cung của mình ra, dùng kỹ năng Thất Tinh Linh Châu Tiễn của mình nhắm thẳng vào con cua và tung ra một cú bắn chí mạng vào cơ thể của nó, cú bắn lần này đã trực tiếp cáu được rất nhiều máu của con hàng khổng lồ này, bởi vì đây là Thất Tinh Liên Châu Tiễn mỗi tiễn mang theo một phần trăm sát thương chân thực của giá trị sinh mệnh lớn nhất có thể bất chấp hộ giáp và đây chính là sức mạnh của nạp vip và một điều quan trọng nhất là lượng máu của con hàng kia càng cao thì thẩm thanh đánh sẽ càng đau hơn bất ngờ vậy mà chỉ vừa ăn một mưa tên vậy mà con hàng này nhanh chóng vung càng tấn công lại thẩm thanh đòn tấn công này của nó đã làm cho lớp hộ thuẫn bên ngoài thẩm thanh mất đi hiệu lực thẩm thanh cảm thấy mình hình như làm màu hơi quá nên đã chọc giận nó rồi sau đòn tấn công cậu quay lại hỏi nó đồ chó chưa xong đúng không rồi thẩm thanh nhanh chóng lướt như bay phi thẳng lên đứng trên đầu của con hàng khổng lồ này cậu dương cung thẳng vào đầu nó và lại tiếp tục sử dụng kỹ năng thất tinh liên châu tiễn nhưng đột nhiên vậy mà không có mũi tên nào được bắn ra bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường thì ra tên ngốc này đánh nhau cả ngày trời đã hết mana không thể sử dụng kỹ năng thất tinh liên châu tiễn bây giờ được nữa mặc dù thất tinh liên châu tiễn mạnh nhưng giới hạn ma pháp của thẩm thanh không đủ để bắn hai phát hai điểm ma pháp này còn là tự động khôi phục dựa theo tinh thần lực hiện tại của bản thân đại khai có thể hồi năm điểm mỗi phút cũng chính là nói tiếp theo muốn giải phóng kỹ năng ít nhất còn cần chờ 4 phút, con cua khổng lồ này cũng không đứng im nữa, nó rậm càng nó xuống rồi tung cơ thể của mình lên, Thẩm Thanh nhận ra được con hàng này là đang cố tình muốn khiến cho cậu ấy đụng phải trần nhà, cậu nhanh chân dùng tốc độ của mình nhảy ra khỏi chiếc mai cua. Thẩm Thanh vừa nhảy xuống thì thầm nghĩ, đáng tiếc cho con hàng này, nếu muốn khiến Thẩm Thanh đụng phải trần nhà thì tốc độ của nó ít nhất cần phải nhân 10 lên mới được. Lúc này nhận ra âm mưu của mình đã thất bại, nó hướng mắt nhìn thẳng vào Thẩm Thanh bất ngờ vậy mà lúc này hệ thống thông báo đã phát hiện ra nhược điểm của con hàng khổng lồ kia thẩm thanh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên tự hỏi đây là tình huống gì vậy sao lại có nhược điểm rồi hệ thống đã quan sát vào cơ thể của nó và đã đánh dấu khoanh vùng được nhược điểm của nó chẳng trách ban nãy không kiểm tra ra được thì ra là bị con hàng khổng lồ này giấu ở dưới người thẩm thanh suy nghĩ lẽ nào mục đích nhảy lên là muốn khiến cậu ấy bắn trúng nhược điểm của nó hay sao cậu cảm thấy con cua này cũng tốt thật đấy nhưng dường như có điều gì đó không đúng Mắt của nó đang phát ra những nguồn năng lượng kỳ lạ. Hệ thống của Thẩm Thanh cũng hiện lên thông báo đây là đại trư địa sa vương cực kỳ nguy hiểm, bị cuốn vào trong đó mỗi giây sẽ mất 100 điểm sát thương, ngoài ra còn bị hạn chế hành động và mù tạm. Thời duy trì liên tục trong 60 giây. Không đợi cho cậu phản ứng thì cậu đã bị bao vây bởi đại trư địa sa vương này, những cơn lốc xoáy bao vây xung quanh người của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lúc này hốt hoảng tự hỏi đây con mợ nó là kỹ năng lưu manh gì vậy, sát thương cao thì thôi đi, còn kéo dài lâu như vậy phong áp này mạnh tới mức chân của thẩm thanh không thể nào cử động được việc chạy ra khỏi đây căn bản là điều bất khả thi một chút phong áp này còn mang theo hiệu ứng không chế căn bản không thể tránh được nếu thẩm thanh ăn phun combo này thì sẽ mất một lượng lớn chỉ số máu là 6 điểm sát thương con hàng khổng lồ này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nó càng lúc càng làm cho phong áp bên trong mạnh hơn có lẽ con hàng này thật sự muốn kết liễu tên ngốc thẩm thanh càng nhanh càng tốt phong áp càng lúc càng mạnh hơn thẩm thanh lúc này sắp không thể chống cự được nữa thẩm thanh trực miệng suy nghĩ nhìn có vẻ nếu như bị cuốn vào có lẽ không chết thì cũng bị thương lúc này cậu quyết định phản kháng lại không để bị động như vậy được nữa cậu vác cung lên bắn vào đầu của con hàng khổng lồ này mũi tên với thiên phú bạo kích cộng với nhược điểm bạo kích đã cáo được 260 chỉ số máu của nó sau khi bắn mũi tên ra thẩm thanh mỉa mai nó ở phía trên nhìn cũng khá thoải mái đó cú bắn vừa rồi đã trực tiếp chọc tức lửa giận trong nó mắt nó tỏa ra nguồn ánh sáng dữ dội hơn lúc này và điều khiển những cơn lốc xoáy áp sát vào người của thẩm thanh sau đó cuốn cậu ấy nút trọn vào bên trong sau một phút trôi qua trên mặt đất lúc này trống rỗng không có bất kỳ dấu vết gì con hàng khổng lồ này cũng ngớ người không biết chuyện gì đã xảy ra tại sao lại không thấy bóng dáng thẩm thanh ở đâu bất ngờ lúc này ở dưới mặt đất bắt đầu có tiếng động nhúc nhích rồi bất ngờ thẩm thanh bay lên từ vị trí nhúc nhích đó dương cung bắn vào con cua khổng lồ và ủ hòa hỏi nó có ngạc nhiên hay không có cảm thấy ngoài ý muốn hay không vì đón tấn công quá bất ngờ nên nhất thời con hàng khổng lồ này chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng nó lại tiếp tục phát động phong bạo như lúc nãy nhưng lúc này Thẩm Thanh đã nhìn thấu được và đã không còn sợ chiêu này của nó nữa rồi. Cậu nhanh chóng phát động kỹ năng sa độn của mình và một lần nữa lại chui thẳng xuống lòng đất. Sau khi chui xuống và nhô lên, Thẩm Thanh cảm thấy may mà mình cơ trí xem ra không thể xem thường kỹ năng này, có thể né tránh được một số sát thương mặt đất. Cậu liên tục bắn những mũi tên của mình găm thẳng vào cơ thể của con hàng khổng lồ này, liên tục có đi một lượng lớn máu của nó. Bỗng nhiên con hàng này lại hạ cơ thể xuống mặt đất trước ánh mắt thắc mắc của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tò mò bước tới hỏi nó: ở phía trên có thoải mái không, sao lại xuống rồi? Nhưng con cồn lùi này vậy mà lại không thích nói đạo lý mà thẳng càng quơ vào tấn công Thẩm Thanh. Cũng may với thân thủ nhanh nhẹn Thẩm Thanh đã nhanh chân lẹ mặt né được đón tấn công này. Sau khi né được đòn tấn công và đến được khoảng cách an toàn, Thẩm Thanh lại quay lại cù nhây chọc tức xin chào nó. Thẩm Thanh cảm thấy đỉnh nhất là không tốn mana hơn nữa còn không đi, không hổ là kỹ năng truyền kỳ. Lúc này cậu vác cung bắn liên tục vào cơ thể của nó, cậu lướt nhanh như gió bắn tứ phía vào cơ thể của nó đánh như vậy mặc dù không có sát thương vật lý nhưng sát thương tinh thần rất cao thẩm thanh đã thành công khiêu khích được nó lúc này vậy mà bất ngờ nó có thể nói được tiếng người nó giận dữ hết lên ông nội cha mày thẩm thanh cảm thấy hơi ngạc nhiên khi con hàng này vậy mà lại có thể nói được tiếng người cuộc chiến kéo dài đằng đẳng sau 3 tiếng trôi qua lượng máu trong người của thẩm thanh bây giờ chỉ còn 720 điểm trên tổng số 2.190 điểm cậu cảm thấy đây thật là một trận chiến đấu lâu dài lúc này màn hình lại hiện lên thông báo thất tinh liên châu tiến đã khả dụng thẩm thanh nhận ra cũng đã đến lúc nên kết thúc trận chiến này rồi cậu bước tới hét lên hỏi con hàng khổng lồ kia a nghỉ ngơi đủ chưa nếu mày còn bất động tạo sẽ ra tay trước đấy vậy mà con hàng này lại muốn dừng lại nó ngập ngừng thốt lên không không đánh nữa thẩm thanh cũng vô cùng ngạc nhiên với tình huống khó xử này nó bắt đầu giải thích tại sao mình lại không muốn đánh nữa là vì thẩm thanh cào từng điểm từng điểm thế này dày vò cua quá nó cầu xin thẩm thanh hãy lật nó lại và cho nó một cái chết thật dứt khoát để tránh khỏi cảnh bị dày vò này Nói đến đây nước mắt nó cũng đã rơi trò chơi cũng sắp kết thúc. Nhìn thấy nó đã đầu hàng vô điều kiện, thẩm thanh vui vẻ cười nói ha ha tao cũng đâu có muốn. Ai bảo lực phòng ngự của mày cao như vậy? Nói xong cậu dùng kỹ năng thất tinh liên châu tiễn bắn thẳng vào người nó để tọa nguyện cho lời cầu xin của nó. Bảy mũi tên lửa lao thẳng vào mắt của con hàng này, nó cũng mở to mắt để chấp nhận sự thật này. Cuối cùng cũng hạ gục được nó, màn hình hiện lên thông báo, chúc mừng bạn đã giết chết thành công xa địa vương khiêu chiến vượt cấp kinh nghiệm nhân 1.5 lần. Cấp bậc thăng tới cấp 13, Nhìn vào màn hình thông báo Thẩm Thanh suy nghĩ, thăng cấp tiếp theo sẽ càng ngày càng khó khăn, chẳng qua một ngày đã có thể thăng tới cấp 13. Trước mắt có lẽ cậu ấy là người đầu tiên, màn hình lại chuyển đến một thông báo khác, chúc mừng bạn nhận được tư cách chuyển chức, chức nghiệp ấn thợ săn ảo ảnh có chuyển chức hay không? Sau khi đọc thông báo, Thẩm Thanh ngay lập tức đồng ý chuyển bởi vì cậu tốn nhiều công sức như vậy cũng chính là vì cái này. Sau khi xác nhận chuyển đổi, quá trình chuyển đổi ngay lập tức bắt đầu, quá trình chuyển đổi trực tiếp chuyển đổi chức nghiệp và thêm cho Thẩm Thanh thêm một chức nghiệp ẩn đó chính là chức nghiệp thợ săn ảo ảnh. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển chức, màn hình sáng lên thông báo, bạn đã chuyển chức thành công, điểm sinh mệnh được cộng 200 điểm, ma pháp cộng thêm 200 điểm, lực tấn công thêm 20 điểm và toàn thuộc tính cộng thêm 5 điểm. Thiên phú của thợ săn ảo ảnh là mỗi lần thăng cấp sẽ từ 5 điểm thăng tới 7 điểm thuộc tính tự do phân phối. Chiến lợi phẩm này quá hời Thẩm Thanh cũng phải thốt lên, đệt. Này tương đương với mỗi lần thăng cấp sẽ được phờ di thêm hai điểm thuộc tính so với người khác đỉnh quá đi. Theo hệ thống phân tích kỹ năng ảo ảnh là triệu hồi một ảo ảnh tác chiến cho bản thân kéo dài 30 giây kế thừa 40% lực tấn công, ảo ảnh kế thừa tất cả tấn công đặc biệt đồng thời sẽ đồng bộ. Giải phóng kỹ năng tiêu hao 50 mana và kỹ năng cạm bẫy tử vong là bố trí một cạm bẫy ở trên mặt đất ngoại trừ bản thân ra những người khác không thể nhìn thấy khi mục tiêu dẫm chúng trói buộc 5 giây. Thời gian trói buộc sẽ chịu sát thương tăng lên 100% và kỹ năng này tiêu hao 30 điểm mana, kỹ năng này vô hiệu đối với kẻ địch có thể hình lớn. Theo tình hình trước mắt mà nói hai kỹ năng chuyên biệt của thợ săn ảo ảnh xét từ mặt ngoài nhìn chỉ bình thường, nhưng thật ra là kỹ năng loại hình trưởng thành về sau sẽ trở nên vô cùng bùng nổ. Tấn công tăng 100% sát thương ảo ảnh mà cạm bẫy tử vong cung cấp sẽ có thể mưu sát người, không hổ là chức nghiệp ẩn. Thẩm Thanh thắc mắc không biết ảo ảnh có thể tiến hóa ra hiệu quả gì, lúc này màn hình lại hiện lên thông báo thời gian CD của chủ động tiến hóa còn lại 5 tiếng và thông báo phát động tiến hóa bị động, Thẩm Thanh cảm thấy việc thêm điểm may mắn quả nhiên không sai cậu vung tay đốt vào cơ thể của con hàng cua khổng lồ ca, sau khi đốt cơ thể của nó, màn hình thông báo, nhận được 32 đồng bạc, 32 đồng vàng, hai viên bảo thạch thủy tinh, số tiền hiện tại mà Thẩm Thanh có là 43 vàng 20 bạc 8 bảo thạch thủy tinh. Sau khi xem xong thông báo này, Thẩm Thanh đặt ra một mục tiêu nhỏ kiếm đủ 100 triệu đồng. Thanh niên này lại tiếp tục đốt cháy cơ thể của con cua để xem còn rơi ra thứ tốt gì khác không, sau khi đốt cậu ta thu nạp toàn bộ vật phẩm rơi ra lại và vật phẩm nhận được lần này là một cây cung phá giáp cấp bậc bạch kim với chức nghiệp chỉ định là du hiệp. Vật phẩm này chỉ cần cấp 10 là có thể sử dụng được. Cây cung này có lực tấn công cộng 50 nhanh nhẹn cộng 10 mỗi lần tấn công giảm 5 điểm phòng ngự của đối phương, nhiều nhất có thể tích lũy 5 lần. Nhận được vật phẩm ưng ý này Thẩm Thanh cảm thấy, cuối cùng cũng có một cây cung tử tế rồi. Vừa hay có thể dùng để đối phó với một số con quái phòng thủ, cậu nhanh chóng trang bị phá giáp vào bộ trang bị của mình. Vật phẩm tiếp theo là một đôi bao tay thép bạch kim. Vật phẩm này không có yêu cầu về chức nghiệp. Lực tấn công cộng 12 nhanh nhẹn cộng 7 và khi sử dụng bao tay này có thể tăng tốc độ lên cùng. Tiếp theo là một đại kiếm hoàng kim cấp bậc bạch kim. Vật phẩm này yêu cầu chức nghiệp là chiến sĩ và người chơi cấp 12 mới có thể sử dụng. Khi sử dụng đại kiếm này thì sẽ được cộng thêm 10 điểm sức. Mạnh. Hiệu quả đặc biệt của vật phẩm này là huy động giải phóng kiếm khí hoàng kim, có thể tạo thành 30% lực tấn công. Mặc dù cái thứ này ngầu thiệt đấy nhưng thẩm thanh không thể dùng được. Cậu thầm nghĩ bán đi có hơi tiếc nhưng biết đâu sau này có thể dùng đi tặng. Màn hình lại hiện thêm vật phẩm đó là phù hộ mệnh bạch kim, vật phẩm này không có yêu cầu về chức nghiệp. Lực phòng ngự cộng 10 trong trạng thái không chiến đấu. Gia tăng 10 điểm hồi phục mỗi giây. Thẩm Thanh nhanh chóng trang bị vật phẩm này cho mình. Sau khi trang bị xong thì hiện tại bốn chiếc hộ phù còn ba vị trí trống, Thẩm Thanh quyết định dùng 21 điểm thuộc tính chưa phân phối tăng hết cho nhanh nhẹn. Sau khi đã trang bị hết tất cả những chiến lợi phẩm thu được thì thuộc tính hiện tại của Thẩm Thanh đã là cấp 13. Điểm sinh mệnh là 2920 lực tấn công 180 nhanh nhẹn 82 sức mạnh 11 tinh thần 10 giá trị ma lực 280 phòng ngự 33 giá trị may mắn 20 mị lực 8 mệnh trung 85. Né tránh 20 tốc đánh 20 tốc độ di chuyển 24. Màn hình bất ngờ thông báo cho biết thẩm thanh đã du ngoạn quá 15 tiếng. Hệ thống buộc phải cưỡng chế cậu ốp lay khỏi game nhưng tên nghiện game này vẫn chưa muốn nghĩ vào lúc này. Cậu ta cho rằng mình vẫn còn có thể chơi thêm được nữa, cậu không muốn dừng lại. Nhưng hệ thống game này đã trực tiếp cưỡng chế cậu kích cậu văng khỏi game bị kích ra đột ngột như vậy tên nghiện game này giận dữ hết lớn bố mày còn có thể chơi thêm được nữa nhưng cậu đã trở lại thực tại nên chẳng có ai nghe được tiếng hét của cậu cậu thắc mắc tự hỏi một người trưởng thành như mình sao lại cũng có hệ thống ngăn ngừa nghiện game mặc dù là không được chơi thêm nữa nhưng thẩm thẩm thanh cảm thấy mọi thứ đều đang rất thuận lợi suôn sẻ đối với cậu cậu thầm nghĩ cứ theo tình hình như này thì nhanh thôi rất nhanh thôi cậu sẽ có thể khiến thiệu thiên tài và những kẻ đã phản bội cậu ấy phải trả một cái giá thật đắt bình tĩnh trở lại thẩm thanh vội đi tìm em gái của mình cậu ấy tìm nửa ngày trời hóa ra là tiểu đan đã chạy đến ngủ ở phòng bệnh của cậu ấy lúc này cuối cùng cậu cũng có thời gian để thưởng thức món cháo mà tiểu đan đã chu đáo chuẩn bị cho mình nhìn vào chén cháo thẩm thanh nhận xét bề ngoài và hương vị của cháo này quả thực không tệ tiểu đan từ nhỏ đã được nuông chiều mười ngón tay chưa từng phải động vào thứ gì bây giờ vì chăm sóc cơ thể và trạng thái của thẩm thanh cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức nhìn vào em gái đang ngủ say thẩm thanh hứa với lòng đợi mình báo thù xong nhất định sẽ cho tiểu đan một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng chưa kịp cảm động thì thẩm thanh đã phải học máu mũi vì muỗng mũ cháo đầu tiên tiểu đan nấu cho mình này cậu tím tái mặt mày thốt lên vãi cả biểu đây là cái thứ gì thế hương vị như muối ngâm mật đắng vậy thì ra tiểu đan chưa từng nấu ăn lần nào đây là lần đầu tiên nên cô đã hơi quá tay bỏ hơi nhiều muối một xíu vì tiếng động của thẩm thanh quá lớn đã đánh thức tiểu đan dậy vừa nhìn thấy thẩm thanh cô liền nói với cậu ấy anh hai cuối cùng anh cũng không chơi game nữa vì mình đã làm ồn làm tiểu đan phải thức dậy nên thẩm thanh vội xin lỗi cô ấy Cô bé Tiểu Đan này không trách anh mình chuyện đó, cô nhìn thấy Thẩm Thanh đang cầm chén cháo của mình nên vội hỏi hương vị của nó như thế nào. Tên ngốc Thẩm Thanh này sợ em gái mình buồn nên đã nói: "Rối với cô ấy là món này rất ngon, cực kỳ tươi mới, cực kỳ thơm ngon." Tên này vậy mà cũng biết diễn xuất như vậy, Tiểu Đan ngây thơ vẫn nghĩ anh mình khen thiệt nên vội nói với anh, "Vậy anh hai mau ăn hết nó đi, biểu cảm này của anh nhất định là đã đói lắm rồi." Sau khi nghe Tiểu Đan kêu mình ăn thì mặt Thẩm Thanh sợ đến mức tái xanh hết cả lại cầm mẫng cháo trên tay mà mặt của cậu cứ ngỡ như đang đối mặt với một muỗng thuốc độc tay cậu run rẩy không dám đặt nó lên miệng nhưng vì thương em gái nên cậu cũng phải rơi nước mặt chịu đựng những muỗng cháo yêu thương mặn như thuốc độc này của tiểu đan mà hóc hết chén cháo này qua ngày hôm sau vì dư âm của chén cháo ngày hôm qua nên mặt thẩm thanh lúc này vẫn như là một cái xác không hồn lúc này bỗng có một người phụ nữ với cặp đào to tròn mọng nước bước vào hỏi thẩm tiên sinh ngài đã đỡ hơn chưa thì ra cô gái này là cô y tá may mắn của thẩm thanh vừa bước vào phòng cô đã xả hai quả bưởi to của mình vào người thẩm thanh tỏ vẻ đảm đang nói với cậu ấy hôm qua ngài vừa nôn vừa vẽ dọa tiểu thư sợ mất mật mặc dù ngoài mặt cô gái này thể hiện mình quan tâm vậy nhưng trong lòng cô ta là vì thẩm thanh là một thiếu gia phú gia người đẹp trai tuy rằng bị tàn phế nhưng cô ta nghĩ chỉ cần ở cạnh cậu ấy là sau này có thể hưởng cả đời vinh hoa nên cô ta mới cố tình phơi bày trái cây của mình ra để gọi vốn như vậy nhưng xui cho cô ta là lại gặp phải thanh niên cứng thẩm thanh này cậu ta dường như chẳng có hứng thù gì với trái cây của cô ta mà thẳng tay đẩy cô ta ra thanh niên này đúng là cứng thật sự nếu gặp người khác chắc cô y tá này đã được mấy lứa nhận ra không thể chơi trò gợi vốn bằng trái cây này được nên cô y tá cũng vội vã đứng dậy nói với thẩm thanh nếu cần thổi kèn đánh trống gì cho đỡ chán khi nằm viện thì cứ gọi cô ấy cô ta hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện vì sức khỏe của thẩm thanh nghe cô ta nói vậy tên ngốc thẩm thanh này liền nhân cơ hội nhờ cô ấy một chuyện đó là lấy xe lăn của cậu đến đây để đẩy cậu đi chơi game cậu ta muốn chơi game lại rồi nghe những lời này của thanh niên cứng kia cô y tế cũng phải lắc đầu ngao ngán vậy mà đào bưởi đầy đủ như vậy không chơi lại muốn đi chơi game đúng là tên ngốc mà lần này cô y tế đã hết kiên trì với tên ngốc này cô tự hỏi mình đối với hắn mình còn không bằng trò chơi hay sao nhưng cô vẫn đi lấy xe lăng cho thẩm thanh vừa đi cô vừa thắc mắc tự hỏi rằng có phải hôm nay lớp make-up của mình không đẹp hay không tại sao tên này lại không hứng với mình như vậy bỏ qua những điều đó cuối cùng thẩm thanh cũng vào được khoan trò chơi của mình cậu nhanh chóng khởi động trò chơi. Hệ thống đưa Thẩm Thanh vào lại thế giới trò chơi của mình. Vừa bước vào hệ thống thông báo hoa nghênh đã trở lại và cho Thẩm Thanh biết là hiện tại số người đang online là 30 vạn người. Nhìn thấy chỉ mới một ngày đã có thêm rất nhiều game thủ như vậy, Thẩm Thanh thầm nghĩ, trừ kho game, xem ra đã có không ít người thông qua thiết bị VR giá rẻ bắt đầu chơi game này rồi. Một tháng sau số người chơi game toàn cầu sẽ vượt trăm triệu, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng cấp. Thẩm Thanh mở thanh trang bị của mình ra quan sát, nhưng lúc này trang bị của cậu vẫn còn đang rất là ít, tiếp theo cậu dự tính phải kiếm trang bị đỉnh cấp cho cả người sau đó sẽ đi đánh bốt cấp 20 trở lên lúc này cậu bước vô một tiệm vật phẩm để kiếm thêm một số vật phẩm cần thiết vừa nhìn thấy bộ hộ giáp bạch kim mà thẩm thanh đang mặc thì mắt của chủ tiệm đã sáng rực lên ông chủ tiệm nhận ra đây là một khách quý nên vội vã chạy ra hỏi cậu ấy muốn thứ gì nhưng sau khi bước vào quan sát thì thẩm thanh thấy những thứ được trưng bày đều chỉ là hàng đồng trang bị cấp hoàng kim tốt hơn đã bị ông chủ giấu đi rồi cậu không muốn mất thời gian nữa nên trực tiếp nói với chủ tiệm là mình muốn bảo vật chấn tiệm của cửa hàng này nghe lời yêu cầu này của thẩm thanh thì chủ tiệm cảm thấy hơi bối rối sau khi bình tĩnh trở lại ông chủ tiệm nói với thẩm thanh tiên sinh cửa hàng tôi chỉ có những thứ này thôi ngài nhìn chúng món nào tôi có thể lấy giá ưu đãi cho bảo bối chấn tiêm thì tiệm nhỏ này không có nhưng mà dù cho có thì tôi lo ngài cũng không mua nổi đâu nhưng nói chuyện tiền bạc đối với thẩm thanh đại gia này đúng là sai lầm của ông chủ tiệm thẩm thanh trực tiếp lấy ra một viên thủy tinh thạch hỏi ông chủ cái này có đủ để lấy vật phẩm trấn tiện của ông ta hay không nhìn thấy viên thủy tinh thạch này thì mắt ông chủ tiệm sáng hết cả lên cho rằng mình có mắt mà không thấy thái sơn khinh thường chủ tịch và cái kết nhận thấy đã gặp khắc vip nên ông chủ tiệm vội vã mở kho vật phẩm bí mật của mình ra cho thẩm thanh tham quan ông ta giải thích cho thẩm thanh biết đồ ở đây vốn dĩ phải đợi tới sau khi mở máy chủ 30 ngày mới có thể bán nhưng thẩm thanh đã tới rồi nên ông ta mời cậu ấy chọn trước vật phẩm nhưng những thứ bạch kim này đối với thẩm thanh mà nói chỉ toàn là những thứ rác rưởi ông chủ đứng sau há hốc mồm thầm nghĩ bạch kim mà còn rác rưởi vậy thì cậu muốn thứ gì nữa quan sát một lúc thì cuối cùng thẩm thanh cũng nhìn thấy được món đồ mà mình ưng ý cậu vội vàng gọi hỏi ông chủ về món đồ đó thì ra đó là một chiếc mặt nạ thẩm thanh nói với ông chủ rằng mình muốn mua chiếc mặt nạ này ông chủ tiệm nghe vậy liền nói chàng trai trẻ ánh mắt cậu tốt thật đấy đây là cái mặt nạ hoàng kim duy nhất từ lúc mở máy chủ cả máy chủ chỉ có một chiếc này thôi Ban đầu vốn định đợi mở máy chủ xong thì bán với giá ít nhất là 20 vạn kim tệ. Nhưng mà nể tình viên thủy tinh thạch của cậu, tôi giảm giá cho cậu còn 15 vạn. Không cần chủ tiệm phải hạ giá cho mình, Thẩm Thanh nhanh chóng giao dịch 20 vạn kim tệ để thanh toán cho chiếc mặt nạ này, đúng là tên giàu này coi tiền như rác mà. Lúc này tiền chưa qua nên chủ tiệm vẫn tiếp tục đạo lý với Thẩm Thanh, ông ta cho rằng với số tiền 15 vạn kim tệ này có thể là số tiền mà một người thường phải làm ăn cả năm mới nên chưa kịp cho ông ta ngắt câu thì số tài khoản của ông ta vang lên đã nhận được 20 vạn kim tệ. Chủ tiệm lúc này hốt hoảng đến mức muốn rớt cả hai con mắt của mình ra ngoài. Thẩm Thanh Đại gia nói với ông ta, "Ông nhận lấy 20 vạn, giảm giá gì đó tôi không cần, nhưng mà lần sau có đồ tốt gì thì phiền ông báo với tôi đầu tiên." Nhận ra đã gặp phải khách sộp nên chủ tiệm vội vã đồng ý với yêu cầu này của khách VIP này, mang mặt nạ ra khỏi cửa tiệm, Thẩm Thanh suy nghĩ, 20 vạn kim tệ chỉ là 200 vạn tiền mặt so với một phụ kiện đầu chỉ có duy nhất mà nói, không thể coi là đắt được. Đúng là tên nghiện game số tiền mà một người bình thường làm cả đời vậy mà cậu ta vẫn cho nó là rẻ. Thẩm Thanh vội khám phá chức năng của vật phẩm này sau một cú nhấp thì mặt nạ đã hủy hiển thị kính quang lọc của mặt nạ. Thẩm Thanh bất ngờ với mặt nạ này thế mà còn có thể tự mình lựa chọn hiển thị. Ở đâu? Không hiển thị ở đâu. Chiếc mặt nạ này có tên là mặt nạ Bạch Hổ cấp Hoàng Kim, với vật phẩm này người chơi sẽ được cộng thêm 15 điểm tốc độ và 15 điểm sức mạnh. Hiệu quả đặc biệt là hồ hình kỹ năng chủ động khiến những quái nhỏ và người chơi xung quanh có đẳng cấp thấp hơn bản thân sợ hãi kinh hoàng thẩm thanh mang chiếc mặt nạ đi trên đường trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh cậu cảm thấy không hổ là cấp hoàng kim cao cấp thật đấy những người xung quanh nhìn thấy và bắt đầu bàn tán vãi mặt nạ của tên kia hình như không tầm thường không nhìn ra à đó là cấp hoàng kim đấy bây giờ có người lấy được cấp hoàng kim rồi sao có thể hách à bây giờ trong khu mua bán của nph còn chưa lên giá trang bị cấp hoàng kim mã đúng thế có tiền cũng sao mua được. Nhất định là hách rồi, ha ha vậy mà những người cày chay này lại cho rằng thẩm thanh đã hách nên mới có được vật phẩm cao cấp như vậy. Bất ngờ có một tên trực tiếp bước lại đặt tay lên vai kêu thẩm thanh dừng chân lại. Thẩm thanh cũng không một chút nào núng quay lại hỏi hắn ta có chuyện gì, muốn và hay gì. Tên to xác này vậy mà lại không có liêm sĩ lại muốn mượn đều mặt nạ của thẩm thanh. Nghe thấy hắn ta muốn mượn mặt nạ của mình, thẩm thanh cảm thấy hơi mắt cười với lời đề nghị con nít này của hắn ta tên đầu bò này vẫn nghĩ mình có thể cướp cạn món hàng này từ tay của thẩm thanh nên vẫn mặt dày bước tới thẩm thanh lúc này cũng không muốn tốn thời gian với tên đầu bò này cậu quay lại hỏi hắn ta dựa vào đâu mà muốn lấy mặt nạ này của mình lúc này tên đầu bò bắt đầu sộn là nói với thẩm thanh dựa vào đâu vừa mới mở máy chủ đã kiếm được toàn trang bị cao cấp đắp lên người nhất định là dùng phương pháp hách cậu không muốn bị khóa ạc thì tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đưa đồ ra đây nghe những lời dụ con nít này của hắn ta thẩm thanh không nhịn được mà cười phá lên hỏi hắn ta ha ha ý mày là muốn đánh tao để cướp lấy mặt nạ à thằng một lần đám đông xung quanh nhìn thấy chuyện này thì có dịp bàn tán với nhau này này cái người toàn trang bị thần ban nãy bị người ta khiếu nại rồi nói là bật hách ô vậy đi xem xem lúc này tên đầu vàng đi cùng tên đầu bò kia nói với thẩm thanh hãy hiểu việc này giống như là một phụ cướp bóc là được rồi nói xong hắn ta tự mãn cười phá lên ha 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 Tên cổn lùi đầu vàng này nhìn thấy việc này thu hút được mọi người xung quanh nên đã hô hét lên kêu gọi mọi người hãy dạy dỗ Thẩm Thanh và hắn ta cho rằng Thẩm Thanh là thằng chó bật hách lên cấp. Thẩm Thanh lúc này cũng lười giải thích với đám người ếch ngồi đáy giếng này, cậu đứng im quan sát xem đám người này sẽ dở trò gì với mình. Nhưng vậy mà đám người bên ngoài không biết chuyện gì cũng nghe theo lời tên tóc vàng hô hét với nhau, dạy dỗ thằng chó bật hách lên cấp, dạy dỗ thằng chó bật hách lên cấp, dạy dỗ cái thằng không thích làm mà đòi có ăn này đi, dạy dỗ nó, Đúng là đời mà không có tiền nạp game rồi cho rằng người ta hách. Đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Nhận thấy mình được sự ủng hộ của đám người bên ngoài nên tên đầu bò lại mặt dày bước nói với thẩm thanh thức thời chút mà giao ra ngay đi nếu không hắn ta sẽ tiễn thẩm thanh về điểm hồi sinh. Chỉ cần cậu xuất hiện lần nào là đập chết cậu lần đó. Thẩm thanh lúc này cũng đã hết kiên nhẫn được nữa rồi, cậu không muốn lắm lời với tên đầu bò này. Cậu cảm thấy đúng là đi đến đâu thì cũng có những thằng ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Và những kẻ không thể chấp nhận được người ta hơn mình. Thẩm Thanh nhanh chóng sử dụng kỹ năng phân tích đối phương của mình. Theo hệ thống phân tích thì ba tên này chỉ là chiến sĩ cấp 4, thích khách cấp 5 và xạ thủ cấp 5, cấp độ thấp như vậy mà dám mặt dày đi cướp cạn của người ta như vậy đúng là không biết lượng sức mình. Mà, sau khi phân tích xong Thẩm Thanh trực tiếp khiêu khích gọi cả ba tên chó dại này cùng lao lên một lần đi cho đỡ tốn thời gian. Ba tên chó dại này cũng không đợi nữa mà trực tiếp lao lên hét lớn, một chạm là đánh bay đầu mày, to mùng thật đấy, toàn là sơ hở. Thẩm Thanh cũng không khách khí nữa, cậu trực tiếp sử dụng kỹ năng mới của mình đó là chiêu thức hổ hình của chiếc mặt nạ mới sau khi bật chiêu thức này lên thì cả cơ thể của thẩm thanh phát ra những nguồn năng lượng mạnh mẽ có thể khiến mọi thứ xung quanh cảm thấy khiếp sợ con hổ mà thẩm thanh triệu hồi ra bắt đầu gầm lên những tiếng thét dữ dội làn sóng dao động mà tiếng gầm của con hổ tạo ra trực tiếp đè trọng lực xuống người ba tên chó dại này với đòn tấn công này của thẩm thanh đã khiến cho tên đầu bò này trực tiếp vỡ nứt ngũ tạng của mình và hộc máu tươi ra ngoài mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người xung quanh không kịp quan sát và không biết chuyện gì đã xảy ra với ba tên cổ lùi kia lúc này thẩm thanh bước tới đứng trước mặt của tên cổ lùi đầu sỏ này hỏi hắn ta gặp một lần đánh tôi một lần vậy thì ngươi nhớ kỹ AD đi của tao là triều tử vãn ca lúc nào cũng xin chào đón thẩm thanh rõng rạc đứng trước mặt hắn ta thị uy sức mạnh của mình đám người quần chúng xung quanh cũng bàn tán về cái tên triều tử vãn ca này họ cảm thấy cái tên này hơi quen và họ đã nghe ở đâu đó rồi để kiểm chứng lại suy đoán của mình Bọn họ vội bật bảng xếp hạng thang trời lên để tra cứu, và đúng như bọn họ suy đoán top 1 server bây giờ chính là cái tên Triều Tửu Vân Ca. Đẳng cấp level 13 với chức nghiệp là thợ săn ảo ảnh và không có công hội, đọc xong thì cả đám há hốc hết cả mồm. Sau khi được ăn một trận đòn nhớ đời thì cuối cùng tên đầu bò này cũng biết được người mà mình đụng phải là người đang đứng ở vị trí top 1 server. Hắn ta vẫn không thể tin được một thanh niên như thẩm thanh vậy mà lại là người đứng đầu server. Bên này sau khi hạ gục đám lâu la kia thì trước khi đi đánh quái lần nữa, Thẩm Thanh còn có một chuyện cần làm, cậu đi tìm kiếm khu vực xung quanh đây, cuối cùng Thẩm Thanh cũng tìm được người cậu muốn tìm. Thẩm Thanh vội đi xuống gọi hỏi cô gái đang ngồi bên dưới, "Cô gái nhỏ, cho ta hỏi một chuyện cô có biết cổ phu nhân không?" Nhưng cô bé này ngang bướng cho rằng mình không nhỏ. Hơn nữa nhìn Thẩm Thanh cũng chẳng lớn hơn cô ấy bao nhiêu, nên cô gái hỏi ngược lại Thẩm Thanh vì sao lại gọi mình là cô gái nhỏ. Với thái độ mất lịch sự vô lối thế này, thì Thẩm Thanh chắc chắn đây chính là con nhóc mà cậu đang muốn tìm. Mặc dù cô ta ngang bướng nhưng Thẩm Thanh vẫn cố nhẹ nhàng hỏi cô ta có phải là cổ linh nhi con gái của cổ phu nhân hay không. Cô bé tỏ ra khá nhiên tò mò tại sao Thẩm Thanh lại biết được tên của mình. Cô vội hỏi cậu muốn làm gì. Lúc này Thẩm Thanh bắt đầu dở trò hù dọa con nít của mình. Cậu ta nói với cô bé, mẹ của cô ấy đã đồng ý với cậu 5 năm sau sẽ gả cô ấy cho mình. Cô bé ngây thơ này nghe tên Thẩm Thanh này hù dọa như vậy thì vô cùng sợ hãi. Cô bé sợ đến mức vừa chạy vừa khóc inh ỏi lên. Mẹ ơi, sao mẹ lại gả con cho người khác chứ tên già đầu thẩm thanh kia thì ngồi một bên không thể nhìn được cười với cô bé ngây thơ này. Cổ phụ nhân trong nhà nghe tiếng khóc của Linh Nhi thì cũng chạy ra xem tình hình bên ngoài như thế nào. Vừa gặp mẹ, Linh Nhi đã khóc lóc hỏi mẹ thật sự muốn gả mình ra ngoài hay sao. Cổ phu nhân nghe được câu hỏi này thì vô cùng ngạc nhiên không biết con gái mình đang nói chuyện gì. Lúc này thẩm thanh cũng đã bước tới chào cổ phu nhân, nhìn thấy cậu ấy cổ phu nhân liền hỏi, cậu thông qua thí luyện cấp khó khăn rồi sao? Thẩm thanh tự tin cho cô ấy biết điều đó là đương nhiên cậu hỏi lại cổ phu nhân còn nhớ lời mà cậu đã nói lúc trước khi đi không đó là vừa ra ngoài là sẽ tới tìm con gái cô ấy thẩm thanh nhìn thẳng vào mắt cổ phu nhân tuyên bố quy tắc làm người của cậu chính là nói được làm được cổ phu nhân nghe vậy lo lắng hỏi cậu ấy muốn làm gì cô cảnh cáo trước nếu như thẩm thanh dám làm ra chuyện quá đáng thì cô ấy sẽ chuyển đi nghe thấy cổ phu nhân sợ mình đến mức sẽ phải chuyển đi thì thẩm thanh cười phá lên ha ha mình là người đầu tiên dọa npc sợ tới mức chuyển đi nhỉ nhưng mục đích của thẩm thanh không phải là như vậy cậu vội trấn an cổ phu nhân đừng căng thẳng như vậy thẩm thanh cho biết cậu ấy chỉ muốn cổ phu nhân giao ra bản đồ của phó bản trung cấp thôi nhưng cổ phu nhân cho biết mình thật sự không có thứ đó lúc này thẩm thanh lại bắt đầu chiêu trò hù dọa đàn bà và trẻ nhỏ của mình cậu ta muốn thể hiện sự lợi hại của mình cho cổ phu nhân xem nếu không thì cô ấy sẽ không chịu khuất phục cậu trừng mắt vung nắm đấm thẳng về hướng mẹ con cổ phụ nhân cả hai mẹ con nhìn thấy vậy thì sợ hãi ôm chặt lấy nhau và nhắm mắt lại để chịu trận nhưng tất cả chỉ là màn kịch mà tên ngốc thẩm thanh kia bày ra sự thật là cậu ấy không muốn tấn công cổ phu nhân thẩm thanh chỉ là muốn tặng cho cổ phu nhân một viên thủy tinh thạch để lấy lòng cô ấy và sự lợi hại mà cậu ta muốn thể hiện chính là khả năng tiêu tiền của mình thích là chi không cần phải nói nhiều nhìn thấy cổ phu nhân có vẻ bối rối trước tình huống này thẩm thanh vội lên tiếng đừng ngây ra đó đây là quà cảm ơn lúc trước cô đã mở thí luyện chức nghiệp ẩn cho tôi nhận lấy đi sau khi cổ phu nhân nhận lấy món quà này màn hình của thẩm thanh hiện lên độ thiện cảm của hai mẹ con cổ phu nhân đối với thẩm thanh đã được cộng thêm 50 độ thiện cảm Nhận được món quà giá trị như này cổ phụ nhân dạo rực hỏi lại thẩm thanh thực sự cho mình thứ quý giá này luôn sao. Không đợi cho thẩm thanh phải xác nhận lại cô bé báo cổ tinh linh đã giật lấy viên thủy tinh thạch trên tay mẹ và cảm ơn thẩm thanh rồi ôm viên ngọc chạy ra ngoài chơi. Cổ phu nhân vội vã đuổi theo con gái nói với cô bé, mau trả đồ lại đi, chúng ta không cần đồ của cậu tạ căn bản là không muốn, nhưng cô bé ngang bướng này nhất quyết không chịu đưa lại đồ cho mẹ. Cô bé này vậy mà còn ngang bướng quay ra hỏi thẩm thanh, anh ơi lúc trước anh nói 5 năm sau em sẽ gả cho anh là thật sao, đây được tính là tín vật định tình không thẩm thanh trả lời lại đương nhiên là như vậy rồi mặc dù nói vậy nhưng trong lòng thẩm thanh cảm thấy con nhóc này quả không hổ là nổi danh mặt dày một câu nói đùa mà cô ta cũng coi là thật thẩm thanh chẳng qua là cần mẹ của cô ta đưa bản đồ cao cấp nên mới nói như vậy vì con gái mình quá ngang bướng nên cổ phu nhân cũng hết cách đồng ý nói cho thẩm thanh biết cô cho biết quy định chỉ có sau khi mở xe vơ hai ngày mới có quyền hạn giao bản đồ trung cấp nhưng bây giờ con gái cổ phụ nhân đã lấy bảo thạch của thẩm thanh nên cô ấy quyết định sẽ nói cho thẩm Thanh biết một bí mật đó chính là hệ thống suy xét tới việc những người chơi thích khiêu chiến đã giao phó quyền hạn bản đồ trung cấp cho trưởng thôn. Nghe đến trưởng thôn, thì cô hai báo cổ tinh linh này liền nhanh miệng nói mình biết nhà trưởng thôn ở đâu, và hớn hở nói mình sẽ chịu trách nhiệm dẫn thẩm Thanh đi gặp trưởng thôn. Lúc này chuyển cảnh đến nhà của trưởng thôn. Trưởng thôn này đang nằm tận hưởng giấc ngủ trưa của mình trên chiếc giường xếp, trưởng thôn cảm thấy việc ngủ trưa kết hợp với mặt trời này, phúc lộc nhất định sẽ rất dài. Và cô cảm thấy việc nằm quá lâu không tốt đối với thân thể là hoàn toàn sai lầm toàn ăn nói linh tinh đang nằm tận hưởng thì báo tới với cô một bóng đen lao vút lên và nằm đè lên người của trưởng thôn khiến cho trưởng thôn phải xịt máu mồm thì ra cô hai báo cổ tinh linh đã dẫn thẩm thanh đến đây trưởng thôn lần này đã nhận ra quả nhiên việc phơi nắng ngoài trời như vậy không tốt đối với thân thể thật bởi vì chỉ cần tình huống này lặp lại thêm mấy lần nữa là cô sẽ đi chầu ông bà nhanh thôi bình tĩnh trở lại trưởng thôn hỏi linh nhi là ai muốn tìm mình linh nhi chỉ tay vào thẩm thanh cho trưởng thôn biết chính là anh ta muốn gặp gặp được trưởng thôn thanh niên thẩm thanh cũng không muốn tốn thời gian nữa. Cậu ấy nói thẳng với trưởng thôn là mình cần bản đồ phó bản trung cấp rời khỏi thôn tân thủ. Nghe chàng trai trẻ này nói vậy thì trưởng thôn cười phá lên nói, ha ha, người trẻ tuổi đừng ngông quá, ta thấy ngươi cũng mới chỉ có cấp 13, chờ khi người tới cấp 20 rồi hãy lại tới tìm ta. Nhưng đối với thẩm thanh không gì là không thể chỉ cần có tiền là mua được hết, cậu thẳng tay ném cho trưởng thôn một viên bảo thạch để đút lót. Trưởng thôn nhìn viên bảo thạch bay về phía mình, cô cười phá lên hỏi thẩm thanh sao lại dám hối lộ mình như vậy và hỏi thêm cậu ấy có biết lý do vì sao mà mình là trưởng thôn hay không. Cô cho rằng chính là bởi vì tính cách cương trực công chính của mình, không thể nhận quà hối lộ nên mới lên được chức trưởng thôn danh giá này. Nhưng mặc dù trưởng thôn nói vậy nhưng tay cô ta thì vẫn cầm lấy vào viên bảo thạch nhét vào ngực mình. Cô bé Linh Nhi ngây thơ này nhìn thấy thì liền thò tay vào móc viên bảo thạch ra và nói với trưởng thôn, nếu như trưởng thôn đã cương trực công chính như vậy, vậy thì hãy trả lại cho ca ca đi. Nói xong Linh Nhi thẳng tay lấy viên bảo thạch trả lại cho thẩm thanh trước sự hốt hoảng của trưởng thôn. Nhìn thấy hành động lần này của Linh Nhi, Thẩm Thanh cảm thấy con nhóc này cũng không đáng ghét như vậy. Lúc này cậu quay qua nói với trưởng thôn, nếu như là vì tốt cho tôi, vậy hãy đưa bản đồ trung cấp cho tôi đi. Trưởng thôn vẫn chưa thể đưa ra được, cô cho biết, Thẩm Thanh hiện tại mới cấp 13, mặc dù cô có thể nhìn thấy được Thẩm Thanh thăng cấp rất nhanh không biết là vì cách gì. Nhưng bản đồ trung cấp ngay cả một con côn trùng trên đất cũng ít nhất là cấp 20, nói đến đây trưởng thôn cho rằng hiện tại mà đưa bản đồ cho Thẩm Thanh đi đồng nghĩa với việc đi tự sát vì trải nghiệm của người chơi cô ấy không thể đưa bản đồ cho thẩm thanh lúc này được nhưng thẩm thanh thật sự muốn lấy được bản đồ này có như vậy cậu mới nhanh chóng mạnh lên và quay về thực tại trả thù cho mình lúc này cậy quay qua hỏi trưởng thôi nếu như tôi có thể chứng minh tôi có thực lực thì sao nhìn thấy thẩm thanh thật sự muốn đi như vậy trưởng thôn cũng cảm thấy đồng cảm nên cô đã cho thẩm thanh một cơ hội cô ta giao cho cậu ấy một nhiệm vụ nếu như thẩm thanh có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì cậu ấy sẽ nhận được bản đồ trung cấp từ tay cô ta thẩm thanh liền chốt nhận nhiệm vụ này của trưởng thôn trưởng thôn bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này mỗi năm trong thôn đều gặp phải sự tập kích của bầy sói trong thôn thi thoảng sẽ có một số dũng sĩ giúp đỡ bọn họ chống lại bầy sói nhưng trung quy không thể giải quyết hoàn toàn đó là do đằng sau bầy sói này còn có một lão đại con sói lão đại này có tên là bạch lang vương và nhiệm vụ của thẩm thanh là giết chết con hàng bạch lang vương này và mang ra của nó về cho trưởng thôn màn hình của thẩm thanh cũng hiện lên thông báo bạch lang vương chi nhánh cấp khó khăn phần thưởng nhận được được là bản đồ trung cấp, danh hiệu dũng sĩ giết sói. Quần bạch lang bạch ngân và 10 đồng bạc, hệ thống hỏi Thẩm Thanh có chấp nhận hay không, thanh niên Thẩm Thanh cũng nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ này. Nhận xong nhiệm vụ Thẩm Thanh yêu cầu trưởng thôn hãy chuẩn bị sẵn bản đồ cho mình đi, bởi vì cậu tự tin mình dễ dàng vượt ra được nhiệm vụ lần này và sẽ nhanh chóng quay lại đây liền thôi. Vừa quay lưng rời đi thì cánh tay nhỏ của Linh Nhi để nếu tay Thẩm Thanh lại, cô bé cũng muốn đi theo Thẩm Thanh, cô nói với Thẩm Thanh hãy cho mình đi theo, nếu được đi theo cô ấy hứa sẽ bảo vệ Thẩm Thanh. Thẩm Thanh đã từ chối và nói với cô bé đừng nghịch nữa và hãy quay về tìm mẹ đi. Nhưng Linh Nhi này rất là ngoan cố, cô bé muốn đi cho bằng được, cô bé cho rằng mình cũng muốn bảo vệ thôn, đánh bại Bạch Lang. Nhìn thấy cô bé này quá ngang bướng, Thẩm Thanh chỉ còn cách cầu cứu trưởng thôn, cậu nói trưởng thôn hãy quản thôn dân của cô chút đi có được không? Vừa nói đến đây thì màn hình của Thẩm Thanh hiện lên thông báo, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ này là buộc phải bảo vệ an toàn cho cổ Linh Nhi. Đọc xong thông báo này Thẩm Thanh chỉ có thể thốt lên đệt mợ cuộc đời nhìn thấy thẩm thanh tỏ vẻ chán ghét mình thì linh nhi trực tiếp đu thẳng lên cổ thẩm thanh hỏi không phải ngươi nói tương lai muốn lấy ta sao thẩm thanh lúc này cũng hết chịu nổi cô nhóc này mà nói với cô ấy này này cô là khỉ sao đừng có leo lên trên người tôi linh nhi vẫn ngoan cố khóc lóc năn nỉ cô lấy lý do là không muốn để thẩm thanh đi mạo hiểm một mình để nếu chân cậu ấy thẩm thanh cũng hết cách đành bất lực chịu thua cô ấy mà chấp nhận dẫn cô ấy đi theo mình thẩm thanh nhanh chóng lấy nhiệm vụ ra xem lại chỉ dẫn một lần nữa Dựa theo nhắc nhở nhiệm vụ thì cả hai cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến, vừa tới nơi đây Linh Nhi cảm giác nơi này hơi âm u. Lúc này phía đằng xa có tiếng người thu hút ánh nhìn của Thẩm Thanh và Linh Nhi. Thẩm Thanh quyết định sẽ lại chỗ có tiếng người đó để hỏi đường một chút, nhưng Linh Nhi cảm thấy lo lắng không muốn đi lại đó chút nào. Lúc này ở đằng kia đang có một người đang dùng kiếm chém vào đầu của một con sói hoang. Thẩm Thanh cũng đã bước tới gần người này và trực tiếp hỏi: "Xin hỏi mấy người anh em, hang ổ của những con sói này là ở hướng nào?" thì ra đây là một nhóm người hoạt động theo bang hội để đi farm quái rừng lúc này một tên đứng ra hỏi thẩm thanh hỏi cái này làm gì hắn ta cho rằng khu vực này đã bị nhóm người bọn chúng bao cả rồi không cho phép luyện cấp ở nơi này thẩm thanh thắc mắc tự hỏi bao rồi là có ý gì nghe thẩm thanh hỏi vậy tên cổn lùi này bắt đầu kéo áo xuống khoe tí mực trên tay mình và hỏi thẩm thanh có biết công hội lớn nhất hiện tại không hình xăm này trên người hắn ta là biểu tượng của thanh xà bang thẩm thanh nghe cái tên thanh xà bang này thì cậu hỏi lại một lần nữa thanh xà bang nhìn thấy thẩm thanh có vẻ ngoài dễ ăn hiếp nên hắn ta tiếp tục nói khu bò rừng phía trước cũng bị bang phái của bọn chúng bao chọn hắn yêu cầu thẩm thanh nếu muốn luyện cấp thì bắt buộc phải nộp hội phí trước nếu không thì phải cút về tân thủ thôn tìm gà để farm nói đến đây hắn ta chỉ tay vào linh nhi nói với thẩm thanh nói tới con nhóc kia là sao chắc không phải game thủ nhỉ npc nhiệm vụ sao thẩm thanh phốt lờ câu hỏi này của hắn ta và cho biết chuyện này không liên quan tới hắn ta đừng có dài mỏ xía vào chuyện này thẩm thanh bắt đầu đã điều những người này pham cấp cày chay như vậy chắc hiệu suất cũng thấp quá rồi nhỉ một tên nghe vậy thì đứng ra nói thẩm thanh thì hiểu cái đéo gì hắn ta cho rằng mặc dù cấp bậc của sói hoang thấp nhưng sẽ an toàn để pham hơn hắn ta còn lên giọng hỏi ngược lại thẩm thanh có hiểu được chuyện này hay không linh nhi lúc này hơi sợ hãi nên chỉ biết núp sau lưng của thẩm thanh mà không dám hò hé gì bất ngờ cô bé nhận ra được gì đó và kêu thẩm thanh và nói cho thẩm thanh biết thứ kia lại đến nữa rồi thẩm thanh tò mò quay lưng lại nhìn xem rốt cuộc thứ đó là gì Vừa nhìn thấy thẩm thanh đã ba chân bốn cẳng ôm lấy Linh Nhi bay cái vọt lên khỏi vị trí đó. Cậu ôm Linh Nhi đu lên một cành cây gần đó. Nhóm người kia vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với bọn họ. Cả bọn chỉ nghĩ đơn giản thẩm thanh sợ họ mà chạy liền hết theo nói với thẩm thanh. Đúng rồi, cút đi, không có tiền còn tới đây luyện cấp. Nhìn thấy đám người này đần như vậy thẩm thanh tự hỏi. Mấy người này bị ngu sao, sắc khí lớn như vậy mà bọn họ không cảm nhận được chút nào sao. Lúc này không đợi cho nhóm người này vui mừng nữa con hàng bạch lang vương chậm chậm bước ra đứng đằng sau lưng nhóm người nước dãi từ miệng của nó rớt xuống đầu của cô gái trong nhóm người này cô gái thắc mắc quay lại hỏi thứ gì vậy nhưng vừa quay lưng lại thì một cái miệng to với hàm răng sắt nhọn đang hướng thẳng vào cô nó đang hả cái miệng rộng với cái lưỡi dài nhằn muốn nút chọn cô gái này vào miệng không kịp cho cô gái này phản ứng thì thân thể cô đã nằm gọn trong miệng của con hàng bạch lang vương này nó nhai chọn cả thân thể cô chỉ trở lại đôi giày là nó không thèm đụng tới đám người đi cùng ai nấy cũng hốt hoảng tái xanh mặt mày sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, cả đám người hoảng hốt phát chân lên để chạy trốn khỏi con hàng Bạch Lang Vương này. Nhưng con hàng Bạch Lang Vương này không muốn để cho đám lâu la này dễ dàng chạy thoát như vậy. Nó lao vào tấn công như vũ báo cào xé đám người kia không cho tên nào có cơ hội sống sót. Chỉ trong phút chốc nguyên một nhóm người không còn một ai, chỉ có những máu tươi văng lên bầu trời. Lúc này nhận ra cơ hội ngư ông đắc lợi của mình đã đến, Thẩm Thanh bắt đầu dùng kỹ năng phân tích thể trọng của con hàng Bạch Lang Vương này. Theo hệ thống phân tích, Bạch Lang Vương cấp 20 Nhược điểm của nó ở phần bụng và ở vị trí hai mắt của nó. Điểm sinh mệnh là 4000, tốc độ 40, lực tấn công 300. Khả năng phòng ngự 50, né tránh 37, kỹ năng của nó hệ thống tạm thời chưa phân tích được. Sau khi phân tích thẩm thanh cảm thấy con hàng này có chút bản lĩnh. Và ban nãy nó còn đột nhiên biến mất một chút, tuyệt đối không phải là tốc độ 40 có thể làm được. Cậu quyết định sẽ thử lửa con hàng này thêm một lần nữa. Thẩm thanh nhắm thẳng cung vào con hàng Bạch Lang Vương nhưng bàn tay nhỏ của Linh Nhi đã chặn cậu lại thẩm thanh nhìn thấy vậy liền hỏi cô ấy đang muốn làm gì vậy nhưng linh nhi không nói lý do cô ấy chỉ cho biết là không thể tấn công nó và trong lúc hai người dần co với nhau thì con hàng bạch lang vương đã quay đầu chạy vào hang ổ của mình thẩm thanh ngay lập tức ôm linh nhi nhảy xuống đất cậu muốn đuổi theo nó nhưng linh nhi vẫn kiên quyết ngăn cản cậu lại cô cho biết rằng năm người ban nãy là do giết quá nhiều sói mới bị dính vào điểm thù hận của lang vương nếu như hiện tại thẩm thanh kéo điểm thù hận lên trên người mình với lực chiến đấu hiện tại của cậu lúc này chắc chắn sẽ chết linh nhi nói với thẩm thanh điều cần làm bây giờ là phải chuẩn bị thật là đầy đủ đồ chơi mới đối phó với con hàng này được nghe linh nhi nói vậy thẩm thanh cảm thấy npc có độ thiện cảm nhắc nhở có lẽ không sai nên cậu quyết định sẽ nghĩ cách thăng cấp trước đã nghĩ xong cậu quay qua hỏi linh nhi vậy chờ lát nữa phải tìm nó như thế nào linh nhi lúc này đã có cách đối phó nên nói với thẩm thanh không cần phải lo lắng ten tong linh nhi lấy ra một bản đồ tự động tìm đường nhìn thấy loại vật phẩm hữu ích này thẩm thanh vội chất vấn linh nhi tại sao có thứ tốt thế này mà cô ấy lại không lấy ra sớm hơn nhưng linh nhi ngây thơ không để ý mấy lời trách móc này cô vui vẻ hỏi lại thẩm thanh hi hi dẫn theo ta không thiệt chứ bất ngờ lúc này hệ thống của thẩm thanh lại hiện lên thông báo kỹ năng tự động tiến hóa có thể sử dụng ngay lúc này nhìn thấy thông báo này thẩm thanh thanh cảm thấy thật là may mắn vừa hay cậu ấy đang cần phương pháp thăng cấp cậu quyết định sẽ sử dụng tự động tiến hóa này ngay tại đây nhìn thấy những vần sáng từ kỹ năng tiến hóa tự động linh nhi thắc mắc hỏi thẩm thanh đó là cái gì mà lại đẹp vậy thanh niên thẩm thanh lúc này bắt đầu phô diễn sức mạnh nạp vip của mình cho linh nhi xem cậu triệu hồi tinh linh huyết mạch của mình nhưng màn thể hiện này của cậu ta đã không được như ý muốn hệ thống của cậu đột nhiên đã thông báo lỗi liên tục bởi vì đã tự động tiến hóa thì không thể tiến hóa nữa nên yêu cầu này của cậu hệ thống không thể xử lý được cảm thấy hơi quê với linh nhi nên thanh niên thẩm thanh biện hộ là mình chỉ muốn thử một chút nên chắc cũng chẳng phạm pháp gì đâu thẩm thanh cảm thấy việc này bắt đầu có chút hơi khó hiện tại thẩm thanh chỉ có thể tiến hóa hoan ảnh kỹ năng cậu quyết định sẽ tiến hóa hoan ảnh xem xem có hiệu quả gì trước vừa nghĩ xong thẩm thanh vung tay triệu hồi ra một hoan ảnh và hoan ảnh này phát sáng sáng rực cả một vùng tạo nên khung cảnh đẹp mắt hoan ảnh bắt đầu kết tụ lại thành một thể duy nhất cuối cùng của quá trình kết tụ này là một hoan ảnh mang hình dáng của thanh niên thẩm thanh nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này linh nhi mắc chữ ô mồm chữ a thốt lên qua 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 oh my god so beautiful cô bé ngưỡng mộ cho rằng hoan ảnh này là một ca ca khác làm bằng nước lúc này thẩm thanh yêu cầu hoan ảnh hãy cho mình xem năng lực của cậu ta thẩm thanh yêu cầu hoan ảnh hãy sử dụng thất tinh liên châu tiễn nghe theo lời của chủ nhân mình hoan ảnh bắt đầu kéo căng dây cung của mình trực tiếp sử dụng kỹ năng thất tinh liên châu tiễn mà thẩm thanh hay dùng sau khi kiểm chứng hoan ảnh có thể sử dụng kỹ năng của mình thì thẩm thanh ra lệnh cho hoan ảnh có thể dừng tay được rồi không cần phải bán thật cậu nhìn vào hoan ảnh của mình cảm thấy không hổ là chức nghiệp ẩn vậy mà còn có thể sử dụng được kỹ năng nói đến việc dùng kỹ năng này thẩm thanh trầm ngâm suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên thẩm thanh nhận ra được gì đó và điều đó chính là điều khiển huyễn ảnh sử dụng kỹ năng p tiến hóa của cậu thẩm thanh vội búng tay ra lệnh cho huyễn ảnh sử dụng tiến hóa chủ động huyễn ảnh cũng nhanh chóng làm theo lệnh của thẩm thanh lúc này màn hình hiện lên thông báo huyễn ảnh tiến hóa nhị trọng huyễn ảnh và không thể tiến hóa thêm được nữa số lượng huyễn ảnh triệu hồi một tăng tới hai huyễn ảnh kế thừa lực tấn công từ bốn mươi phần trăm tăng tới sáu mươi thời gian duy trì từ ba mươi giây tăng tới sáu mươi giây nhận ra thử nghiệm của mình đã thành công thẩm thanh thốt lên Đệt con mọi nó vậy mà lại được thật phân ra rồi ảo ảnh cũng có thể sử dụng tiến hóa chủ động nhìn thấy những thứ này linh nhi không thể tin được nên trực tiếp hỏi thẩm thanh là cậu ấy đang bật hách hay sao mà có thể dễ dàng làm mọi chuyện như vậy thanh niên nạp vip thẩm thanh này nhẹ nhàng nói với linh nhi đừng đùa nữa cậu cho rằng hách cũng chưa chắc đã đỉnh được như cậu ta nói xong cậu yêu cầu linh nhi hãy đánh giá lại một chút tỷ lệ thắng của cậu ta bây giờ linh cho biết cậu ta đang rất lợi hại đã có 20% rồi Nghe vậy thì Thẩm Thanh vẫn chưa hài lòng với con số này, cậu muốn làm cho con số này biến lớn thêm một chút nữa, cậu quyết định tiếp tục tiến hóa Thất tinh liên chu tiễn. Sau khi tiến hóa Thất tinh liên chu tiễn đã trở thành Thất tinh liệt diễm tiễn, với kỹ năng này thì vẫn sẽ bắn ra 7 mũi tên về đối phương, mỗi mũi tên đi kèm với sát thương thực tế và hiệu ứng cháy. Tối đa 1% máu của kẻ thù, mỗi mũi tên kéo dài 1 giây, tổng cộng sẽ được 7 giây. Đọc xong thông báo này tên ngốc Thẩm Thanh có chút hơi thất vọng, bởi vì cậu ta nghĩ tiến hóa kỹ năng này thì từ 7 mũi tên sẽ biến thành 8 mũi tên cho đúng quy trình. Lúc này cô Nhóc Linh Nhi thông báo với cậu tỷ lệ thắng đã tăng tới 34% rồi, và màn hình của Thẩm Thanh cũng thông báo hoan ảnh đã cài đặt xong. Thẩm Thanh cảm thấy cài đặt lần này có chút hơi nhanh, nhưng vừa hay, Thẩm Thanh muốn dùng luôn lần tiến hóa chủ động còn lại, cậu ra lệnh cho Huyễn Ảnh sử dụng tiến hóa chủ động một lần nữa. Nhưng rất tiếc cho cậu hệ thống bất ngờ thông báo đang cài đặt, không thể sử dụng vào lúc này. Thẩm Thanh bắt đầu phân tích, chẳng lẽ nói Huyễn Ảnh là kế thừa thuộc tính cùng kỹ năng cài đặt của bản thể? vừa rồi bản thể sử dụng quá trình tiến hóa chủ động cho nên tiến hóa chủ động của huyễn ảnh cũng tiến vào cài đặt sau khi phân tích thẩm thanh quyết định lần sau trước khi sử dụng phải dùng hai lần thăng cấp cho huyễn ảnh trước mới được nghĩ xong thẩm thanh vội vã kêu linh nhi mau chóng lên đường với mình cậu muốn đi thay đổi cách khác để nâng cao tỷ lệ thắng linh nhi thắc mắc cậu muốn đi đâu nhưng thẩm thanh không nói cậu chỉ cho biết cô ấy cứ đi theo mình là được thẩm thanh dắt linh nhi tới một con sông gần đó rồi bất ngờ cậu bắn một mũi tên xuống nước xuyên thẳng qua đầu một con cá sấu đang bơi dưới sông Thẩm Thanh tỏ ra vui vẻ khi đã bắn trúng mục tiêu. Lúc này hệ thống thông báo: "Thẩm Thanh nhận được thịt cá xấu tiến hóa bị động thành thịt cá xấu cao cấp. Phục hồi 200 điểm sinh mệnh và 20 điểm ma pháp, tăng 30% tốc độ di chuyển. Sức mạnh và nhanh nhẹn tăng 10%, hiệu lực kéo dài 30 giây." Nhìn thấy vậy, Linh Nhi cảm thấy rất phấn khích vì sắp được ăn thịt cá. Thẩm Thanh vung tay khởi động huyễn ảnh, cậu nói với cô bé Linh Nhi cứ yên tâm, lát nữa đảm bảo sẽ cho cô ấy ăn no. Một tiếng sau, cuối cùng linh nhi cũng được lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình linh nhi cho biết đây lần đầu tiên mà cô được ăn nhiều thịt cá ngon như vậy thẩm thanh nghe vậy thì nói cho cô ấy biết điều này là đương nhiên những thứ này đều là thịt cá cao cấp đã tiến hóa sau khi được ăn no như vậy thì độ thiện cảm của linh nhi đối với thẩm thanh cũng được tăng thêm 100 điểm thẩm thanh nhìn vào màn hình phân tích hiệu suất của ba huyễn ảnh quả là cao nhìn võ hai sở nhiều vật phẩm khôi phục như vậy thẩm thanh nghĩ có lẽ. linh nhi ngập ngừng nói với cậu ở tầm khoảng 40%. Nghe vậy tên ngốc Thẩm Thanh này liền quyết định sẽ lên đường đi giết chết con hàng Lang Vương ngay bây giờ luôn cho nóng. Cậu nhanh chóng lên đường, Linh Nhi cũng vội vã chạy theo cậu, nhưng lúc này bất ngờ có những bóng đen đang đứng núp phía sau quan sát hành động của cậu. Thì ra đây là một nhóm người của một bang hội nào đó. Bên phía Thẩm Thanh cuối cùng Linh Nhi cũng dẫn đường cho cậu ấy đến được hang ổ của con hàng Bạch Lang Vương. Thẩm Thanh nhanh chóng triệu hồi ra huyễn ảnh của mình. Cậu sử dụng huyễn ảnh của mình để khởi động cạm bẫy tử vong. Thời gian duy trì của huyễn ảnh là 60 giây. Thời gian cài đặt của cạm bẫy tử vong là 30 giây cũng có nghĩa là mỗi lần triệu hoán ra huyễn ảnh, mỗi một huyễn ảnh có thể đặt cạm bẫy hai lần. Vậy thì một lượt sẽ là bốn cái, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế. Chính là thiên la địa võng. Linh Nhi thấy vậy nói với Thẩm Thanh, anh à anh cũng huynh hoang quá rồi đi, nhưng có hơi kỳ lạ, tỷ lệ giành được thắng lợi lại không hề tăng lên. Thẩm Thanh cầm miếng thịt cá xấu lên ăn để bổ sung ma pháp cho mình và giải thích cho Linh Nhi biết tại sao mình lại huynh hoang như vậy là vì tốc độ của Lang Vương lang Vương kia quá nhanh làm như vậy mới khiến cho nó không thể chạy được đi đâu được nhưng linh nhi cho biết tỷ lệ thắng vẫn chưa đạt tới một nửa thẩm thanh cho rằng việc còn lại bây giờ cứ giao cho nơi này đi thẩm thanh nhanh chóng yêu cầu linh nhi mau chạy đến trốn sau cái cây đằng kia cậu ấy cho biết mình đã đặt mấy cái bẫy để bảo vệ linh nhi cậu dặn dò cô ấy lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng ra sau khi chuẩn bị xong tất cả thẩm thanh bước tới cửa hang hét lớn vào bên trong ra đây chịu chết đi bạch lang vương tiếng hét đã nhanh chóng vang vọng đến tai của con hàng bạch lang vương này nó cũng không ngần ngại mà trực tiếp bước ra khỏi hang ổ của mình con hàng này vậy mà cũng chiến đấy nhìn thấy nó đi ra thẩm thanh vui mừng thầm nghĩ đi ra ngoài là mày sẽ trúng cạm bẫy của tao nhưng con hàng này cũng rất là khôn trước khi ra khỏi cửa thì nó dùng chiếc mũi thính của mình để ngửi xung quanh sau khi người xung quanh dường như nó đã nhận ra được gì đó không lành cho mình nên đã nhẹ nhàng bước chân lùi lại vào hang con hàng này vậy mà cũng khôn ngoan phết nhìn thấy nó quay lại hang ổ thẩm thanh thầm nghĩ tính cảnh giác của tên này cũng cao thật cậu quyết định sẽ bước tới khiêu khích nó một lần nữa cậu hét lớn vào trong hang sao đường đường là lang vương lại co đầu rụt cổ như vậy bên này linh nhi quan sát thẩm thanh và thẩm nghĩ ta ngược lại muốn xem xem anh có bản lĩnh gì nếu như anh thật sự có bản lĩnh thì về sau sẽ gả cho anh nhưng bất ngờ trong bóng tối đằng sau lưng cô có một cánh tay đang muốn bắt lấy cô sau khi bị phát hiện thì tên kia đã bỏ tay bụng miệng linh nhi ra vừa được buông tay ra thì linh nhi đã hét lớn lên thả ta ra mau tên cồn lùi này tên cầm đầu sách linh nhi lên và nói với đám đàn em của mình con nhóc này hung hăng thật đấy thì ra cạm bẫy của thẩm thanh được kích hoát là do đám đàn em của tên kia đã dẫm vào nó lúc này thẩm thanh cũng bước tới yêu cầu đám người này hãy thả linh nhi ra linh nhi cũng nói theo với cậu ấy đúng vậy ta là trẻ vị thành niên cẩn thận ta gọi ông xã đánh chết các người nghe cô nhóc hỉ mũi chưa sạch này vậy mà lại có ông xã tên lão đại ngạc nhiên hỏi linh nhi bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện ông xã ở đây thẩm thanh cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành đến với mình cậu thầm nghĩ tiêu rồi đừng không phải con nhóc này đang chỉ mình chứ sợ chuyện gì là chuyện đó đến linh nhi nhìn thẳng vào thẩm thanh hét lớn ông xã mau cứu ta có người xấu thẩm thanh xấu hổ đến mức phải thốt lên đệt mợ bà cô cô tha cho con đi mà nhìn thấy nhóc con này mà lại gọi thẩm thanh là ông xã cả đám người kia cười phá lên nói với nhau con nhóc này gọi hắn ta là ông xã ngay cả con nhóc cũng không bỏ qua đề tiện lúc này tên lão đại hỏi thẩm thanh rằng cậu ấy có biết địa bàn này thuộc về ai không thẩm thanh nói rằng mình biết đây là địa bàn của bang thanh xà nghe thẩm thanh nói biết thì tên lão đại gia rẻ nói nếu đã biết còn dám tới đây luyện cấp hắn ta bước tới gần thẩm thanh nói với cậu ấy ban ngày mấy anh em của hắn bị tập kích ở khu vực này nên hắn hỏi thẩm thanh có liên quan đến chuyện này hay không thẩm thanh chán nản hỏi ngược lại hắn ta anh em của các anh bị giết thì liên quan gì tới tôi hắn ta quan sát thẩm thanh và cho rằng nhìn bộ dạng nhất gan này của cậu ấy cũng không thể giết chết bốn năm người anh em của hắn được hắn thắc mắc hỏi thẩm thanh mục đích tới đây của cậu ấy là gì Thẩm Thanh lúc này nhìn thấy con nhóc Thối Linh Nhi vẫn còn ở trên tay hắn nên cậu quyết định vẫn phải hạ giọng điệu thấp một chút thì hơn. Cậu bắt đầu sộn lào với tên lão đại kia, cho rằng mình vào đây không có việc gì chủ yếu là đi dạo mà thôi. Nhưng tên lão đại này không dễ bị dắt như vậy, hắn ta liền nói với Thẩm Thanh, nói bậy, chắc chắn có một con bốt ẩn gì đó ở đây, mặc dù không biết cậu lấy thông tin từ đâu nhưng tất cả quái vật và lợi ích trong khu vực này đều thuộc về chúng tôi. Nhìn thấy đám đầu bò này cứ liên tục ra rẻ như vậy, Thẩm Thanh thắc mắc tự hỏi, đám bang ngu ngốc này rốt cuộc là từ đâu tới, cho các anh các anh có thể đánh được không? Suy nghĩ một lúc cậu quyết định sẽ để cho đám ngốc này quần nhau với bốt trước, sau đó cậu ấy thu hoạch sau cũng không phải không được, trước mắt vẫn là bảo đảm an toàn cho con nhóc thối linh. Nhi trước đã, nghĩ xong cậu nói với đám người kia, như vậy đi, các anh thả cô ấy ra bốt ẩn sẽ thuộc về các anh được không? Nhưng tên cổn lùi lão đại này được nước lấn tới tiếp tục ra rẻ nói, nực cười, cậu đang nói điều kiện với tôi, cậu có biết tôi là ai không? Nhưng mấy tên nhãi nhép này thì làm sao mà thẩm thanh biết? Cho được, cậu giả bộ hạ giọng hỏi danh tính của hắn ta. Con vợ đi cùng tên lão đại nghe thẩm thanh hỏi thì lên giọng nói, Dương Thành tam thiếu mà cậu cũng không biết, thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn thứ hai Dương Thành. Cường giả đứng thứ 27 thiên bảng. Thì ra tên này chỉ là hạng tép riêu đối với thẩm thanh, thẩm thanh còn tưởng rằng là nhân vật gì. Cậu nhớ tập đoán Dương Thành là một tầm đoàn mà gia đình cậu chiếm tới 40% cổ phần. Cha của tên ngốc kia thấy thẩm thanh cũng phải khách sáo vậy mà thằng con lại ra vẻ ở đây mặc dù đã biết danh tính của tên đầu bò này nhưng linh nhi vẫn còn trong tay hắn thẩm thanh vẫn chỉ có thể hạ giọng hỏi hắn ta ý của hắn ta là gì tên đầu bò lão đại vẫn chưa biết trời cao đất dày mà trực tiếp yêu cầu thẩm thanh giao tất cả đồ đạc và tiền bạc trên người cậu ấy ra hắn ta cho rằng đây là trừng phạt đối với việc cậu ấy không tuân thủ quy củ nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó thẩm thanh cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa vốn cậu ấy không muốn làm lớn chuyện nhưng tên đầu bò kia làm như vậy quả thật có hơi được đằng chân lân đằng đầu thẩm thanh quyết định sẽ cho bọn chúng một bài học nhớ đời chưa kịp đợi cho thẩm thanh ra tay dạy dỗ đám người này thì tiếng gầm của con hàng bạch lang vương trong hang động đã vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người con vợ đi bên cạnh lão đại thấy vậy liền nói với hắn ta trong động quả nhiên có bốt ẩn thẩm thanh cũng hết nói nổi với đám ngốc này chuyện này ban nãy cậu đã nói một lần rồi mà mấy người này lại ngạc nhiên như vậy lúc này con vợ lão đại này ra vẻ với đám em Hắn ta đứng lên phía trước hét lên với đám đàn em. Được rồi, thanh xà bang chúng ta ai cũng đều là tinh anh, tôi muốn dẫn dắt các cậu lên thiên bảng. Thanh xà đó là vô địch, xông lên cho tôi. Theo lời kêu gọi của con vợ này đám đàn em ồ à theo hắn lao lên vào bên trong. Trước khi đi bọn chúng trả con dâu nuôi từ nhỏ Linh Nhi này lại cho thẩm thanh và bọn chúng nói sẽ quay lại tính sổ sau với thẩm thanh. Đúng là một đám không biết lượng sức mình. Nhìn vào đám ngốc này thẩm thanh thắc mắc không hiểu tại sao cái đám ngu này lại tăng được tới cấp bậc này hơn nữa nói đánh bốt ẩn mà không hề chuẩn bị chút nào cả ngay cả việc khảo sát sơ lược địa điểm cũng không làm thẩm thanh thầm nghĩ nếu như mà đạp vào cạm bẫy của cậu ấy thì cậu ấy mong rằng đám người kia đừng có trách mình bởi vì căn bản là do bọn họ quá ngu nên mới bị như vậy đúng như thẩm thanh dự đoán đám đầu bò này đã dẫm hết vào cạm bẫy mà thẩm thanh đã tạo ra con hàng bạch lanh vương đã ra đứng trước mặt đám ngốc kia tên ngốc lão đại vẫn đang loay hoay không có cách nào thoát ra được khỏi cạm bẫy của thẩm thanh con vợ đàn em đi cùng nhìn thấy bạch lang vương liền dùng kỹ năng nhìn thấu nhược điểm sau khi biết con hàng bạch lang vương cấp 20, hắn ta hốt hoảng hỏi tên ngốc lão đại phải làm sao bây giờ lão đại ngốc này nhìn thấy đàn em hoảng sợ như vậy thì vẫn cố ra vẻ với đàn em hắn ta nói với tên đàn em vẫn còn mình ở đây thì sợ cái đết gì lão đại ngốc này đã nạp tiền để mở thiên phú ẩn của chiến sĩ người khổng lồ cuồng bạo hắn ta cảm thấy mình không thể để mất mặt như vậy được nên đã trực tiếp sử dụng kỹ năng cuồng bạo gồng cơ thể mình căng lên khiến cho lớp áo bên ngoài rách toạt ra để lộ ra cơ thể vô cùng săn chắc. Kỹ năng này của lão đại tạo nên một huyễn ảnh khổng lồ đứng đối đầu trực diện với con hàng Bạch Lang Vương. Theo hệ thống của Thẩm Thanh phân tích thì đây là người khổng lồ cuồng bạo, kỹ năng chủ động. Sau khi sử dụng ngay lập tức tăng 130% sức mạnh, 150% lực tấn công và 30 điểm phòng. Thủ, nhưng giảm 100% tốc độ. Kích thước cơ thể tăng lên hiệu quả biến hình sẽ tăng theo sức mạnh. Thời gian duy trì kỹ năng này là 30 giây. Thẩm Thanh hơi bất ngờ, cậu thầm nghĩ vậy mà trong game này còn có loại năng lực như thế này nhìn thấy thẩm thanh cứ đứng nhìn hai con vợ kia chiến đấu thì linh nhi nhắc nhở cậu ấy đừng quên nhiệm vụ mà bọn họ đã nhận nhưng thẩm thanh cho rằng không cần phải gấp cậu muốn đứng quan sát và muốn ngư ông đắc lợi lúc này nhìn thấy lão đại của mình biến hình một cách ngầu lòi đám đàn em đằng sau trầm trồ khen ngợi lão đại của mình tam thiếu lợi hại thật tam thiếu vô địch thanh xà bang muôn năm được sự cổ vũ của đàn em ý chi chiến đấu của tên ngốc tam thiếu này được bút tăng lên hắn ta thẩm nghĩ dù thể hình của con hàng bạch lang vương kia có to lớn thế nào thì hắn cũng có thiên phú cường hóa tuyệt đối về sức mạnh hơn nữa hắn nghĩ đám người của bọn hắn đông người lại có trị liệu hỗ trợ trừ khi bạch lang vương có thể giết sạch trong nháy mắt thì mới đánh bại được hắn ta nhưng đời không như là mơ chỉ vừa nghĩ tới đó thôi chưa kịp thể hiện gì thì con hàng bạch lang vương đã tấn công bất ngờ một đòn chí mạng vào người của tên ngốc tam thiếu chỉ trong nháy mắt cánh tay của bạch lang vương đã đâm xuyên thủng qua người của tam thiếu tên ngốc này vậy mà lại yếu đến như vậy. Theo hệ thống của Thẩm Thanh phân tích thì đây là chiêu Cương Phong Lang Trảo, gây 800 sát thương trong nháy mắt, tốc độ của chiêu thức này là 0.7 giây. Bỏ qua phòng thủ, tên ngốc lão đại tam thiếu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ trong nháy mắt hắn ta đã nằm gọn trên tay của Bạch Lang Vương và đã mất đi 800 điểm máu trên tổng số 880 điểm máu của mình. Con hàng Bạch làm Vương cảm thấy tên lão đại này quá yếu ớt nên đã thẳng tay ném hắn ta sang một bên mấy con vợ đàn em đằng sau nhìn thấy lão đại mình vậy mà lại dễ dàng bị hạ gục như vậy thì vô cùng hốt hoảng nhưng mấy con vợ này vậy mà lại bỏ mặt lão đại của mình mà ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để trốn khỏi con hàng bạch lang vương thẩm thanh nhìn thấy thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu với tình nghĩa anh em sộn lào của đám người này đây là lý do cậu không muốn tham gia bất cứ bang hội nào bởi vì cậu cho rằng đám người này chỉ là một lũ ô hợp nhận ra đám người kia đang bỏ chạy thì con hàng bạch lang vương gầm lên những âm thanh vang vọng cả cánh rừng Tiếng gầm này của nó vậy mà là triệu hồi ra một bầy chó sói. Đám chó sói này phi thật nhanh đuổi theo đám đàn em kia. Con vợ bưởi to nhìn thấy đám sói này chỉ cấp 2 thì cho rằng cần gì phải sợ nên cô yêu cầu mọi người hãy quay lại cứu lão đại. Nhưng tên đi cùng đã chửi vào mặt cô. Cô điên rồi à, nhiều sói thế này đánh sao nổi hơn nữa lão đại đã bị giết rồi, chạy mau thôi. Nghe hắn ta nói có vẻ hợp lý, nhưng con vợ bưởi to này vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho lão đại của mình nên cố ngoái nhìn lại xem tình hình tên trùng đầu đi cùng không đợi được nữa mà đã kéo tay cô chạy đi và nói với cô ngay cả làm kẻ nịnh nọt cũng phải đúng lúc mặc dù bỏ mặc lão đại lại như vậy nhưng hắn ta vẫn ngoái lại nhìn xin lỗi lão đại của mình nhưng khi nhìn lại thì hắn ta bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt mình hắn ta thắc mắc không hiểu tại sao thẩm thanh lại liều mạng đứng chặn đường của bạch lang vương thẩm thanh lúc này bước lại gần con hàng bạch lang vương quan sát cậu cảm thấy con hàng này cũng không tồi nó còn thông minh hơn cậu ấy tưởng nó đã định dùng cạm bẫy của thẩm thanh để đối phó với kẻ thù giết sói con của nó nhưng tiếp theo đối thủ của nó sẽ là thẩm thanh nó sẽ không có cơ hội để sử dụng sự khôn lõi này của mình nữa tên lão đại vậy mà vẫn chưa chết hắn ta nhìn thấy thẩm thanh bước lên chiến đấu với bạch lang vương thì thầm nghĩ trong lòng tên này điên cuồng như vậy sao không những không chạy mà còn định đối đầu trực diện thôi trò này không liên quan đến mình cứ tiếp tục giả chết vậy con hàng bạch lang vương cũng đã nhìn thấy thẩm thanh vào tầm mắt của mình nó triệu hồi một bay sói con xông lên tấn công thẩm thanh nhưng bọn chúng chỉ là sói con con Thẩm Thanh là hổ già, cậu trực tiếp thi triển chiêu thức Bạch Hổ của mình, một huyễn ảnh bạch hổ khổng lồ xuất hiện sau lưng cậu. Chỉ vừa mới xuất hiện, uy lực của bạch hổ đã làm cho bầy sói con văng ngược hết trở ra. Chưa dừng lại ở đó, Thẩm Thanh trực tiếp bay lên bắn thẳng hai mũi tên vào con hàng bạch lang vương. Con hàng này vậy mà lại né được mũi tên của Thẩm Thanh một cách dễ dàng. Tốc độ này của nó có vẻ vượt quá khả năng ngắm bắn của Thẩm Thanh rồi. Nếu bây giờ Thẩm Thanh không khống chế được thì cậu không thể bắn trúng được nó được. Bất ngờ con hàng này không đợi cho Thẩm Thanh tấn công mình trước, mà trực tiếp lao lên dùng tuyệt chiêu cương phong lợi trào của mình cào vào thẩm thanh và khiến cho cậu ấy bị bất ngờ không thể phản ứng kịp linh nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hốt hoảng lo lắng cho thẩm thanh vậy mà nó đã phá được lớp hộ thuẫn bên ngoài của thẩm thanh và đâm thẳng xuyên qua người cậu cảm thấy đã đánh bại được thanh niên nạp vip này nên nó khoái chí cười khà khà nhưng thanh niên nạp vip như thẩm thanh thì không dễ dàng bị hạ gục như vậy cậu nở một nụ hỏi nó mày thích cười à con chó thẩm thanh cho biết rằng cú tấn công này cũng không phải là cậu không né được nhưng nếu mà cậu né thì thì thẩm thanh không thể dụ nó vô cái bẫy của mình để có thể khóa mục tiêu lại được lúc này khi đã khóa được mục tiêu lại hai huyễn ảnh của thâm thanh bay lên sử dụng chiêu thất tinh liệt diễm tiễn bắn một mưa tên lửa xuống người con hàng bạch lang vương những mũi tên sáng rực lửa bắt đầu găm vào người của bạch lang vương khiến cho nó đau đớn ngửa cả người mình ra không chịu được nữa nó đành phải buông tay thả thẩm thanh ra và lướt thật nhanh tìm cách thoát thân nhưng những mũi tên này của thẩm thanh có chức năng định hướng từ xa và nó nó đã bị khóa mục tiêu nên lần này nó không dễ dàng né được như lúc này sau khi bị ném sang một bên thẩm thanh bình tĩnh ngước đầu lên kêu con hàng bạch lang vương cậu hỏi nó có sảng khoái với món quà mưa tên này của cậu hay không con hàng bạch lang vương sau đòn tấn công vừa rồi thì đã mất đi một lượng máu rất lớn và lửa từ những mũi tên gây ra còn bám trên người nó khiến cho nó rất giận dữ và thẩm thanh cho biết thêm cậu ấy đã dùng ảo ảnh đặt bẫy xung quanh đây rồi con hàng này muốn chạy bây giờ là điều không thể nào thẩm thanh lấy ra một một miếng thịt cá xấu để bổ sung sinh lực ma lực cho mình sở dĩ cậu ăn miếng cá xấu này là vì cậu muốn thử độ kiên trì ai chớp mắt lâu hơn với con hàng bạch lang vương nhưng con hàng này không phải dạng vừa như thẩm thanh nghĩ những cái bẫy này không làm khó nó dễ dàng như vậy được sau khi chớp mặt một cái cả cơ thể nó đã tàn hình trước mặt của thẩm thanh thẩm thanh vô cùng bất ngờ với khả năng này của nó cậu không thể tin được nó có thể tàn hình trước mặt mình như vậy chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác đã đến nó đã dịch chuyển ra sau lưng của thẩm thanh mà cậu không hề hay biết đến khi cậu quay mặt lại nhìn thì mọi chuyện đã quá trễ rồi nó đã đứng phía sau và tung cho cậu một cú đấm chí mạng lúc này thẩm thanh mới nhớ ra đây là chiêu thức mà nó đã sử dụng để hạ gục mấy tên lâu la trước kia nó đấm thẩm thanh văng ra xong nó tiếp tục thắt ẩn thắt hiện lao về phía cậu tốc độ của nó quá nhanh thẩm thanh không thể nào quan sát kịp hướng di chuyển của nó nó cứ liên tục tấn công thẩm thanh một cách chủ động từng đòn từng đòn được tung vào người thẩm thanh mà cậu không thể nào phản kháng lại được đánh một lúc thì nó cảm thấy hơi mỏi tay nên đã tung một đòn muốn kết liễu thẩm thanh khiến cậu văng thật mạnh xuống mặt đất thẩm thanh lúc này cảm thấy nếu cứ tiếp tục bị liên tiếp tấn công như vậy thì cậu không thể nào sống sót mà hoàn thành nhiệm vụ lần này vì bây giờ lượng máu trong người cậu chỉ còn hơn một nữa nhưng con hàng này vẫn chưa có ý định dừng tay lại nó đang đứng ngay phía sau lưng của thẩm thanh và không đợi được nữa nó tiếp tục lao lên với ý định tấn công thẩm thanh liên hoàn như lúc nãy bất ngờ một dây xích sắt đã trói chặt tay của nó lại đó chính là cái bẫy của thẩm thanh đã chuẩn bị sẵn chỉ cần nó lao vào thì sẽ tự động kích hoạt thẩm thanh cho biết chiêu di hình đổi bóng của con hàng này quả nhiên rất lợi hại Tiếc là nó chỉ có năng lực chiến đấu tầm gần, Thẩm Thanh chỉ cần đặt bẫy dưới chân mình, nếu nó lao vào tấn công cậu nhất định sẽ kích hoạt và khóa chặt nó lại. Lúc này sau khi đã khóa chặt nó lại một chỗ Thẩm Thanh giơ cung mình lên, đã đến lúc cậu trả lại những gì mà nó đã tấn công vào cơ thể mình, cậu tung một mũi tên uy lực bay thẳng vào mặt nó. Cú bắn vừa rồi đã làm cho nó vô cùng giận dữ, lửa giận dữ dâng trào lên đỉnh điểm nên nó đã trực tiếp phá xích sắt của Thẩm Thanh và lao ra ngoài. Bất ngờ nó lao tới đâm thẳng vào ngực Thẩm Thanh. Vậy mà cậu cũng không có bất kỳ phản ứng gì chỉ biết đứng im chịu trận. Trước tình huống này con hàng Bạch Lang Vương cũng hơi thắc mắc tại sao thanh niên này lại không né đòn của mình. Lúc này Thẩm Thanh cho biết rằng cậu ấy biết bẫy không thể khống chế được nó, cho nên cậu ấy mới không né tránh. Thẩm Thanh muốn dùng thân thể của mình để khống chế con hàng này và cậu chỉ cần 3 giây thôi là đủ để hạ nó rồi. Sau khi Thẩm Thanh nói xong thì hai huyễn ảnh mà cậu chuẩn bị đã đứng sẵn sàng chiến đấu ở trên đầu của Bạch Lang Vương, nhận ra đã đạt được mục đích thẩm thanh cũng nhanh chóng đẩy người thoát ra khỏi móng vuốt của bạch lang vương màn hình của thẩm thanh lúc này hiện lên thông báo bẫy đã được kích hoạt bạch lang vương đã bị khóa chặt trong tầm ngắm của thẩm thanh bằng tất cả sự phẫn nộ của mình cậu kéo căng dây cung sử dụng kỹ năng thất tinh liệt diễm tiễn đòn tấn công lần này không chỉ có cậu mà còn có hai huyễn ảnh của cậu nên số lượng mũi tên lần này đã lên tới 21 phát liên tiếp thẩm thanh buông tay và cứ thế 21 mũi tay mang theo lượng sát thương khủng khiếp cắm thẳng vào người của bạch lang vương Lúc này phía bên kia cánh rừng có hai người đang đi tìm kiếm nơi soi tụ tập để pham kiếm điểm kinh nghiệm. Mặc dù cả hai đứng rất xa với vị trí của thẩm thanh nhưng vụ nổ mà đón tấn công của thẩm thanh gây ra quá lớn thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn thấy vụ nổ lớn như vậy cả hai còn cho rằng với đám mây hình nấm như thế này, chắc chắn trò chơi này đang gian lận và cho phép sử dụng bom nguyên tử. Cả hai hoàn toàn không biết uy lực này là do top 1 server của họ tạo ra. Linh Nhi vô cùng thích thú với đòn tấn công mạnh mẽ này của thẩm thanh cuối cùng thẩm thanh cũng thắng được con hàng bạch lang vương khó nhai này nhưng cậu chưa vội kết liễu nó cậu vẫn chừa cho nó một chút máu trên người bất ngờ thẩm thanh bắn một mũi tên sượt qua vị trí của tên ngốc tam thiếu này đang giả chết khiến cho hắn ta hoảng hốt bật dậy hắn ta hốt hoảng hỏi thẩm thanh anh 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 lại còn sống chẳng lẽ anh đã giết chết bạch lang vương thẩm thanh cũng cho hắn biết rằng mình đã hạ gục được bạch lang vương và nó bây giờ đang nằm thoi thóp bên kia nghe thẩm thanh nói vậy thì tên ngốc tam thiếu này sợ đến mức xanh mặt cầu xin thẩm thanh oa oa đại ca tha mạng là tại tôi có mắt như mù nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của tên ngốc này thẩm thanh nói với hắn cậu có thể không giết hắn thậm chí cậu còn có thể cho hắn ăn kinh nghiệm của bạch lang vương nhưng cậu cần hắn ta giúp mình làm một việc nhưng mà việc này thẩm thanh hiện giờ vẫn chưa thể nói cho hắn ta biết được thẩm thanh nói với tam thiếu đến lúc thời cơ chín mùi thẩm thanh tự nhiên sẽ tìm cách thông báo cho hắn biết nói xong thẩm thanh chìa thẳng mũi tên vào mặt tên ngốc tam thiếu hỏi có đồng ý hay là không đồng ý Tên ngốc Tam thiếu lúc này đã sợ đến mức mặt cậu ta tái xanh không còn một giọt máu. Sở dĩ Thẩm Thanh lại ra điều kiện như vậy với Tam thiếu là vì, không lâu sau, Thiệu Thiên Tài sẽ âm thầm liên kết với những người trong các tập đoàn khác của công ty, để tước đoạt vị trí của Thẩm Thanh. Gia tộc của gia đình Tam thiếu tuy thế lực không lớn nhưng dễ thu phục hơn, giúp Thẩm Thanh tranh thủ thời gian. Thuộc tính game có thể mang về hiện thực là chuyện. Nửa năm sau, Thẩm Thanh phải trong nửa năm này bình an thăng cấp. Tên ngốc Tam thiếu mặc dù sợ là vậy nhưng cậu ta vẫn dè chừng hỏi Thẩm Thanh: nhưng mà nếu ta đồng ý ngay lập tức chắc ngươi cũng sẽ lập tức bắn chết ta nhỉ đương nhiên rồi ít nhất người cũng xuất thân là thương nhân mà không đưa ra điều kiện gì mà đồng ý tuyệt đối không thể là thành tâm được hơn nữa ta cũng không dám trọng dụng những kẻ không tham lam nghe thẩm thanh nói vậy tam thiếu cũng tin theo lời cậu ấy không rè chừng nữa mà cười nói hay he đã là đại ca hiểu ta như vậy vậy ta cũng không giấu giếm nữa chỉ cần ngươi có thể giúp ta thăng cấp duy trì vị trí đại ca của thanh xà bang những việc trong khả năng ta nhất định sẽ đáp ứng. Nghe Tam Thiếu đã đồng ý nên Thẩm Thanh cũng không chần chừ mà thi triển kỹ năng của mình kéo căng cung của mình ra. Cậu dùng thất tinh liệt diễm tiễn bắn thẳng vào Bạch Lang Vương để kết thúc sinh mệnh của đó. Thì ra lúc này cậu mới kết liễu Bạch Lang Vương là vì cậu muốn dùng điểm kinh nghiệm của Bạch Lang Vương dụ dỗ Tam Thiếu đồng ý với điều kiện của mình. Sau khi đã kết liễu Bạch Lang Vương, màn hình Thẩm Thanh hiện lên thông báo tiêu diệt vượt cấp, tăng từ cấp 13 lên cấp 15 hiện có 14 điểm thuộc tính chưa phân bổ. Thu được danh hiệu chiến binh sát lang với danh hiệu này, Dân làng sẽ biết ơn Thẩm Thanh vô cùng và bên màn hình của Tam thiếu cũng thông báo cậu ta trực tiếp được thăng từ cấp 8 lên cấp 10. Thẩm Thanh nhanh chóng thu thập toàn bộ chiến lợi phẩm lần này của mình mình lại. Tam thiếu thì lần đầu được cảm giác nạp vip như vậy nên vội cảm ơn Thẩm Thanh. "Cảm ơn đại ca, tình nghĩa này đệ nhất định sẽ báo đáp." Nghe hai chữ đại ca này Thẩm Thanh cảm thấy rất là ngứa tai nên đã yêu cầu Tam thiếu đừng gọi mình là đại ca bởi vì cậu ấy không nhận đệ, và Thẩm Thanh cũng không quên cảnh cáo Tam thiếu lần sau nếu dám mượn danh cậu ấy làm chuyện xấu cậu ấy nhất định sẽ khiến cho tên tam thiếu này sống không bằng chết tam thiếu nghe vậy sợ hãi nói với thẩm thanh để không dám để thay mặt thanh xả bang thể sống chết trung thành với đại ca xử lý xong chuyện với tam thiếu thẩm thanh gọi linh nhi đang ngồi bên kia lại để trở về thôn trước khi đi thẩm thanh dặn dò tam thiếu đợi thời cơ chín mùi cậu ấy sẽ báo cho cậu ta tam thiếu ngốc này nhìn vậy nhưng cũng rất biết ơn thẩm thanh cậu ta cúi người nói theo thẩm thanh tình nghĩa của đại ca để sau này nhất định sẽ báo đáp giải quyết xong tên ngốc tam thiếu kia thì bây giờ thẩm thanh phải đối mặt với cô báo linh nhi này vì nhìn thấy sự lợi hại của thẩm thanh nên linh nhi nói với cậu ấy he he anh vừa đẹp trai lại giỏi giang em quyết định rồi đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta chồng ơi nghe cô bé này gọi mình là chồng thì thẩm thanh vô cùng giận dữ hết vào mặt linh nhi đủ rồi nha tôi đã nói là đùa thôi mà cô chỉ là npc thôi một đống dữ liệu mà thôi hơn nữa còn là trẻ con nữa cô cứ gọi tôi là chồng người khác nói tôi là ấu dâm rồi sao không được gọi như vậy nữa. Nghe một tràn liên thanh này của Thẩm Thanh thì Linh Nhi cũng có chút bực bội. Cô bé báo Linh Nhi này trực tiếp nhảy lên cắn vào cổ của Thẩm Thanh vì cái tội anh ta nói cô là con nít. Cô bé cho rằng mình bây giờ đã là một thiếu nữ. Thẩm Thanh cũng không nhân nhượng mà thẳng tay nhấc cô bé ra. Cậu thắc mắc tự hỏi chẳng biết thằng nào ngu ngốc thiết kế ra cô bé ngang bướng này. Cô bé thì liên tục cho mình là thiếu nữ nên Thẩm Thanh cũng hết cách đành bất lực chấp nhận với Linh Nhi cô ấy là thiếu nữ. Sau khi giải quyết xong chuyện Linh Nhi, Thẩm Thanh coi lại chiến lợi phẩm lần này của mình, Vật phẩm đầu tiên là một chiếc quần sói trắng, không yêu cầu chức nghiệp và người chơi cấp 15 có. Thể sử dụng, khi sử dụng vật phẩm này, tốc độ né tránh được cộng thêm 17 điểm, nhanh nhẹn cộng thêm 20 điểm và điểm đặc biệt là ở trạng thái đầy máu, tốc độ di chuyển tăng lên 100%. Với vật phẩm tốt như vậy Thẩm Thanh phải thốt lên, trời ơi, tốc độ di chuyển giờ lại tăng gấp đôi, vậy chẳng phải là bay lên trời rồi sao? Vật phẩm đầu tiên ngon vậy nhưng tới vật phẩm thứ hai chỉ là một cái vuốt sói thép tinh luyện bằng bạc, vật phẩm này dành cho chức Inu sát thủ và người chơi cấp 15 có thể sử dụng. Khi sử dụng được cộng 200% sát thương chí mạng, kỹ năng đặc biệt của nó là nhất kích tất sát có thể tức thời di chuyển đến phía sau kẻ địch để thực hiện tấn công bất ngờ. Đối với loại vật phẩm này thì Thẩm Thanh không hứng thú cho lắm. Cậu lại tiếp tục xem vật phẩm tiếp theo, đó là một mảnh da soi trắng tinh khiết theo như chú thích trên thông báo đây là đồ quý. Thẩm Thanh nhận ra được vật phẩm này chính là vật phẩm để giao nhiệm vụ, xem ra rất có giá trị. Tiếp theo là kỹ năng triệu hồi huyền thoại sói con, kỹ năng này không yêu cầu chức nghiệp, Người chơi cấp 10 là có thể sử dụng kỹ năng này, kỹ năng đặc biệt của kỹ năng này là triệu hồi hai con. Sói ảo. Sói có thể phát hiện đơn vị tàng hình và tấn công người chơi. Nhận thấy kỹ năng tốt như vậy Thẩm Thanh nhanh chóng nạp 20 đồng bạc để học kỹ năng này. Giờ thì cậu có thể chơi kiểu triệu hồi rồi, bây giờ trong đống vật phẩm thu được chỉ còn lại toàn là vật phẩm tiêu hao thôi. 3 đồng tiền pha lê, 42 đồng vàng, 17 đồng bạc. Bên phía thôn trang, cổ phụ nhân lo lắng cho Linh Nhi mà khóc lóc than trách sao giờ này Linh Nhi vẫn chưa về vậy khóc xong cổ phu nhân quay qua trách trưởng thôn đều tại trưởng thôn cả sao lại để cho đứa trẻ đi theo chứ đứa bé đó có trình độ gì chứ đi đánh với bạch lang vương nó chết chắc rồi thôn trưởng không thèm nghe lời than trách này của cổ phu nhân cô nhìn ra xa dường như trưởng thôn đã thấy gì đó thì ra là hai người thẩm thanh và linh nhi đã về đây nhìn thấy linh nhi đã trở về an toàn cổ phu nhân rất vui ôm chầm lấy cô bé thẩm thanh cũng nhanh chóng do nạp miếng da sói mà trưởng thôn yêu cầu trong nhiệm vụ của cậu cho trưởng thôn nhận được miếng da của bạch lang vương hay gây hại cho dân làng trưởng thôn cảm thấy rất vui cô không ngờ thẩm thanh thực sự làm được việc này lúc này cô cảm thấy xem ra cậu ấy không phải là người thường nhận xong được thứ cần nhận rồi nên trưởng thôn cũng quyết định sẽ giao ra thứ mà thẩm thanh yêu cầu đây là bản đồ cấp trung từ cấp 20 đến cấp 40, theo quy định sẽ mở cửa cho tất cả người chơi sau một tháng. Trưởng thôn cho rằng vì thẩm thanh nhất định muốn đi chịu khổ thì cô ấy quyết định sẽ giao cho thẩm thanh. Vì là bản đồ ẩn nên sẽ khó hơn bản đồ thường, tất nhiên phần thưởng cũng nhiều hơn trước khi đưa cho thẩm thanh trưởng thôn dặn do cậu ấy phải cẩn thận khi khám phá lúc này màn hình của thẩm thanh hiện lên thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành nhận lấy bản đồ mà mình cần trong tay thẩm thanh vui vẻ nói với trưởng thôn cứ yên tâm nhìn thấy thẩm thanh sắp đi cô bé linh nhi buồn bã chạy theo cậu ấy thẩm thanh nhìn thấy liền nói với cô bé sao thế con còn muốn đi cùng anh nữa à cổ phu nhân thấy vậy liền chăn ngang vào chửi thẩm thanh thằng chó này đừng có quyến rũ con gái nhà bà nữa nó chưa đủ tuổi đâu mày muốn bóc lịch không nhưng mê trai thì đầu thai mới hết cô ngốc linh nhi cãi lại mẹ nói với mẹ là mình muốn đi phượt cùng thẩm thanh thấy con gái mình cứ như vậy thì cổ phu nhân vội đuổi thẩm thanh đã lấy được thứ mình cần thì mau chóng lượn đi nhưng thanh niên thẩm thanh này vậy mà được voi đòi hai bà trưng cậu ta cho rằng da sói mà cậu đưa cho trưởng thôn này là bảo vật quý hiếm mà bọn họ chỉ cho cậu lại có một tấm bản đồ cậu cảm thấy hơi thiệt thòi trưởng thôn nghe vậy cũng vội nói với anh ta đừng có mà lợi dụng lúc này mà xin đều như vậy lúc này thẩm thanh quay lại nói với cô ấy Đừng nói khó nghe vậy chứ, ta chỉ đòi hỏi phần thưởng công bằng mà thôi. Đám người các người, nếu không ép một phen thì tuyệt đối không chịu giao ra đồ. Tốt, nói xong thẩm thanh lại tiếp tục bày ra chiêu trò hù dọa con nít của mình. Cậu vung kỹ năng của mình ra chiếu vào mặt trưởng thôn và hỏi cô ấy, các người lại báo đáp người anh hùng giết bạch lang vương như vậy sao, lại biết ơn như vậy sao. Trưởng thôn lúc này vì quá sợ hãi nên đồng ý giao ra đồ tốt cho thẩm thanh. Lần này thì thẩm thanh mới chịu chấp nhận vụ cho đổi làm ăn lần này và món đồ mà lần này cậu nhận được là kỹ năng sử thi đòn đánh mạnh mẽ khi dùng sẽ tích tụ 7 giây để đạt sát thương tối đa tầm bắn gấp đôi phạm vi tấn công lên đến 50%. xuyên thấu sát thương bằng 500%. nhận được thứ tốt như thế này làm cho thẩm thanh phải thốt lên oh my god quách đờ heo những thứ trong túi các người quả là rồng tranh hổ đấu mà nói xong cậu nhanh chóng thử kỹ năng này của mình cậu phóng ra một mũi tên khổng lồ bay về phía trước chiêu này của cậu vậy mà có thể trẻ đôi cả mặt nước ra và bắn xuyên qua một ngồi đồi cách xa hàng trăm mét thẩm thanh vô cùng kinh ngạc với kỹ năng này với kỹ năng thượng hạng như thế này thì thẩm thanh chắc chắn không thể bỏ qua được cậu liền nạp 20 đồng bạc để học được đòn đánh mạnh mẽ này cho mình trưởng thôn cho biết sở dĩ nó mạnh như vậy là vì đây là một loại kỹ năng sử thi cảm thấy đã đủ với mình nên thẩm thanh cũng quyết định sẽ rời đi khỏi nơi này trước khi đi cậu cũng không quên nói với linh nhi vài câu an ủi cô bé anh vẫn còn là ông chủ xã hội chủ nữa chưa hoàn toàn tư bản hóa vẫn còn chút lương tâm với người bỏ công sức ra nhóc con lần sau gặp lại nhé nhớ lớn lên nhé đợi nào bé lớn anh sẽ suy nghĩ lại việc cưới bé làm vợ nói xong thẩm thanh dùng kỹ năng lái gió của mình lướt như cơn sóng ở trên mặt nước nhanh chóng rời khỏi nơi đây cô bé linh nhi lúc này rất buồn cô cảm thấy rất ghét anh chàng bạc tình này chơi với cô xong rồi bỏ cô đi như vậy lúc này tại ngoại ô của thôn trang thẩm thanh theo chỉ dẫn của bản đồ thì cũng đã tới được nơi đây cậu nhanh chóng bước vào cổng dịch chuyển để đến địa điểm tiếp theo. Cổng dịch chuyển đã đưa Thẩm Thanh đến với thành phố Joy. Thẩm Thanh vừa tới đây thì đã nhận ra được đây là nơi mà kiếp trước cậu đã từng tới, như cậu biết thì ở đây có khá nhiều thứ tốt. Nhớ lại kiếp trước của Thẩm Thanh, vì khởi đầu quá tệ nên Thẩm Thanh đã bỏ lỡ hết bốt ẩn và nhiệm vụ nghề nghiệp ẩn của làng mới. Phải cay cấp 2 tháng trời mới vội vã đến được thành phố Joy này. Kết quả là những thứ tốt đã bị quét sạch rồi. Điều quan trọng nhất là, từ thành phố Joy trở đi, đạt cấp 40 và làm nhiệm vụ đặc biệt thì thuộc tính có thể mang về hiện thực. Nhưng may thay, vị trí của tất cả dương báo. Bốt và nfc hữu ích, Thẩm Thanh đã tìm hiểu rõ lúc đó rồi. Lúc này Thẩm Thanh nhớ lại ký ức buồn bã của mình mà thầm nghĩ, tên khốn thiệu thiên tài chờ đấy, tao sẽ sớm khiến mày nếm trải gấp bội mọi đau khổ của tao hồi đó. Trước khi đến thành phố Joy, Thẩm Thanh quyết định sẽ đi dọn dẹp lại ba lô của mình trước đã. Bởi vì ba lô của cậu bây giờ đang có rất nhiều vật phẩm không cần thiết nên cậu muốn bán hết những thứ tạp nhôm này để lấy tiền và nơi cậu muốn đến chính là chợ đấu giá vật phẩm vừa mới tới thì cô lễ tân đã cho cậu biết rằng món hàng đấu giá tiếp theo sắp xuất hiện rồi thẩm thanh cảm thấy nơi đây đông người thật nhưng cũng tốt đông người thì bán nhanh nếu không bán được trước khi cửa hàng npc mở cửa thì không thể bán được giá cao lúc này cô lễ tân thỏ buổi to này hỏi thẩm thanh ngài muốn bán hàng hay đấu giá ạ à? thẩm thanh liền trả lời là mình đến đây để bán vật phẩm nghe vậy cô thỏ buổi to liền nhiệt tình chỉ dẫn thẩm thanh hãy gửi vật phẩm cần bán vào quầy đăng ký sau đó nhận biển số và đấu giá theo thứ tự. Đấu giá thành công sẽ bị trừ 10% phí giao. Dịch. Chỉ dẫn xong cô hỏi Thẩm Thanh có muốn giấu danh tính hay không. Thẩm Thanh suy nghĩ, cậu thấy mình không sợ người khác tìm mình sẽ phiền phức, nhưng có lẽ sẽ có khá nhiều người làm phiền cậu để xin vào nhóm cày cấp, gia nhập bang hội. Nên tốt nhất là vẫn nên giấu đi vậy. Nghĩ xong Thẩm Thanh liền nói với cô thỏ buổi to kia là mình sẽ giấu danh tính. Nói xong Thẩm Thanh bước vào bên trong nhà đấu giá, vừa bước vào thì cậu đã thấy MC đang thông báo. Mọi người chú ý, bây giờ, mời số 183 lên đây trưng bày vật phẩm đấu giá của mình. Người được mời lên trưng bày vật phẩm lần này là một cô gái xinh đẹp với cặp dưa hấu khổng lồ, vừa lên cô đã thể hiện sự đảm đang của mình để chào mọi người. Mấy thanh niên bên dưới nhìn thấy cặp dưa hấu khủng này thì vô cùng dạo rực mà hú hét cả lên. Vật phẩm mà cô gái ba đầu này trưng bày là một chiếc nhẫn làm bằng đồng thau. Nhìn thấy vật phẩm này thì đám người bên dưới nháo nhào bàn tán với nhau, tên đầu hói nói, sao lại là đồ bỏ đi bằng đồng thau, nhiều nhất chỉ được 5 đồng bạc không thể hơn cô gái đi cùng thì nói anh ngốc thật đồ mua chỉ là để trưng quan trọng là xem cô gái đáng giá bao nhiêu thẩm thanh đứng đằng sau quan sát và cuối cùng cậu đã nhớ ra cái này trong phân khúc quý hiếm thì chỉ có hai cấp bậc đó là đồng thau và kim cương nên chiếc nhẫn bằng đồng thau này rất hiếm